Không không, em thơm lắm anh ạ. Đừng có để em phát hiện ra coi như là xong phim. Em không thích bạn gái mà hai cằn nhằn em đâu. Rồi, xin mời bạn nam ra sân khấu. Chào bạn. Chào chị Cát Tường bên kia. Chào quý vị khán giả. Chào bạn. Mình tên là Huỳnh Minh Phát, năm nay mình 25 tuổi và hiện tại mình là nhân viên ngân hàng. Anh Linh cho em một phút 30 giây để anh vượt lên chính mình đi, đang không? Rồi, cho em nghỉ phút 30 giây để chị Cát Tường sẽ mời bạn gái ra xem sao. Và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Xin mời bạn. Vừa bước ra là ở dưới khán giả ồ vỗ tay quá chừng luôn. Dạ. Biết tại sao không? Tại em xinh quá, bóc dáng như người mẫu vậy đó. Em xin chào mình. Chị Cát Tường, chào anh Huyền Linh. Chào anh phía sau tấm rèm kia và tất cả các bạn. Em tên là Trần Hồng Nga. Em năm nay 25 tuổi, hiện em đang là điều dưỡng. Điều dưỡng ở đâu vậy em? Dạ em làm tại bệnh viện Nguyễn Tri Phương chị. Mình làm công tác ở đó lâu chưa? Dạ em làm nay hơn 4 năm rồi chị. Nhưng mà xinh vậy ở trong khoa, trong bệnh viện không có ai để ý mình hả? Dạ cũng có, nhưng mà chắc tại không hợp hay sao đó chị. Sở thích của em là gì? Em thì em thích nấu ăn nè. Em thích đọc sách, đọc truyện cổ tích nữa. Rồi thỉnh thoảng thì ngắm mưa. Hả? Tắm mưa? Ngắm mưa chị. Ngắm mưa hết hồn, tưởng đâu là tắm mưa. Tắm mưa hấp dẫn à? Này ngắm mưa Linh ơi, nhưng phải tắm mưa. Ngắm mưa hả? Dạ. Bên đó bạn Nga làm điều dưỡng, bên đây là bạn Phát làm ngân hàng. Nãy giờ nghe Nga giới thiệu rồi, bây giờ bạn giới thiệu sơ sơ cho Nga biết đi. Sở thích của em là đi câu cá. Có một số tài lẻ như là hát, nhảy. Rồi, thôi, nhảy đi, nhảy đi. Mình nhảy bên kia đâu có thấy đâu. Mình giới thiệu cái giọng hát hò của mình để bên kia ấn tượng cái đã. Cho em hát bài Riêng Một Góc Trời. Rồi. Tính Ngọc. Quá dữ. Vỗ tay. Tình yêu như nắng bên dòng suối mơ em dữ ha. Nhà vườn thao gió gió mãi có thể xa rời chốn xưa, tình như là ô rơi buồn trong nỗi nhớ. Chơi chơi. Ủa em có ngậm gì trong miệng không vậy? Không em có ngậm gì ơi chơi. Đâu hát lại một câu coi. Tình yêu như nắng nắng đang về bên dòng suối mơ. Hay chứ, dễ thương là có nét đẹp trai nha, dễ thương nha. Hỏi bạn gái kia có ấn tượng gì không? Trời ơi, lên ta có thằng nữa luôn kia ơi. Dạ ấn cũng nhiều mà tượng cũng nhiều nữa. Là sao? Chưa hiểu. Tại dấu ấn gì lại cũng nhiều mà em tưởng tượng ra anh cũng nhiều nữa. Tưởng tượng ra sao? Nghe cái giọng đầu á chắc bậm trợn. Bậm trợn? Sao vậy? Tự nhiên bậm trợn. Ém giọng lại nhiều quá em nghe có vẻ nó nặng nề, nó bậm trợn. Thật ra không phải vậy đâu, dễ thương lắm. Dễ thương lắm á. Bây giờ mình đáp trả lại đi em, mình đâu có thua được. Anh bậm trợn về thôi, em dịu dàng, em nhỏ nhẹ chút xíu ha. Rồi. Mời em. Em đi trên cỏ non mong ôm đôi bờ đường đê. Em che nghiêng nắng lá chân rụng rè qua nhịp cầu tre. Quê hương em ở ngoài thành sớm nhà tranh. Em đi qua mấy sông giữa mấy đèo dâu trèo lên đỉnh cao. Mấy núi cũng lặng lội về thăm. Rồi. Hay quá. Hai người hợp đó. Người câu cá, người ngắm mưa, xong hai người hát qua hát lại. Hai người coi luôn. Bây giờ thích mẫu người bạn trai như thế nào? Em thích một người phải sạch sẽ nè, phải có công việc ổn định nè. Sạch sẽ là sao mới là sạch sẽ? Ví dụ như là không có mùi hôi trên cơ thể nè. Ủa, chịu không nổi. Kỳ vậy, ta làm mệt ra mồ hôi chứ. Không, làm mệt thì có quyền ra mồ hôi, nhưng mà mình phải có cách khắc phục là cái tắm rửa gì được đó. Hôi. Nó không được gọi là hôi quá, chịu nổi chị ơi. Có không? Không, em thơm lắm anh ạ. Còn cái gì nữa không em? Em thích một người phải chân thành nè. Phải biết tôn trọng những người xung quanh của người đó. Rất là ghét những người mà nói dối. Lỡ dạy mà nói dối không tốt, nếu là thú thiệt với em. Đừng có để em phát hiện ra coi như là xong phim. Trời ơi. Cô điều dưỡng của nó gì quá à, ghê quá à. Xong phim luôn rồi đó nghe. Đáp ứng được không? Đáp ứng nhu cầu đó không? Cái cuối cùng thì em hơi hồi hộp, xúc động đậy một tí.
Nhưng mà những cái đầu tiên là ok em được hết. Cái mà có cái gì mà sai trái hãy thú thiệt. Thật. Trải qua mối tình nào chưa? Em được hai mối tình. Mối tình đầu tiên là lúc thời sinh viên năm 3 của em. Lúc đó là em có mở tiệm tô tượng, sau đó đó là khách hàng của em. Em cua luôn. Mối tình thứ hai của em cũng là một bạn điều dưỡng. Và trùng hợp này là bạn này làm bệnh viện Nguyễn Tri Phương bây giờ. Có khi nào là nghèo không? Tôi nha, khoan nha. Coi chừng nhầm là xuống liền nha. Tôi coi tả sơ coi bạn hồi đó làm sao. Bạn hồi đó lùng. Mập lùng mang chiếc đen. Quê Cần Thơ. Không phải vậy, vậy là không có phải. Có Cần Thơ không? Không phải. Em ở thành phố, em ở xì phố. Vậy không lộn. Không sợ, sợ gặp lại người xưa kỳ lắm. Rồi không sao bên này khác. Yên tâm. Bên đây không có lùng, bên đây cao. Không, em nghe cái giọng là em biết rồi. Có tật xấu gì không? Là tật xấu của em. Cái gì mà em không thích á là em cứ lại nhảy em nói hoài. Chị nói gì là mình sửa hết rồi thôi. Giống như tía nhà em đi nhậu không? Em nói hoài không được, em cứ đi lên đi xuống em mới nói chừng nào mà tía nói thôi nó không nhậu nữa. Vậy thôi. Tía em thì chấp nhận em chứ bạn trai không chấp nhận đâu. Lại nhảy hoài nó ghét lắm. Đúng không Phát? Dạ đúng rồi chị ơi, em không thích bạn gái mà hay cằn nhằn em đâu. Bạn yêu cầu gì về người bạn đời của mình? Người bạn đời của em thì phải biết tôn trọng gia đình hai bên và tôn trọng những mối hệ của nhau. Hai là phải tự chủ và độc lập một tí, cũng như là nếu mà làm chấp nhận hy sinh công việc của mình tí thì lùi phía sau lo cho đời sống gia đình thì ok. Tức là em bắt phụ nữ phải hy sinh cho mình? Không, hy sinh cho gia đình của chúng ta. Tại sao em không hy sinh mà bắt người phụ nữ hy sinh cho gia đình? Dĩ nhiên là em sẽ hy sinh bằng cách là làm nhiều hơn để lo cho hạnh phúc. Rồi, về hình dáng như thế nào, ngoại hình? Hình dáng thì cao ráo một tí, thích bạn nữ mặc váy, mặt tròn tròn bầu bệnh, mà tóc đen. Ta chăm sóc bệnh nhân được, tức là ta chăm sóc gia đình được, phải không? Đừng có đòi hỏi nhiều quá, vậy là được rồi, dạ. Ha, chấm rồi phải không? Bây giờ kéo màn lên gặp cái là ok liền nha. Kéo màn lên. Hai phút gặp gỡ nhau, bắt đầu. Dạ. Có quà tặng Nga. Dạ, cảm ơn. Cho hỏi là Nga định lập gia đình năm bao nhiêu tuổi chưa? Nga không có đặt định trước, chỉ là khi nào mà thấy hợp, thấy cái khoảng thời gian đó nó thích hợp thì mình sẽ tới thôi. Chứ mình không có ấn định nhất thiết là phải tới năm như đó thì mình mới lập gia đình. Còn quan điểm tình yêu của Nga là gì? Yêu thì yêu chân thành, hết yêu thì nói thẳng, không lừa dối. Đúng rồi, Phát cũng sẽ sự thẳng thắn. Vậy còn Phát suy nghĩ thế nào về cái chuyện giữa tình yêu với lại hôn nhân? Phát, giờ đến Phát sắp tới có Phát yêu là cưới. Có không? Có. Có hứa nha. Có hứa, mẹ em cũng biểu vậy á. Phải không? Dạ. Bạn sẽ nói một câu gì để thuyết phục bạn Nga bấm nút? Nga có đồng ý là sau cái buổi hôm nay là cho Pháp cơ hội để mình tìm hiểu nhau nhiều hơn không? Đó là câu hỏi hay câu tỏ tình? Kêu ông tỏ tình, ông hỏi ngược lại người ta. Trước một bạn nữ dễ thương em hay bị đơ như vậy. Không, nhảy cái anh đang ngồi chứ không có đang đứng. Đứng lên nhảy cái cho nó... Đó hồi nãy không có thấy gì, thấy ra con nhảy có gì lạ chứ. Ta quay đây nè. Mang tổ chức cho em xin miếng âm nhạc được không ạ? Bài Chỉ Riêng Một Quỳnh Ta của Nguyễn Hưng. Nãy tôi nhìn bạn gái kìa. Buổi sáng thức giấc vắng tay chỉ riêng mình ta, tiếng nghe tanh to với những chú chim vừa qua. Ngày vui lại lên sau lòng thấy cô đơn lạ thường. Ngày em vừa qua thôi chỉ thấy trái đã chỉ riêng mình ta. Giang lắm rồi. Không được lắm. Dễ thương. Dũng này vui nè. Vui á, tôi còn không làm á. Lần đầu tiên luôn á. Nga phải bị yêu kiến đi chứ Nga. Nhảy thì cũng được, ráng mập xíu nữa thì chắc được. Điều dưỡng cho người ta đi. Đúng rồi, tự nhiên mình mỗi lần có bạn gái là mình mập lên mà không biết tại sao á. Chắc vọng... nhờ được chăm sóc đó. Hy vọng lần này cũng vậy. Rồi giá như mập lên chút được hả? Rồi chúng ta hết thời gian, chúng ta sẽ có bạch tiên đẹp.
3, 2, 1. Hết thời gian. Nhìn nhau rồi, lúng la lúng liếng rồi. Bây giờ nè, nắm tay thử coi giờ có điện truyền không nè. Nó bắn lộn tên tàn rồi chứ. Chứ gì hết mà bắn lại vậy. Lý do tại sao Nga chọn bạn khác? Em nghĩ tại vì cái suy nghĩ của bạn nó cũng, mặc dù là bằng tuổi với em, nhưng mà cũng có vẻ nó chín chắn hơn chứ không giống như những người khác. Đây, một cặp vé tặng hai bạn. Chúng ta sẽ vào xem phim để tìm hiểu nhiều hơn nữa. Tặng cho hai bạn sản phẩm xịt thơm miệng dược thảo Relax. Dạ. Yeah. Riêng nhang này đừng dành nhau, mỗi người có một phần. Rồi, cảm ơn hai bạn rất nhiều. Dạ, hai người thông tay dẫn xuống đàng hoàng coi. Mình là Thúy Kiều, hãy tụi mình trên Speakable nha. Mình thích cái hoạt động bên ngoài như du lịch, hoặc là thích nuôi chó, chơi với chó, và có hoạt hình Doraemon rồi. Con thường là đi du lịch vào những lúc rảnh. Ngoài ra thì con còn nuôi chó tinh dương. Ủa, tinh con người luôn hả trời? Mình trải qua được 3 mối tình sâu đậm, nhưng mà tất cả hồi đó giờ chắc phải chừng mấy mối. Nhưng mà thực sự là mười mấy? Dạ, thật sự là 13. Như vậy là chúng ta đã thấy tình yêu bắt đầu xuất hiện ở cặp đôi đầu tiên. Còn bây giờ thì sao? Chúng ta phải gặp ngay cặp đôi thứ nhì xem họ sẽ tìm được nhau hay không. Mời nhà trai. Rồi, ngồi đi em trai. Dạ. Xin mời nhà gái. Mời em trai. Xin chào anh Linh ạ. Chào chị Vân ạ. Em chào bạn gái bên kia và chào mọi người ở trên trường quay. Em tên là Mai Vũ Trương. Em hiện tại đang làm kỹ sư điện ở khu công nghiệp Avatar. Hiện tại em đang sinh sống ở Biên Hòa. Dạ, năm nay em 28 tuổi. Còn em? Dạ, con chào chủ Quyền Linh. Chào cô Hồng Vân, chào toàn thể khán giả và chào bạn bên cạnh. Con tên là Phan Thị Tú Uyên, hiện tại là năm nay 26 tuổi, đang sống tại thành phố Hồ Chí Minh, đang làm marketing và sale tại Bảo Lộc ạ. Mảng gì? Dạ, bất động sản. Rồi, đàn trai hãy nói một chút xíu ưu điểm và khuyết điểm cho đàn gái biết đi. Thì ưu điểm của mình là hiền lành, sống rất là tốt với bạn bè. Mình hay nói chuyện, mình chia sẻ, làm cho bạn mình vui. Dạ. Em đây là em thích cái hoạt động bên ngoài như du lịch, hoặc là thích nuôi chó, chơi với chó, hoặc là có hoạt hình Doraemon được. Trời ơi, tâm hồn trẻ thơ quá hả? Dạ đúng rồi. Có điểm yếu gì không? Dạ có, ít nói. Dạ, cũng sống nội tâm, hơi nhát. Mấy năm về trước thôi thì năm nay cũng đỡ nhát rồi. Giờ ngồi đây là cũng bớt nhát rồi đó. Dạ đúng rồi. Còn mình nè, nói về cái là điểm mạnh, điểm yếu của mình nè. Điểm mạnh của con thì con là một người hoạt bát, gọi là một người sống hướng ngoại, thích đi đây đi đó và có thể độc lập tự chủ trong cuộc sống của mình. Điểm yếu thì nhiều một chút, hơi nóng tính, nấu ăn thì không có giỏi cái khoản nấu ăn lắm. Con thường là đi du lịch vào những lúc rảnh. Dạ, đi cùng bạn bè hoặc là tự đi. Ngoài ra thì con còn nuôi chó, chụp ảnh nữa. Nuôi chó nhiều không? Dạ, con có một bạn. Tên gì? Dạ, tên Dương. Ủa, tên con người luôn hả trời? Dạ. Dương đó nó có liên quan gì tới cái cuộc đời sự nghiệp của con không? Dạ, Dương là trong tiếng Trung là nó là mặt trời. Thì không, đừng nói là tên người yêu cũ nha. Ghét quá, hận quá, đặt tên chó luôn. Rồi thôi, sẵn mình nói về tình yêu nè, mấy mối tình rồi nè, khai luôn tên người yêu là gì luôn nha. Dạ, con tổng cộng thì có khoảng 3 mối tình chính thức. Một mối tình là từ thời năm nhất đại học. Nói chung là 3 mối tình của con là đều gặp ở đi từ thiện hết. Tất cả là đều đi từ thiện. Bắt đầu tên gì? Dạ, nói thôi, quá khứ rồi cô Hồng Vân. Lý do tụi con chia tay là gì? Lý do hả? Ví dụ như là yêu xa chẳng hạn. Rồi bây giờ sao đây? Cái này cũng xa xôi à nha. Đi dễ mà, cao tốc đi cái ào tới rồi. Mình có mấy mối tình rồi? Thiệt ra thì mình đếm trên đầu ngón tay chắc cũng không hết. Đúng rồi, hồi nhỏ thôi. Bây giờ từ cấp 3 chính thức có một mối tình, lớp 12. Mình trải qua được 3 mối tình sâu đậm, nhưng mà tất cả hồi đó giờ chắc cũng phải chừng mấy mối thôi. Dưới trời. Tại chắc hiền nhát nên người ta thích. Mấy mối luôn à? Mười mấy mối. Mười mấy mối tình gian dở lận á hả? Trời ơi, 19 lần gian dở, chào cưng. Đâu đâu đến 19 thì... Mấy chục cái linh đanh hay câu nói của ông bà mình. Nhưng mà thực sự là mười mấy. Dạ, thật sự là 13. Trời ơi,
số này đẹp mà. Lý do chia tay vậy? Tuổi trẻ hồi xưa là chưa trải sự đời á, chị ạ. Phe ta bỏ hay là phe địch bỏ? Có mấy lần mà mình bỏ, hầu như là người ta bỏ. Bỏ dạ, riết rụng tóc. Bỏ vậy em mới lên đây em tìm hai. Đâu hồi xưa em cũng nhiều tóc lắm chứ, nhưng mà mình hận hận hấp tóc quá. Hôm đó mình buồn quá mình đi cạo. Ông nó cạo xong rồi chị. Đúng rồi, từ đó là em không mọc tóc nữa. À dạ. Yeah. Thôi tội nghiệp không? Yeah. Cũng như tình yêu mà tóc nó vậy đó. Không, thực ra bạn này nếu bạn để thì tóc vẫn nhiều mà. Rồi nói nghe nè, bây giờ cái cô gái này có ở Túc Lâm Đồng thì em có ngại yêu xa không vậy? Nếu mà yêu xa mà nói chuyện lại bình thường thì cũng không sao đâu chị. Em phóng lên vực Lâm Đồng thì cũng gần, tầm 2 tiếng. Tùy theo chạy thôi, 2 tiếng chắc công an phạt hơi nhiều. Dạ, đúng rồi. Bây giờ nè, em mong muốn cái người bạn bên đây á, là phải như thế nào? Thật ra thì con người em cũng thoải mái. Bạn gái mình chỉ cần hiền, lâu lâu mà có cá tính thì một xíu mình biết uống bia, biết nhậu nhẹt một xíu cũng được. Có hình xăm cũng được, tôn trọng cái gia đình mình. Rồi nhậu nhẹt chút cũng ok. Nhậu càng được càng tốt. Nhiều khi lấy về thì hai chồng cứ mua một thùng bia để ở tủ lạnh á, mình buồn hai chồng ra uống. Giống như bạn em cũng vậy á. Không, cái đó là cái thú vui của rất nhiều cặp vợ chồng nha. Hai chồng nhậu với nhau thôi, không có nhậu với ai trơn á. Vậy hai chồng chơi nhau suốt luôn đi, đừng chơi ai nữa. Em có sợ con gái ghen không? Ghen thì em không sợ, chỉ sợ nhắc lại người cũ thôi. Rồi em có nhắc không? Không, em không bao giờ để ý đến người cũ. Bây giờ em đâu còn nhớ người nào để em nhắc đâu. Nhiều quá mà đâu có nhớ nổi mà nhắc. Mình nhớ cũng không muốn nhắc. Dạ chào chú. Chào cô gái. Dạ. Con nãy vừa nghe chàng trai nói chuyện thì con cảm nhận như thế nào? Con cũng không biết nói sao luôn á. Anh vui tính á. Vui, có duyên. Ủa lắm á. Dạ. Vui tính. Có duyên lắm luôn á. Anh sửa điện mà nhiều đó, sửa điện nhiều cũng có đôi khi nó dễ thương. Hồi trước có té từ cái nhà xuống á. Có nữa hả? Có chứ, tại leo lên cầu thang là mình lắc lộn cầu dao á. Giật một cây, té xuống gùm, giật một cây, té xuống gùm cây. Đó, nó vậy đó. Cũng có té một lần nữa. Con không thích điều gì đàn ông nhất? Nếu mà về ngoại hình thì con không thích một người hôi. Chẳng qua cái tâm sinh lý nó hôi sẵn rồi sao? Hôi. Cái vụ này chú không biết nha. Nó vô tình thôi, nó cũng vô tình té, vô tình rụng thôi con. Rồi gì nữa? Nóng tính, gia trưởng. Người đàn ông vậy chắc tơi tả quá. Gì đâu hói rồi, nóng tính rồi, đủ thứ cho. Chú nghĩ không có người nào gom nguyên tụ vậy đâu. À, không biết chăm lo cho gia đình, là một người quá hướng ngoại cũng không tốt. À, từ từ con chú. Còn nữa hả? Dạ, không thích sao muối. Ờ, sao ngộ ta, giống cô á. Thích vừa ôm thôi chú. Nói chung đừng có muối nào luôn, nó cứ bình thường. Giống như Linh vậy đó, cứ bình thường. À đúng rồi, Duy Như. Không. Chú cũng có tập gym á con. Dạ, chắc tập được một ngày rồi nghỉ. Là em gái đưa ra những cái điều không thích á, em có vướng vô điều nào không? Dạ không. Thì có đó. À không. Hồi không có tóc. Hồi hồi. Phải hả? Không đâu, hồi đâu. Ít tóc, ít tóc. Tức là có cái hình mẫu lý tưởng nào ngoài đời mà có thiệt không? Ví dụ như là Barack Obama vậy á, cô Hồng Vân. Cao to và họ là một người vừa là người của công việc vừa là người của gia đình luôn. Không đen cũng được mà đen cũng được. Bên kia thích mẫu hình Obama. Em thích mẫu hình như ai? Nhân lẽ vợ của Obama, kỳ. Vợ Obama. Có duyên ghê không? Hai đứa này nó biết lựa ghê á. Hai đứa tự cảm nhận chứ chú thấy cũng chưa giống gì hết. Để hỏi người thân đã. Hôm nay con đi với ai? Dạ, con đi với gia đình, với má, với cậu, anh và bạn bè của con. Xin chào MC Hồng Vân, MC Quyền Linh. Chào và chàng trai bên này. Mình là cậu của Tú Uyên. Cậu nghĩ là chàng trai bên này cũng được, có nhiều cái cũng phù hợp với con. Với lại hỏi chàng trai bên này tí nữa là con kỹ sư điện là học ở trường nào vậy? Dạ, đại học công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh. Tại vì cùng ngành với cậu. Dạ, dạ. Cũng rất là cậu là hồi xưa là bách khoa lâu lắm rồi. Thôi hai đứa thì đến đây là cũng nên cho một cơ hội để mà mình tìm hiểu xa hơn. Rồi bạn. Em đi với ai? Dạ em đi với bạn. Dạ em chào anh Quỳnh Linh, chị Hồng Vân và tất cả mọi người ở trường quay ạ. Em là bạn của Trương. Nhận xét về Trương thì cũng tính tình rất là vui vẻ ạ. Bạn gái thì cũng nói chuyện thấy cũng hợp với bạn Trương ạ. Nhưng mà tại sao 13 người mà không vô người nào vậy? Bạn nhát lắm. Trời ơi, nó nhát. Ồ, quá vậy đó hả? Thôi được, hai đứa này nó quen nhau vui lắm nè. Cảm ơn em trai, giờ mở rào đi. Ừ. Mở rào. Đó. Hai đứa tâm sự đi. Coi hai vợ chồng Obama không biết xem chương trình này không?
À, mình chào bạn. Mình chào bạn, mình có món quà của bạn. Trong này có một lá thư á. À, ở đây thì em có mang tới một món quà bao gồm một bức thư và một cái tấm thiệp đi đến Bảo Lộc. Bạn cứ đến Bảo Lộc đi rồi mình sẽ làm hướng dẫn viên du lịch, đưa bạn đi khắp nơi. Đọc đi, đọc thư đi con. Wow, chào cậu. Người bạn ngồi kế bên, tớ là Uyên, một cô gái khá bướng bỉnh, bánh bèo, màu mè, hoa lá, nhưng cũng là một cô gái khá bản lĩnh, tự cường. Tớ đã trải qua nhiều lần yêu và được yêu, vì vậy tớ hiểu thế nào là sự trân trọng. Tớ chỉ một câu gửi đến bạn, nếu bận quá thì bạn đừng, bạn đừng yêu. Thôi được rồi. Dạ. Đoạn cuối coi. Dạ, đoạn cuối. Đừng quan tâm, đừng quan niệm cái gì là của mình sẽ lại lại là của mình. Nó chỉ đứng ở một nửa thôi. Người ta yêu mình thì người ta sẽ không dễ dàng rời đi. Nhưng mà nếu như không trân trọng, không sẽ chia, không quan tâm thì cậu à, có yêu cậu đến đâu người ta cũng đưa để đi thôi. Mong sẽ có những ngày hạnh phúc bên cậu. Dạ hết rồi. Rồi. Nói tóm lại là cái thư này em bé này nó nói gì à? Nói em... tóm lại là bạn ấy nếu bận quá thì đừng yêu. Và yêu một cách phải có trân trọng bạn ấy. À chào bạn. Tại vì qua bức thư này mình thấy là mình thì không có bận biểu gì nhiều. Công việc của mình thì có thể là mình đi 3K, 3 kiếp trực. Thì nhưng mà thời gian thấy 3 kiếp trực đó rất là nhiều thời gian dành cho bạn. Mình nghĩ nhiều. Mình đi làm lễ Tết mình trực là nhiều lắm. Nhưng mà bất cứ thời gian nào trừ lễ Tết thì mình vẫn ở bên bạn được. Mình không ngại xa. Mình chỉ ngại mình không có lý do mình xuống dưới thôi. Luôn luôn nếu mà bạn cần mình luôn luôn ở kế bên bạn. Bất chấp là có mưa hay là sao. Nhưng mà chắc bão lũ ở trên Lâm Đồng mình kẹt xe mình không xuống được. Ok. Trừ những ngày Tết và ngày lễ mình đã nói với bạn. Hồi nãy mình có nghe nói là bạn có tới 13 mối tình. Chắc cũng chấp nhoáng chấp đi đúng không? 13 mối tình đó là tuổi trẻ chưa xảy từ đời các bạn. Tính là mình có 13 nhưng mà thật ra có 3 mối tình chính xác. Bây giờ mình lớn hơn nhỏ này 2 tuổi, mắc gì mình phải xưng bạn với mình. Dạ. Anh em được khẳng định phải. Dạ. Anh coi nè. Giống Obama được phần nào? Giống hết quá. Chắc giống Obama được 10%. 10%. Đúng rồi, mình không có đen như ổng được. Thì mình là một người rất là thích du lịch. Người ta lớn hơn mình phải lịch sự, mình gọi là anh. Dạ. Anh em. Em rất là thích đi du lịch cho nên là có thời gian rảnh là em sẽ sắp xếp thời gian để chọn một địa điểm để đi du lịch. Thì anh nghĩ anh có thích đi du lịch như vậy không? Vâng, mình thích du lịch. Anh thích du lịch. Thích lắm luôn chứ. Nhưng mà không có kể điện tiền thôi. Tiền nhiều khi cũng quan trọng lắm. Đúng rồi, tất nhiên là tiền sẽ quan trọng. Một năm anh có thể đi du lịch đến 60 lần. Em tới em nắm tay cô gái. Cảm xúc nãy giờ mình gặp bạn ấy thế nào? Với lại có lấn cấn cái vụ con chó tên Dương không thì hỏi luôn nghe. Em tưởng chó tên Trương hết hồn á. Trời ơi, nắm tay hả? Thì giống mắt tay quá. Lạnh quá. Công việc của anh thì không có bận rộn lắm. Thì anh vẫn đi xuống thăm em bình thường. Hy vọng là em giao cho anh một câu hỏi để tìm hiểu. Dạ, cho cười. Dạ, em hơi ngại một chút nên em cười. Móng tay làm đẹp chứ nhỉ? Con gái có quyền làm đẹp mà. Không đẹp mà, nó nói gì đó. Hai đứa này nó nói mà như không nói á Linh ơi. Có mình ơn tụi nó nghe thôi, không ai nghe được luôn á trời. Thì anh có một cái bài, nhưng mà anh sẽ hát một đoạn cho em nghe. Tại vì anh kết em rồi, nhưng mà em kết em không. Em cứ nhận lời là anh cưới em về làm dâu của má em liền. Mình cưới nhau luôn. Hay là em thích bây giờ? Đáp lại đi mà nữ. Hôm nay em mặc một chiếc váy rất đẹp, đi trên đôi giày mòn gót anh đã tặng. Trên tay anh cầm một đóa hoa tu cầu, loài hoa khi xưa anh thích. Thôi ạ. Vẫn không nghe tụi con hát cái gì luôn á. Hai đứa này quen nhau dễ thương lắm á. Một nè, hai nè, ba. Hết thời gian. Có bấm không? Trời ơi, bà làm nhỏ rớt tim luôn vậy đó à. Chính thức là các bạn đã hẹn hò với nhau đó. Nắm tay nhau đi. À nắm vậy thôi. 13 mối tình vẫn yếu lắm. 13 mối tình yếu lắm rồi. Xin phép cho con được hôn má. Dạ, hôm nay con xin phép ạ. Hùng thiệt hả?
À, có thể không dạ cũng được. Ừ. Rồi. 13 người mà sao cô thấy con không có một cái thế nào hết trơn là sao vậy? Làm lại cho nó đẹp đẽ coi nè. À, ít ra phải cổ điển chút xíu vậy chứ. Em là sản xuất âm nhạc với lại phòng thu. Wow, em thích ca hát và em có thể hát bất cứ nơi đâu. Người hãy quên em đi và đừng yêu em nữa. Đã thế nay tình tôi đành thôi, không còn nhớ đến ai. Ấn tượng tiên của em thì hai bạn có chung sở thích rồi. Em nghĩ là hai người match nhau cũng khoảng 70% rồi ạ. Mời nhà trai. Rồi, chào anh trai. Trời ơi, dạ, chào quá. Dạ, dạ. Mời em ngồi. À, xin mời nhà gái. Hôm nay hai bạn đã có mặt ở trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, cách cái hàng rào thôi. Mời em trai giới thiệu về mình. Cho em xin gửi lời chào tới anh Quỳnh Linh và chị Hồng Vân và tất cả quý vị khán giả có mặt trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò ngày hôm nay ạ. Xin giới thiệu, em tên là Phạm Văn Huy. Phạm Văn Huy. Dạ, quê ở Nam Định ạ. Bao nhiêu tuổi Huy? Dạ, em năm nay 30 tuổi anh. 30 tuổi? Dạ. Huy làm nghề gì? Dạ, em là sản xuất âm nhạc với lại phòng thu. Wow, vậy mời đó bạn nữ. Rồi cưng, em giới thiệu đi. Dạ, em xin chào hai MC rất là dễ thương của chương trình, anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Chào cùng em. Toàn thể quý khán giả đã được có mặt ngày hôm nay. Dạ, em tên đầy đủ của em là Huỳnh Thị Diệu Mỹ. Năm nay em 29 tuổi. Hiện tại em đang là bảo mẫu tiểu học tại trường tiểu học Vinschool Central Park. À, chị rất là thích nghe cái chữ bảo mẫu, tại vì con chị là nó nói về mấy cô bảo mẫu rất là đáng yêu. Mỹ Mỹ là dạy ở quận mấy vậy? Dạ, ở Bình Thạnh. Bình Thạnh, Bình Thạnh. Hả? Dạ. Còn Huy là ở quận mấy? Em ở quận 12 ạ. Quận 12. Dạ. Bình Thạnh ở quận 12 thì cũng không đến nỗi xa lắm ha. Em nói luôn về cái điểm mạnh và điểm yếu của mình luôn đi. Dạ, điểm mạnh của em là em thích ca hát và em có thể hát bất cứ nơi đâu. Dạ, sẵn tiện. Em hát bài nào cho nó xôm xôm nữa. Dạ được, dạ được. Để coi nhà sản xuất âm nhạc bên đây coi sao nè. Dạ dạ, vậy sẵn đây em xin tặng bạn Huy và mọi người một ca khúc cũng khá là vui. Bài Người Hãy Quên Em Đi. Dạ em hát bài này không phải là muốn cái thằng bên kia quên em đâu nha. Ok. Dạ. Người hãy quên em đi. Dạ. Người hãy quên em đi và đừng yêu em nữa. Bên kia hát chồng nếu đi. Anh không bài còn gì để vương vấn. Người hãy quên em đi, đừng chờ mong chi nữa. Tiếc thương gì cho lòng thêm xót xa, vì tình yêu này sẽ chẳng lâu bền. Vậy coi như mình kết thúc êm đềm, tình yêu như là gió thoáng qua thêm. Người hãy quên em đi. Yeah. Hay quá, hay quá. Hay quá. Được không, nhà sản xuất âm nhạc? Dạ, hay quá. Bạn Huy thấy làm sao bạn? Tôi trên đã cảm thấy là lung túng trong người khi nghe giọng hát. Mai qua phòng thu quảnh luôn. Dạ. Rồi bây giờ em hát đáp lại bên đàn gái coi nào. Em hát bài của anh Ưng Hồng Phúc đi. Tôi không tin nha. Rồi. Tôi không tin đời tôi, có em rồi phải xa em suốt đời. Nắng ấm nơi người xa thật xa, cớ sao lại cho mưa gió nơi này. Tôi không tin tình em, dễ yêu rồi dễ quên nhau mất rồi. Đã thế nay tình tôi đành thôi, không còn nhớ đến ai. Hay quá. Được rồi. Bên kia hát Người Hãy Quên Em Đi. Dạ. Bên đây hát bài Anh Không Tin. Tôi không tin. Đó. Ồ, mà sao? Tôi coi như không tin quá. Là mình hãy quên nhau đi, mà mình phải yêu nhau đi. Dạ, đúng rồi, đúng. Em trai. Dạ. Điểm yếu của em là gì? Điểm yếu của em là ngủ ngáy. Ngủ ngáy. Với lại hơi sợ ma một xíu. Trai mà sợ ma hả? Trời ơi, tôi tính là nói hai người mà có quen nhau rồi đến coi kịch ma bên tôi mà ông nói vậy thôi, sao tính mời được trời. Tại vì chắc một mình em thì em sợ, mà hai người không biết. Tôi bữa nào thử nó sao. Đi. Dạ. Mốt mời hai bạn đến sân khấu kịch Hồng Vân. Dạ. Phú Nhuận nha. Dạ dạ. Rồi bây giờ mình nói một chút đường tình duyên bên đàn gái cho đàn trai nghe đi. Đường tình duyên của em nó cũng khá là lận đận. Phận là con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai mà thấy sao sông rộng đường dài. Thì không, chưa yêu ai hả? Dạ, thật ra thì đối với em lúc trước á,
lúc mà em còn học, đi học trong ghế nhà trường thì em tính tình của em rất là đóng, tức là em hơi nội tâm á. Em thích cái gì, em thích hát nhưng mà em rất là nhát. Rồi khi mà em ví dụ em có tình cảm, em thích một bạn nào đó thì em lại không có dám nói ra. Thì sau khi mà em đi làm, em ra trường em đi làm thì tự nhiên em phát triển lên, em muốn thay đổi con người em tự tin lên, thì tự nhiên là nó bị khập khiễng đó chị. Khập khiễng lúc trước là mình không thổ lộ, quá khép kín, dạ, bây giờ là rồi. Mình lại open quá, mình open quá, xong là over luôn, bị over, đúng over không? Luôn. Em đi thể hiện tình cảm của mình cho những người mà em thích, em có tình cảm hoặc là em nghĩ là người ta có tình cảm với em, thế là em cứ thể hiện quá trời luôn, và cuối cùng thì không có thành công được. Không thành công luôn. Đúng rồi, mà nói tóm lại là cái bài đó cực kỳ hợp với em. Chưa một lần yêu ai, dạ. Nhìn về thôi tương lai, tức là nhìn về tương lai đó mà. Chưa yêu ai đúng không? Chào em. Dạ chào chị. Trẻ măng trẻ mẳng vậy luôn á hả trời? U30 rồi chị. U30. U30 rồi dạ. Hả? Trẻ lắm em ơi. 30 tuổi mà trẻ em măng trẻ mẳng. Em có mấy mối tình nói cho chị Vân nghe đi. Em thì chính thức là có 2 mối tình. Một mối tình thì ngày xưa bố mẹ em ở ngoài quê á, về quê xong rồi nhà bác á có đám cưới, thì đêm đó em tới đó em hát một bài xong rồi tự nhiên quen luôn nhưng mà cái tình yêu nó hơi bị xa, tại vì ít gặp lắm, một năm gặp khoảng mấy lần thôi, tại vì bạn nó đang ngoài Hà Nội mà em lại ở trong nói chung này. Là yêu xa đúng không? Dạ đúng rồi, yêu xa. Và mối tình thứ hai vậy cũng yêu xa, cuối cùng là chia tay hết. Dạ, cả hai mối tình rồi. Là chỉ vì yêu xa đúng không? Dạ đúng rồi. Mối tình này gần nè, bây giờ em muốn tìm một người yêu như thế nào? Dạ thì một cô bạn là tính tình hơi hiền chút. Hiền? Dạ, hiểu chuyện chút xíu là rồi. Bây giờ chị nói cho em nghe này, cái người bạn gái bên đây có những đặc điểm như sau: 29 tuổi mà chưa một lần yêu ai, tinh khôi nghe. Dạ. Và có một cái nét gì đó của chị bóng hồi trẻ. À, có tuyệt vời đấy. Hơn như thế nữa thì em sẽ tự tìm hiểu. Dạ. Còn bây giờ tôi xin mời ông. Bóng hả? Bóng bóng bằng bàng, lên ăn cơm vàng, cơm bạc người ta. Đó, cảm gái cũng có răng khển chút chứ. Thì y chang bóng hồi đó mà lại. Em không thích điều gì ở đàn ông? Dạ, em nói cái điều em thích ra nha. Em thích một người đàn ông, đàn ông, đàn ông. Người đàn ông, đàn ông. Phải bản lĩnh đàn ông, mình phải ga lăng. Dạ, đối nhân xử thế em thích cái chỗ đó nhất. Mình đối nhân xử thế với mọi người xung quanh. Dạ, phải... vui vẻ, em thích một người đàn ông vui vẻ nè, hài hước nè. Dạ, rồi không cần phải có tài lẻ gì nhiều đâu. Và cao đó anh, em thích cao. Cao. Cao hơn em. Bạn rồi không đó. Thích điều gì đàn ông? Em đến 55. Dạ, không sạch sẽ. Không sạch sẽ. Dạ, em thích một người phải nói là mình bề ngoài mình phải biết chỉnh chu, mình gọn gàng, mình sạch sẽ. Tại vì em ở nhà em là em hay làm việc nhà, là em nhà em nó không sạch sẽ chứ. Bây giờ cho người thân góp ý kiến đi rồi mở rào ra nha. Đúng rồi. Em gái đi với ai? Dạ em đi với chị bạn thân của em. Em xin chào anh Hiền Linh và chào chị Hồng Vân ạ. Chào em. Dạ em xin tự giới thiệu, em tên là Thanh ạ. Em là bạn của Mỹ ạ. Em thấy bạn trai này có hợp với Mỹ không? Ấn tượng tiên của em thì hai bạn có chung sở thích rồi. Em nghĩ là hai người match nhau cũng khoảng 70% rồi ạ. 70% trở lên là ok rồi. Dạ. Mỹ ơi, bạn này được đó. Rồi cảm ơn em. Dạ. Huy đi với ai Huy? Dạ em đi cùng với người anh trai. Anh trai đồng nghiệp hả? Đồng nghiệp. À, lần đầu tiên xin cho em gửi lời chào đến anh Quỳnh Linh với lại chị Hồng Vân ạ. Theo em thì bạn nữ này cũng khá xinh, nói chuyện rất là hoạt bát, và nhất là cũng có cái sở thích là ca hát chung với lại Huy, cho nên em nghĩ là hai người cũng khá là tương xứng với nhau. Rồi bây giờ thì mình mở rào cho hai bên gặp mặt để họ tự trao đổi với nhau nha. Mở rào. Hồi hộp hả Linh? Hồi hộp hả? Có gì đâu hồi hộp. Coi như mình mời bạn gái vô phòng thu âm vậy thôi ha. Bắt đầu đi Huy. Ủa? Chào anh có cái bông hoa tặng cho em. Dạ. Anh tự làm. Dạ anh tự làm. Có vui. Mở ra đi em. Cái gì vậy cưng? Tặng gì vậy? Cái bông hoa em tự làm. Ờ nhưng mà ý nghĩa em nói ý nghĩa về món quà của mình đi. Dạ cái bông hoa này thì em tự đặt tên nhớ là bông hoa tỏ tình. Bông hoa tỏ tình hả? Dạ tại vì em tự làm mà. À. Dạ. Đó là đơn giản thôi chứ. Dạ. Hy vọng là em sẽ thích. Dạ em thích. Dạ em thích. Rồi em mở quà của bạn nữ đi cưng. Huy. Mở quà. Dạ từ từ nhanh Huy, cái chừng bất ngờ đó anh. Trời quả trứng. Dạ. Được nhanh rất gì ta? Dạ cho phép em đọc nha. Rồi rồi, đố anh luôn á, cái này là một tên một bài hát anh. Rất vui được gặp nhau à.
Còn bài hát này là bài hát gì của ai ta? Dạ, dạ. Em thuộc bài này không? Dạ, em sẽ hát tặng anh luôn. Cảm ơn em. Ủa tại sao tặng trứng là rất vui gặp nhau là sao? Dạ, đây là cái món ăn mà gần đây em rất là thường ăn. À. Và cái này là cái món ăn mà thường nhật giản dị. Thế nó hả? Ít dầu mỡ và nó tốt cho sức khỏe. Yeah. Ý nghĩa đó là ngon, bổ, rẻ. Em cũng rất thích trứng luôn. Vậy anh có muốn nghe bài hát không? Có, em hát thử cho anh nghe khúc nha. Ta nhận ra nhau trước khi gặp nhau, tự như trong tim thức đã từng mơ như thế. Anh và em những gương mặt xa lạ, đến với nhau bằng tâm hồn thân quen. Hay quá quý vị ơi. Ánh mắt đó chạm nhau, bối rối cứ thật lâu, để khoảnh khắc này mãi đậm sâu. Rất vui được gặp nhau, dù ngày sau ai biết sẽ đi về đâu, chỉ cần ta khẽ nói với nhau một câu trước khi mọi thứ bắt đầu. Rất vui được gặp nhau. Yes. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Và chắc là tôi xin được tặng cho bạn một chút xíu âm nhạc đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Bài này anh nghĩ là nó rất là ý nghĩa luôn. Tại vì khi mà anh đi tới chương trình này là anh đã chuẩn bị rất là kỹ. Anh trân trọng điều đó. À. Về bên nhau ta say mơ ước yêu nhau dài lâu, cố quên ưu phiền trọn đời ta sống cho tình thêm nồng. Quên cuộc đời dối trá, lòng người phôi pha, tình ta còn lâu bên mãi trong cơn mộng say. Về bên nhau ta say mơ ước yêu nhau dài lâu, nắm tay vui cười nguyện đời ta sống cho tình thêm nồng. Sẽ không còn buồn chán ngát đường tình thênh thang, và ta sẽ yêu nồng cháy quên đi ngày mai giấc mơ một cuộc tình. Wow. Hai bạn này gặp nhau cứ hát mãi rồi yêu nhau thôi, khỏi cần nói gì cả. Cần nói chuyện. Âm nhạc nó sẽ kết nối hai trái tim lại với nhau. Rồi thôi mình ngồi ghế mình tâm sự đi. Mình cảm nhận về nhau đi. Anh có muốn hỏi em câu gì không? Muốn hỏi em là em khó tính không? Theo như mới gặp vậy thì anh có thấy em khó tính không? Mới gặp thì không khó. Cũng không dễ khó thương à? Đúng rồi. Dạ. Cái ấn tượng đầu tiên anh nhìn là khi mà gặp anh á, em nở cái nụ cười mà chỉ làm cho mình nó bị sao xuyến luôn. Dạ. Từ đó thì nghĩa là em cũng theo anh là nhìn em là em khó tính. Còn em... còn em nhìn anh sao? Thôi trả lời câu hỏi của anh trước. Ừ. Dạ, em là một người rất là dễ tiếp cận. À. Rất dễ tiếp cận nhưng mà khó chinh phục nha. À, vậy. Dạ. Vậy theo anh Huy thì quan điểm của anh về tình yêu là như thế nào? Quan điểm của anh về tình yêu thì chỉ là hai người có cảm thấy hai con tim cùng một nhịp đập. Hai con tim cùng nhịp đập hả anh? Ờ, nghĩa là hai người cùng cảm nhịp với nhau á. À. Cùng cảm xúc với nhau. Dạ. Sẽ đi tiếp cái chặng đường của mình sắp tới. Dạ. Nghe có qua có vẻ nó hơi sến sến anh ha. Đúng nhưng rồi. Mà sến nhưng mà thiệt. Nhưng mà nó thật em thích cái gì đó sến mà thiệt á anh. Dạ. Các bạn đã có dự định là kết hôn chưa? Em đã cái tuổi em. Này là đã suy nghĩ đến chuyện lập gia đình chưa hay là chỉ là yêu thôi? Ba mẹ của em và các bác ngoài quê á. Tại vì gia đình em đã chuyển vô đây từ bé rồi. Nên vô đây thì em sống thì tới 30 tuổi vẫn chưa có. Nên các bác ở ngoài quê hơi bị hoang mang. Với lại bố mẹ cũng vậy, cứ hối xong em lấy vợ đi. Tại vì nhà có hai anh em á. Nên mẹ cứ kêu là xong lấy vợ đi, thằng em mày lấy trước. Dạ. Còn về cái quan niệm mình hôn nhân thì có thể là... Mình chắc luôn đi, đừng có thể ăn. Rồi chắc hả? Hôn nhân thì trong khoảng... 6 tháng đổ lại, trong thời gian đó mình sẽ tìm hiểu nhau, sẽ ok hơn để hiểu với tính cách nhau sẽ. Dạ, tức là anh chuẩn bị về điều kiện, cơ sở vật chất đồ đó là ok hết rồi ha. Ok, thì chắc chắn là bằng mọi giá phải có điều kiện để cưới em chứ. Mình tìm hiểu nhau khoảng 1 năm, 1 năm rưỡi thì có thể tiến đến hôn nhân là đẹp đó anh. Đúng rồi, anh nghĩ mà quan trọng là em có bấm nút không. Để tối nay em về em trả lời mail anh biết liền. Ồ vậy hả, chắc rồi bây giờ sao ta. Em hãy tiến tới và nói với bạn gái một câu gì đó
suy nghĩ điều gì trong lòng của mình để chúng ta có thể tiến hành bấm nút vậy thôi. Đôi khi anh vô tình anh được đứng trước mấy ngàn khán giả luôn, anh không run, nhưng mà anh gặp em anh rất là run. Chắc là anh đã có cảm xúc thật sự với em. Đó nên lát chúng ta, anh rất mong em bấm chuông để chúng ta có một những ngày tháng tìm hiểu ra. Vậy ha. Rất chân thành, rất chân thành. Rồi. Mọi người, chúng ta sẽ đưa ra quan điểm của mình bằng nút bấm. Nút đâu? Bên trái anh. Bên trái đây. Rối rồi, rối, không tìm ra được cái thế để bấm rồi. Chúng ta hãy lắng lại 30 giây, cảm nhận xem đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không. Nếu phải, chúng ta bấm nút. Và khi bấm nút, chúng ta phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Nếu cảm nhận không phải, không cần bấm. Hãy đưa ra quyết định của mình, nhìn về phía trước. Nhìn phía trước anh. Một. Hai. Hai. Bấm trước luôn rồi. Ba. Hết thời gian. Rồi, hãy nắm tay nhau đi. Cho anh nắm nhẹ. Rối rồi, rối kìa trời. Ôi, ống rung thiệt kìa trời ạ. Ôi, tay sao lạnh như vậy trời. Này, bạn gái là chủ động hết đấy. Thôi, bây giờ thì bạn trai có điều gì muốn nói với lại gia đình bạn gái hay không? Sau đó thì xin phép được hôn cái hôn đầu tiên ở má của bạn gái. Hôm nay chúng con đã bấm chuông rồi. Không có chuông, ở đây không phải lan và điệp. Nút mà bấm nút, đây. Nút, nút. Chúng con đã bấm nút rồi thì trái tim của đám nổi đỏ rồi thì xin phép hai bác cho con hôn hôn chán nhẹ của em cái cho hôn đúng. Em khá là năng động, vui vẻ và em thích đi chơi và thích ăn rất là nhiều món ăn, nhưng mà điểm yếu của em là em không biết ăn cay. Một người mới khi mà gặp em á, thì phần lớn là sẽ được nhận xét rằng là em khó gần. Nhưng mà sau khi mà người ta giao tiếp với em xong một thời gian thì sẽ thấy rằng em rất là thoải mái, rất là dễ tính. Mời nhà trai. Xin mời nhà gái. Mời em trai. Bây giờ thì hai bên đã có mặt rồi. Xin mời em trai giới thiệu về mình. Đầu tiên cho em xin phép gửi lời chào đến MC Quỳnh Linh và MC Hồng Vân và cùng toàn thể các khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em xin tự giới thiệu là em tên là Nguyễn Trần Trí. Năm nay em 23 tuổi và em đến từ Đồng Nai. Hiện nay thì em đang công tác tại phòng trinh sát của Lữ đoàn 25, quân khu 7. Và đến tham gia chương trình với em ngày hôm nay thì có gia đình của em là có mẹ, có chị hai và một người bạn thân. À rồi, xin chào đón em đến bằng mối hẹn hò. Mời nhà gái. Rồi bây giờ tới mình nè. Xin chào cô Hồng Vân, chào chú Huyền Linh, chào các vị khán giả và chào bạn nam bên kia. Em tên là Đinh Thị Thương. Em năm nay 25 tuổi. Hiện em đang là nhân viên văn phòng và sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ mình nói về điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Về điểm mạnh của em thì em khá là năng động, vui vẻ và em thích đi chơi và thích ăn rất là nhiều món ăn, nhưng mà điểm yếu của em là em không biết ăn cay và em hơi nóng tính. Và khi mà một người mới khi mà gặp em á, thì phần lớn là sẽ được nhận xét rằng là em khó gần. Nhưng mà sau khi mà người ta giao tiếp với em xong một thời gian thì sẽ thấy rằng em rất là thoải mái, rất là dễ tính. Cái đấy đến giờ em cũng không biết tại sao. Vậy hả? Rồi bạn ơi, bạn ơi. Vâng ạ. Nếu bạn nóng tính chỉ nhường bạn tí, chỉ thấy sao nè? Em được cái có ưu điểm là hay nằm kèo dưới lắm. Chị chấp nhận kèo dưới. Chị có những ưu điểm, khuyết điểm gì? Dạ thì em ưu điểm của em là thứ nhất là dễ gần, đặc biệt là em không hút thuốc. Còn khuyết điểm của em là em rất là ít nói. Còn tham gia đám đông thì chủ yếu là em hưởng ứng chứ ít khi em phát động. Cái đó là tối ngủ hay nghiến răng lắm. Nghiến răng? Vâng, tối ngủ mà ngủ ở nhà mà mẹ ở ngoài mà mẹ còn nghe trong phòng em nghiến răng. Không sao, cái đó cái tật từ từ có vợ hết nghiến à. Sợ không? Chồng ngủ mà nghiến răng sợ không? Dạ cũng sợ. Sợ. Nghiến dữ không vậy cưng? Dạ, em cũng không biết là có dữ hay không, nhưng mà nghe
tối em ngủ em không biết gì, nhưng mà sáng ra bảo hôm qua là trực thăng đâu nó bay hay sao, trong nhà mình trực thăng đáp hay sao. Dữ vậy đó hả? Em cũng chả biết, nghe người ta kể lại là nghe cái mức độ nó phải cả đấy. Em có mấy mối tình rồi, báo cáo bên đàn gái người ta biết đi. Nếu mà tính về mối tình chính thức thì em có hai mối tình. Một mối tình lớp 9 và một mối tình năm lớp 12. Mối tình đó kéo dài được 1.5 năm, là đến khi em học được nửa năm nhất. Rồi xong rồi là được 5.5 chia tay nhau. Dạ vâng. Rồi tới coi như mình vô quân ngủ là tới nay mình chưa yêu ai luôn. Dạ vâng, tính từ đó tới giờ thì vẫn chưa có... Là mấy năm rồi? Mấy dạ, năm rồi? 4 năm rồi. 4 năm rồi là phòng không gối chiếc đó đúng không? Dạ. Trong phòng em thì có cái gối ôm rồi, nên là cũng đã tự thân phần nào. Để hỏi bên đây nha, chuyện tình duyên của mình. Em thì chuyện tình không được bằng bạn kia. Em chưa có mối tình nào hết. Lý do? Xinh xắn như vậy tại sao lại chưa có mối tình nào? Thì cái ban đầu em chia sẻ là mọi người khi mà tiếp xúc với em thì đều nghĩ là em khó gần. Và phần lớn là mấy bạn ấy thường là không có tiếp tục chịu tiếp xúc với em, hoặc là cái thời điểm mà mấy bạn ấy tới thì em chưa xác định rằng là em muốn tạo dựng một mối quan hệ. Như là khi mà em học thì em xác định rằng là em chú tâm vào việc học và em không có nghĩ đến chuyện tình cảm. Sau khi em ra trường xong, em bắt đầu đi làm thì lúc đấy công việc của em chưa có ổn định. Thời gian của em dành cho công việc khá là nhiều, thời gian cho bản thân cũng ít nữa. Và đến giờ này thì ba mẹ em thì có hối. Và em thấy cái chương trình này thì em đăng ký tham gia và mong muốn rằng là có thể tìm được một nửa kia. Cái là em rất là an toàn đó. Dạ. Có nghĩa là giống như là em không muốn tự đi tìm hiểu, mà em muốn là gửi gắm cái tình yêu của mình vào cái bạn muốn hẹn hò. Rồi hơn như vậy nữa là muốn gửi tình yêu mình vào một cái chiến sĩ quân nhân, đúng không? Cái độ an toàn là cực kỳ cao hơn nữa. Dạ đúng rồi. Cô gái này cũng tính dữ lắm ạ. Đúng rồi. Ba còn trẻ quá, ba mẹ hối sớm quá vậy. 25. Tại ba mẹ con thấy đó giờ chưa có quen ai, cũng chưa có dắt ai về, nên là sợ rằng là để thêm 1-2 năm nữa mà không hối thì sẽ ế lại. Trời ơi, ế. Có nắm tay chàng trai nào chưa? Dạ chưa. Có ai đặt nụ hôn trên má lần nào chưa? Dạ cũng chưa luôn, không ai dám làm điều đó đâu. Chưa có nha. Ráng nha. Cái vấn đề này em giải quyết được. Giải quyết nha, triệt để nha, quyết liệt. Rồi. Bây giờ nè, hỏi hình mẫu bạn trai của em như thế nào? Thì em không có đặt nặng vào cái ngoại hình bên ngoài nhiều. Em chú trọng vào tính cách của người đó và cái cách ứng nhân xử thế đối với ba mẹ, đối với người thân, đối với người trên. Với cả em cũng chia sẻ ban đầu là tính cách của em nó không được ổn cho lắm, nó còn chút của nét trẻ con, và mong rằng là bạn nam sau này thì sẽ nhường nhịn em. Tức là em kèo trên đúng không? Bạn kia thì bạn chấp nhận kèo dưới rồi. Dạ. Đúng không? Dạ. Đúng rồi, nãy nói chấp nhận kèo dưới không sao cả. Thì đó, thì bởi thiệt buộc lòng bé này phải lên kèo trên thôi. Rồi, bây giờ em trai là thích những mẫu hình như thế nào? Dạ thì về người bạn gái của em thì em cũng không quá đặt nặng về cái vấn đề mà ngoại hình. Cơ bản là cao độ từ 1m53. Cao hơn rồi đó. Thì từ 1m53 trở lên là được rồi. Đừng có thấp quá nhưng cũng không cần phải cao quá. Không, vậy thì ổn đó. Không, đây cũng đẹp trai, đây cũng đẹp gái. Hai đứa thấy cũng hợp lý đó. Bây giờ mình hỏi người thân coi sao nào. Em gái đi với ai vậy? Dạ hôm nay ba mẹ em không có đến được. Lý do là vì ba mẹ em là sống ở quê, ở ngoài Bắc lận. Ngoài Bắc lận hả? À, ngoài Bắc hả? Ở đâu? Dạ ở Hà Nam ạ. Hà Nam. Hà Nam. Dạ. Rồi. Đại diện đây. Yên tâm. Nhà gái đây. Bà mối rồi ha. Tôi đây. Bà tính sao? Chừng nào phải chừng nào cho đàn trai bước tới? Tôi thì tôi thấy như vậy. Cậu thanh niên bên đây là một người rất là có duyên ngầm. Đó là cái điều mà tôi nhận xét. Theo tôi nghĩ là trong công việc bạn đó cũng sẽ là một người rất là quyết đoán. Nhưng mà trong cuộc sống thì chắc có lẽ là như bạn ấy đã nói là bạn ấy sẽ nhường nhịn cái đối tượng mà bạn ấy yêu thương. Về phía nhà gái thì tôi thấy tôi đồng ý đó. Đồng ý, nhà trai đồng ý chắc chắn rồi. Tôi đồng ý bây đó. Giờ hỏi em đi với ai, với mẹ đúng không? Dạ, này đi với rồi, mẹ. Cho gặp bác gái. À, mời mẹ. Xin chào MC Quỳnh Linh với chị Hồng Vân, với khán giả trong trường quay. Làm mẹ thì ai cũng muốn con mình có một gia đình hạnh phúc. Hôm nay cũng mong hai đứa có duyên với nhau để đến với nhau như mong muốn của gia đình. Nhưng mà mẹ thấy cái bạn này là có đúng trong cái suy nghĩ của mẹ về một con dâu tương lai không? Nói chung là nhìn thì ok rồi. Rồi, em có đi với thủ trưởng không vậy? Dạ có thủ trưởng. Rồi, cho gặp thủ trưởng đi. Vâng, xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Thì hôm nay tôi đến đây với danh nghĩa là thủ trưởng của em Trí.
thì theo anh thấy rằng là bạn gái bên này rất thùy mị, rất nết na. Nếu mà cảm nhận đầu tiên thì cũng rất dễ thương. Và nếu như hai em mà xác định gắn bó với nhau thì đây cũng là một cặp đôi tương đối là hoàn hảo. Anh cũng chỉ biết là khuyên các em là hãy tìm đúng cái một nửa của mình và theo đúng cái con tim mình mách bảo. Xin cảm ơn. Cảm ơn thưa quý vị. Mở rào. Mở rào. Chào anh, tặng anh món quà. Cảm ơn. Mở quà nói ý nghĩa cái món quà này như thế nào? Phép mở trước. Thì hôm nay món quà của em là kẹo. Từ đầu em đã nói là ưu điểm của em là em rất là thích ăn và em thích những viên kẹo. Em mong rằng là nếu mà sau này có cơ hội thì em mong bạn tình yêu của em với bạn trai của em cũng ngọt ngào như những viên kẹo. À rồi. Đến với chương trình hôm nay thì em có chuẩn bị cho bạn gái một món quà, đó là một cuốn sách với tựa đề là Tuổi trẻ hoang dại. Em muốn gửi tâm tư của em vào cuốn sách này, muốn là bạn nữ là nếu có cơ hội có thể thì hãy thử tất cả mọi thứ ít nhất là một lần, nhưng mà nó vẫn phải trong cái khuôn khổ của nhất định là thử được làm những gì mình thích. Rồi, mặt hai bạn về chỗ đi. Mình cảm nhận về người đầu tiên mới gặp, người lạ ơi, cảm nhận thế nào? Anh có cảm nhận gì về em không? Hôm nay bạn đẹp quá. Còn gì nữa khác không anh? Thì vừa mới nhìn vào bạn mình bên này, nãy giờ mình ngồi thấy mình tự tin hẳn lắm. Bảo mình tí quay mở rèm ra mình không bối rối, mà giờ nhìn người phụ nữ đẹp mình run quá, quên mất lời này. Hôm nay thì mình có một bài thơ, không phải là do mình tự sáng tác, nhưng mà cũng là mình sưu tầm rồi mình cũng có cải biến lại. Yêu em anh để trong lòng, anh nào đâu dám tỏ tình với em, vì em cô gái ngọt ngào, còn anh là lính đâu nào dám mơ. Chiều buồn ngồi nghỉ vẩn vơ, thốt lên bốn chữ hỏi ai yêu mình, em ơi sao nỡ vô tình bỏ anh bộ đội cô đơn một mình. Chưa gì kêu người ta bỏ cô đơn một mình rồi, bỏ rồi nào. Đẹp rào trước đón sau. Bài thơ này như em chưa có làm gì hết mà anh bảo em bỏ anh. Thương đáp lại Thương. Dạ thì em cũng mang tới một câu thơ muốn tặng cho chương trình và cũng tặng cho người bạn trai tương lai của em. Thì trăm lối đi em chỉ mong một lối về, vạn người mến em chỉ mong một người thương. Thì mong rằng là nếu mà hôm nay chúng ta cho nhau cơ hội thì cái câu thơ này nó sẽ đúng với chúng ta sau này. Cảm ơn. Hẹn hò thế nào đó? Dạ. Tụi em ở đâu đó hỏi đi. Bạn có tuần gặp mấy lần? Do đặc thù công việc thì cái thời gian công tác của mình là gần như là cả tuần. Nếu mà mình và bạn tiến xa hơn thì có thể là tranh thủ vào cuối tuần. Ý của anh là Chủ nhật đúng không? Chủ nhật hoặc là buổi tối thứ bảy. Thì cái khung giờ đấy thì lúc chắc đó là bạn là cũng không có vướng công việc nhỉ? Dạ, hiện tại thì em làm văn phòng nên là ngày chủ nhật em cũng rảnh. Trong lần hẹn đầu tiên thì bạn muốn, bạn thích là mình sẽ đi ăn xem phim hay là mình muốn mình đi đâu đó chơi? Nếu mà anh cho em chọn đó thì em muốn đi ăn. Cái đấy là sở thích của em. Thì hồi nãy mình có nghe bạn chia sẻ là bạn không thích ăn cay. Dạ em không biết ăn cay. Không luôn. Biết ăn cay đâu. Dạ. Bạn có điểm chung của mình. Dạ. Anh có giỏi nấu ăn không? Cái này thì chắc để học thêm, chứ về nấu ăn thì... Tại phần này em cũng không giỏi á. Thôi sao, cái này về nên tự tập cho nhau cũng được. Tự tìm hiểu rồi làm chung cùng nhau cũng được. Quan điểm về tình yêu hai đứa thế nào? Đối với lại bạn thì theo bạn là độ tuổi bao nhiêu là phù hợp để kết hôn? Thực ra độ tuổi phù hợp kết hôn thì cũng không có đặt nặng lắm. Em gặp được người phù hợp thì lúc đó kết hôn, đấy là cái điều kết quả là hiển nhiên nó sẽ xảy ra. Và cái sớm muộn thì cái này là do một phần là về công việc, một phần là về ba mẹ và một phần là do bản thân hai bên có thể quyết định được không. Thì cái này em không có đặt nặng là bao nhiêu lâu là có thể kết hôn. Thì cái này là em mong là bên nhà trai sẽ quyết cho em. Giả sử như sau này mà có mình có thể tiến xa hơn thì bạn có ngại cái việc ở nhà chồng không? Em thì không đặt nặng vấn đề là
con dâu mẹ chồng hay là gì đấy, thì ở chăm sóc ba mẹ đấy là điều đương nhiên, bổn phận của một người con dâu nên làm, nên cái đấy là không phải vấn đề lớn đối với em. Nếu bạn suy nghĩ được như vậy thì quá tốt. Nhưng mà bạn nóng tính quá làm sao bạn, ví dụ như bạn ở chung với mẹ chồng mà tánh nóng quá thì sao? Dạ thì bình thường tính cách của em rất là ổn định. Chỉ khi nào mà gặp vấn đề mà nó bức xúc lắm thì em mới nóng tính thôi, còn thường là em không lên tiếng đâu. Thì vấn đề thì yên tâm là mẹ của mình hiền lắm. Mẹ cũng ít nói lắm, mẹ cũng kiểu không có quát mắng gì nhiều, nhưng mà mẹ nói câu nào là thấm câu đấy thôi. Nói là để suy nghĩ chứ không phải là nói mà để gay gắt. Em thấy mẹ em hay cái điểm đấy. Mẹ không có lớn tiếng. Vâng. Nhưng mà mẹ dạy bằng cách là những cái từ ngữ rất là sâu sắc nghe để mà thấm. Dạ. Đó cũng là một cách là bạn sẽ học được ở mẹ chồng nếu như sau này hai bạn mà có tiến đến hôn nhân. Bây giờ chúng ta có 30 giây, có nhiều mình nói nhiều hết với đối phương. Suy nghĩ sao mình nói vậy, xong là tiến hành bấm nút. Nói đi Chí. Thì mình cũng có một số điểm với bạn là mình trong công việc thì mình rất là nghiêm túc, là rất là nghiêm khắc. Nhưng mà về gia đình mình thuộc dạng là mình không có được cứng rắn cho lắm. Nhiều khi nói thật ra là mình người hơi nhạy cảm. Sau này lỡ như có cái vấn đề gì mà... Anh nói lớn lên xíu được không anh? Tâm sự sau, sau này kiểu như là lỡ như mà hai đứa có cãi vã với nhau á, thì em hy vọng là hai đứa sẽ giải quyết là thứ nhất là không có lớn tiếng trước mặt bố mẹ. Khi nào muốn giải quyết vấn đề gì thì hai đứa mình là sẽ ráo riêng với nhau, nhưng mà hạn chế là không để cho người nhà, người lớn người ta thấy cái điều đấy. Rồi, em có một chút rung động gì với đối phương không? Dạ thì em như em nói ban đầu thì nhìn đã cũng tim đập thịt thịt, tim đập thịt, bối có rối rung động, vâng. Có bối rối. Vâng. Rồi, như vậy là được rồi, hết thời gian. Hãy để tay vào nút bấm và quyết định đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không. Nếu quyết định bấm nút, chúng ta phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Chúng ta phải sống bằng trái tim của mình. Bấm nút khi trái tim rung động. Chuẩn bị. 1 2 3. Cuối cùng thì hai bạn được nắm bấm nút. Nào, hãy nắm tay nhau. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau. Nắm chặt tay nhau nào. Xin phép người lớn, xin phép thủ trưởng của mình cho tụi em hẹn hò với nhau. Và tụi em hứa điều gì đó trước mặt mọi người. Con xin phép các bác, các anh, các chị, các cô gì họ hàng bên nhà bạn nữ. Hôm nay nhân dịp có chương trình bạn muốn hẹn hò thì đã kết duyên cho con với bạn được gặp nhau, thì con cũng xin phép là mọi người, là gia đình, là cho con với bạn có thời gian để tìm hiểu sau này có thể là tiến xa hơn nữa. Thì con cũng mong là các bác mọi người là ủng hộ cho tụi con. Con hứa là sẽ quan tâm, chăm sóc và bảo vệ cô gái của mình. Nhớ cổ tên gì không? Dạ tên Thương. Tên Thương đúng nhớ không? Rồi ạ. Thương còn điều gì muốn nói với mẹ với lại thủ trưởng không? Dạ thì hôm nay đến với chương trình thì con mong rằng bác và thủ trưởng sẽ ủng hộ cho hai bạn trẻ có thể nào đi đến một cái kết sau này nó tốt đẹp hơn. Con đến đây thì mong rằng là cả hai bên gia đình đều sẽ đồng ý cho con và bạn cùng tiến xa hơn. Dạ, con cảm ơn. Được rồi. Rồi, nào đặt nụ hôn đầu tiên nào. Ý, trời ơi. Đây, giữ quà lấy của bạn. Tình thì em nhiều nhưng không có sâu sắc lắm. Dạ. Tình nhiều không sâu sắc là sao? Dạ, tình toàn là tình thương tật gãy cánh đứt đuôi không. Tình gì lạ vậy trời. Tình thương tật gãy cánh đứt đuôi hả? Thì nó không đến được với nhau thì thương tật thôi anh, tổng thương thôi. Nghe bi đát quá. Dạ, bi đát. Tình thương tật gãy cánh đứt đuôi. Dạ. Ừ, đầu tiên tôi mới nghe tình yêu vậy đó. Mời nhà trai. Thôi ngồi đi em trai. Rồi xin mời nhà gái. Mời em trai giới thiệu về mình. Dạ em tên là Phạm Thành Dẫn, 34 tuổi, quê ở Long An. Em từng làm kỹ sư điện từ Trung Hoa và công việc em đang theo đuổi là
quản lý nông trại gia đình. Rồi, mình giới thiệu nào. Chào cô Hồng Vân, chào chú Quỳnh Linh, chào bạn Nam. Em tên là Lê Thị Giang Thanh, năm nay 26 tuổi. Dạ, công việc hiện tại của em là bartender tự do và là PG bán hàng. Em đến từ Đắk Lắk ạ. Ủa là sao em làm việc ở Đắk Lắk, ở thành phố Hồ Chí Minh? Dạ, em đang làm việc tại Hồ Chí Minh anh ạ. Còn bạn Nam là bạn đang làm trang trại ở đâu? Đắk Lắk ạ. Đắk Lắk hả? Dạ. Ủa, Đắk Lắk hay Long An? Ngược đường vậy. Tức là bạn kia quê ở Đắk Lắk nhưng bạn ở thành phố Hồ Chí Minh. Còn bạn này ở Long An nhưng bạn đang làm trang trại Đắk Lắk. Ồ vậy à? À, thực ra thì em cũng có chia sẻ với chương trình là em rất là thích quen bạn trai ở Đắk Lắk. Tại vì nhà em thì cũng ở dưới đó hết. À, sau này thì em cũng có hướng lập nghiệp là sẽ về Đắk Lắk. À, về Đắk Lắk à, hả? Dạ vâng ạ. Đắk Lắk ở buôn nào? Dạ em ở Cà Đông Bắc, Đắk Lắk ạ. Cron Bắc. Dạ. Dạ em cách đó tầm 85 cây số. À vậy à. Rồi thôi về nước Rông Bắc làm trang trại cũng được mà. Đắk Lắk là quê hương thứ hai của em. Ủa vậy đó hả? Ồ vậy là hợp lý rồi ha. Vẫn có thể nói cho bạn gái biết những cái ưu khuyết điểm của mình. Ưu điểm của em là tâm tính ngay thẳng, biết quan tâm tới mọi người, biết tự lập. Có điểm yếu gì không? Ngoại hình của em không có quan tâm, hình như ít quan tâm tới ngoại hình. Dạ. Em hay nhắc gái anh. Nhắc gái. Các gái cũng mới ngồi lên đây nè. Dạ, dạ đúng rồi. Mà dạng gái là đâu có ngồi đây đâu ha. Rồi giờ mình nói về cái điểm mạnh, điểm yếu của mình đi cưng. À, ưu điểm của em là biết hát, biết nấu ăn, biết pha chế các loại đồ uống. Còn nhược điểm của em thì là em khá là thẳng tính, với lại khá nhút nhát khi mà đối diện với đám đông. Trước có nghĩa là con trai có nhát không? Có thì thường em chỉ đứng nhìn người ta. Nếu mà người ta lại nói chuyện thì mình mới dám nói chuyện, không thì em cứ đứng vậy đó. Bạn kia cũng nhát quá trời kìa, bạn nói bạn nhát gái quá trời. Như vậy thì em đã có mấy mối tình rồi? Dạ em có, chính thức thì chỉ có 2 mối tình thôi. Cái mối tình mà gần nhất để em chia tay rồi là được mấy năm rồi? Dạ 3 năm. Em với bạn đó thì là đồng tuổi, mà lúc đó thì em chỉ mới có 23 tuổi thôi. Với lại bạn muốn có đích tới cùng nhau và kết hôn sớm ấy. Cho nên là em thì lúc đó, cái khoảng thời gian đó là em chưa có nghĩ tới là việc là mình sẽ kết hôn. Mà nếu mà bắt bạn chờ quá lâu, khoảng 4 đến 5 năm nữa thì em nghĩ bạn không có đời được. Thì em chủ động em dứt. Vẫn có mấy mối tình rồi? Tình thì em nhiều nhưng không có sâu sắc lắm. Dạ. Tình nhiều không sâu sắc là làm sao? Dạ, tình toàn là tình thương tật gãy cánh đứt đuôi mà. Tình gì lại rồi? Tình thương tật gãy cánh đứt đuôi hả? Thì nó không đến được với nhau thì thương tật thôi anh, tổng thương thôi. Nghe bi đát quá. Dạ, bi đát lắm. Tình thương tật gãy cánh đứt đuôi. Dạ. Đầu tiên tôi mới nghe tình yêu vậy đó. Tình yêu thương thật á. Có cái mối nào mà nó dài dài mà tình cảm sâu đậm gì không? Dạ không anh, tại vì em đa số là đường ăn uống của em thuận lợi nhưng đường tình duyên của em nó lận đận lắm. Rồi lý do sao mà đứt đuôi gãy cánh rồi nó? Dạ nó què quặt. Hả? Nó quẹo dạ, cắt nó ghê vậy. Chắc có lẽ là quen đúng người nhưng hiện tại cái thời điểm đó là người ta chưa muốn quen, người ta chưa có tìm ra được cái sự ổn định ở chỗ em. Em có thể cho chương trình biết là em ước mong có một người bạn gái như thế nào không? Biết chia sẻ, có duyên, ngoại hình thì nhìn xinh xinh, chỉ cần vậy thôi. Dạ đơn giản vậy thôi. Đơn giản vậy thôi à? Đơn giản vậy thôi. Vẫn không thích điều gì ở phụ nữ nào? Nhìn cái dạ, đó thấy ghét quá kìa. Không biết, không thích người phụ nữ chuyện nhiều. Chuyện nhiều à? Dạ chuyện nhiều. Chuyện nhiều là nhiều chuyện à? Chuyện nhiều đi cho nó nhẹ anh. Không, chuyện nhiều nó khác à nha. Còn nhiều chuyện nó khác à? Chuyện nhiều chuyện ít ít. Nói chung là không thích nhiều chuyện đúng không? Dạ đúng rồi. Được chưa? Được rồi. Bây giờ thăm nhà gái rồi, nha. Mời ông. Dạ, chào chú Quỳnh Linh ạ. Trời ơi, chào cô gái. Dạ. Đắk Lắk, nhà gái thích có một chàng trai lý tưởng như thế nào? Em thích một người con trai điềm đạm, có một nụ cười tươi. Điềm đạm, nụ cười tươi. À, không gia trưởng, không vũ phu. Không gia trưởng, không vũ phu. Dạ. Có gia trưởng không? Dạ, em không gia trưởng, em lớp trưởng. À, có vũ phu không? Dạ, không có vũ phu anh. Có phụ nữ không? Không anh, em men anh, có chuột anh. Rồi mình hỏi ý kiến người thân góp ý coi sao. Nay bé đi với ai nè? Em gái họ của em với lại 4 người bạn của em. Đầu tiên thì con thấy là ngoại hình thì ổn. Một phần là chị em muốn tìm một người là tiến tới đi xa hơn, chứ không phải là một người quen như nửa chừng rồi gãy gánh như anh nói như vậy. Nên em nghĩ là anh phải suy nghĩ chững chạc hơn trong mối quan hệ. Tại vì chị em không có muốn là đi tìm quá nhiều, chốt một người để đi đến cuối đời thôi. Anh rất là quan tâm tới bạn gái. Chỉ có cái khúc đầu là anh hơi quên tên. Tức là khúc đầu là hơi nó nhỏ.
Dạ chị em tên là Lê Thị Giang Thanh. Dạ anh cũng nghe mơ mớ vậy. nhớ chứ không phải là mơ mớ nữa nha anh. Nhớ nhớ nha Thanh đó. Rồi cảm ơn nhà, cảm ơn em. Nhà gái mời đại diện nhà trai dẫn đi với ai? Dạ, đi với ba và gia đình, à, với bạn bè ha. Dạ. Chú rồi, chào bác. Chào chú, chào cả nhà trai. Tôi họ nhà trai là Phạm Văn Thành, ông già Phạm Thành Dẫn. Tôi cũng hoan nghênh cho hai con, nếu mà được tán thành là bấm nút là tôi rất là hoan nghênh. Rồi thôi nói nhiều đó, không nói dài nữa. Mê cái chỗ bấm nút à. Mê chỗ bấm nút ha. Mê cái chỗ bấm nút. Chỉ mong bấm nút luôn ha. Chứ bấm nút là tới luôn hả chú hả? Tới luôn á. Rồi ok. Tới là làm cho tới luôn, làm liền luôn. Đám cưới rồi làm liền. Gia đình là chuẩn bị hết rồi đó. Đó. Cả nhà mình đi đủ hết trơn hả chú hả? Cả nhà luôn. Giới thiệu sơ sơ coi. Đây là chị vợ. Cô là dì hai ruột của Dẫn. Dẫn ơi, dịu dàng với nhẹ nhàng dì hai thấy có. Cái phần ngoại hình đó thì mong manh cao đó, thì bây giờ là tùy con lựa chọn, nhưng mà gia đình cũng nôn lắm rồi đó. Đúng rồi, quê mình thủ thừa mình trọng gì chú? Nói chung là gia đình của Vẫn á là ở tuổi thừa là gia đình kinh doanh, còn Vẫn á thì hiện tại là quản lý đất ở trên Đắk Lắk ở Esup. Đời trước đó là Vẫn là cũng là tốt nghiệp là kỹ sư, lương cũng đã 16-17 triệu rồi. Yeah. Nhưng mà không hiểu một cách nào thì anh ta đam mê về nông nghiệp, rồi bắt đầu là cho ra từ lập trên Đắk Lắk là từ một thân một mình nữa rồi một quản lý. Dạ. À. Quản lý coi như là vừa cao su mà vừa có trái cây, vườn trái cây. Tổng cộng cả gia đình là tới ba gia đình là cũng phải là 50 mấy mẫu, 50 mấy hecta. Mà một mình Dẫn, một tay Dẫn quản lý. Trời ơi, bao nhiêu mẫu? 50 đi mẫu. Vòng vòng. 50 mẫu. 50 mẫu hả? Dạ, cả gia đình. Dữ vậy trời. Riêng của Dẫn là 30, còn tức là ba dạ. Nói đó, một mình Dẫn thôi là 30 hecta rồi, là của riêng Dẫn, còn lại là 20 hecta là của các dì các cậu. Thôi về Đắk Lắk luôn. Về luôn. Kiếm về Đắk Lắk luôn. Tôi nghe mẫu mẫu thôi tôi mừng quá. Nông dân cực khổ lắm anh. Hả? Nông dân cực khổ lắm anh. Cảm ơn họ nhà trai nhà gái. Bây giờ mình mở rào cho hai trẻ gặp mặt nha. Mở rào. Bắt đầu đi Dẫn. Em chào anh, để em tặng trước nha. Dạ, em có món quà tặng anh, đó là hai quyển sách em rất là thích, đó là Đắc Nhân Tâm và Đừng Đi Ăn Một Mình. Dạ. Còn cái này là cà phê sữa em đã pha sẵn cho anh rồi, em tặng anh. Rồi, cảm ơn em. Dạ. Này, tặng ạ. Đây là trái cây anh trồng ở trên Đắk Lắk á, quê hương mình á. Dạ. Đây là khung ảnh có gia đình khi em bắt động nó sẽ sáng. À, năm sau đi chơi trung thu với anh. Dạ em cảm ơn anh nhiều, món quà rất là dễ thương ạ. Đây đây, để đây cầm nổi không vậy, nặng quá phải không? Dạ em cái ăn này thử là đó. Em tự làm luôn hả Dẫn? Dạ đúng rồi, cái khung hình đó. Em có thử hương vị của Đắk Lắk không em? Dạ em thử nhá. Thử đi, thử đi. Con mời cô ạ. À rồi rồi, cảm ơn. Dạ. Cái này là vườn nhà mình đó hả? Dạ, Dẫn vườn nhà mình. Dạ mời. Trồng gì Dẫn? Dạ em trồng đủ loại trái cây anh. Này gì đây? Dạ, nhãn anh. Nhãn hả? Dạ. Trời tròn do ta đã ta. Dạ, cái nào tròn em thích hết. Nhãn, xoài, rồi quả na, mấy cầu na. Trời, giỏi quá. Dạ. Rồi, ngồi tâm sự đi nè. Dạ. Giỏi quá, anh Dẫn vàng quá anh Dẫn ơi. Dạ, cảm ơn chị. Đó, trò chuyện đi. Nào, uống miếng cà phê của em gái Đắk Lắk đi. Dạ con có chuẩn bị cho chú với lại cô ở dưới sân khấu ạ. Có luôn đó hả? Dạ vâng ạ. Rồi bữa nay ăn nhãn cà phê. Trời ơi, cà phê Đắk Lắk số 1. Cảm ơn anh. Ta yêu nhau thì đưa về Buôn Mê Thuột. À, anh lần đầu tiên anh nhìn em thấy em rất là dễ thương. Anh rất là có thiện cảm. Dạ. Em cũng thấy anh thì em cũng thấy rất là dễ thương, rất là điềm đạm và trưởng thành. À, dạ. Cảm ơn em. Rồi về mình hẹn hò sao đó tính coi. Hầu như thời gian rảnh của em cũng ít. Thường là đi chơi thì em sẽ đi chơi sau giờ tan làm ấy. Cuối tuần thì em chỉ được nghỉ. Dạ. Không, mình trốn đại hẹn hò đi em.
Trúng đại đi, không ai la đâu. Hay là những cách nào đó kéo cô về trở quê hương của mình đi, Đắk Lắk đi. À, nếu không? Mà em muốn quay về yêu nhau thì về Buôn Mê Thuột. Anh sẽ đón em. Dạ. Thôi. Khoảng bao lâu thì em có thể chuẩn bị cho cái chuyện kết hôn em? Em thì chỉ cần gặp đúng người, đúng thời điểm thì em kết hôn thôi. Tại vì là em cũng không có đặt mốc. À, vậy đúng lắm mà, cái đó vậy đúng lắm. Dạ. Nhìn cái là đúng nè. Dạ. Nhìn đối diện cái là đúng nè. Các bạn có ghen không? Em không. À, anh có. Anh... em thì em ghen đúng chứ em không có ghen sai. Ai cũng đúng hết em. Nhưng mà nếu mà phản bội hay là gì là thôi em chấm dứt luôn. Có nghĩa là em không, em rất là thẳng, tính của em cực kỳ thẳng luôn. Dạ. Anh lặng lặng là anh thấy là anh ghen liền. Thấy nào lặng lặng vòng vòng là ghen liền. Vẫn ai ạ? À? Khoái mấy tại người có ý đồ nó mới nói lạ. Thẳng luôn. Dạ. Ghen, tôi ghen, không có sĩ diện gì hết trơn trời. Ừ. Nếu vậy thì bây giờ em phải tính cái công việc. Dạ. Nghĩa là hiện giờ công việc của bạn á là bắt buộc là bạn phải có những cái mối quan hệ. Dạ. Ừ. Những khách hàng rồi này kia nọ, công việc người ta đến ăn uống này kia nọ các thứ. Thì em coi là tuốt ở Đắk Lắk vậy đó, rồi người ta ở đây vậy đó, mà ghen vậy đó, rồi tính sao? Thì em sẽ tới thăm thường xuyên hơn. Dạ, chắc chắn em sẽ cố gắng. Bây giờ nè, em cứ bước tới nắm tay bạn gái đứng lên hỏi nào. Theo em thì khoảng bao lâu em có mời về Đắk Lắk? Em khá là lành và rung. Anh cũng rung lắm, rung lắm. Tim đang sao động. Khoảng bao lâu em về Đắk Lắk? Tết thì em về. Vậy thăm anh nha. Dạ, có thể là em về luôn. À, dạ. Rồi, anh sẽ tại đón em là... Dạ, tại vì ở Sài Gòn thì cũng đâu có ai đâu. À, anh sẽ đón em tại bến xe. Đứa nắm tay nguyên chưa đâu. Vẫn hai tay nắm tay đi, nhìn nhau. Bây giờ giao lưu văn nghệ tí này cho nó tình cảm nào. Rồi em hát tặng một bài nhé. Khi gặp nhau phút đầu từ ánh mắt anh đã trao nụ cười. Khi ngày ngùng em nói mình cầm tay nhé, đưa anh qua những con đường tình yêu. Em chẳng thể dối lòng rằng em đã yêu anh từ lúc này. Nghe nhịp đập con tim, lòng mình thổn thức. Em muốn ta là của nhau. Anh cũng tặng cho đi. Em một bài hát Hoàng tử trong mơ, hy vọng anh sẽ là hoàng tử đó. Chắc chắn rồi. Ai lớn lên không một lần yêu, khi biết yêu thì mơ mộng nhiều. Mơ người yêu thì chung, mơ tình duyên mặn nồng, trọn đời dài ngấu trăm năm bên lâu. Trong giấc mơ anh là hoàng tử, anh đến bên em thật tuyệt vời. Anh người em mến thương, anh là ngôi thần tượng, trọn đời yêu chỉ yêu em mà thôi. Hoàng tử của em, hoàng tử của em. Được đó Dẫn, dạ. Được đó. Thôi về đi đi. Vậy mà bạn em nói em kêu bỏ hát thì đừng có hát. Không được mà, có gì mà. Trời ơi, hôm nay duyên ngầm đó nha. Chúng ta đã trò chuyện với nhau, đã trao đổi câu chuyện nãy giờ rồi. Tay cũng đã cầm tay, mắt chạm mắt. Vấn đề còn lại là con tim có rung động thật sự hay không. Nếu đúng, chúng ta bấm nút. Không thích, không cần bấm. Sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết 2. Thời gian. Hai tiếng sạch đồng điệu luôn. Trời. Rất đồng điệu luôn. Mừng quá, con tim đỏ au luôn. Được rồi đó. Dễ thương quá à. Rất là xứng đôi, đứng xứng đôi không chú hả? Trời ơi, ông ba mừng quá rồi, ông ba về. Ba nói câu rồi mà. Thì, ba đây là ba có Dẫn nuôi con này là cũng ba mấy mấy năm rồi. Muốn con có được tạo lập gia đình, được hạnh phúc như ba với mẹ. Vậy là ba rất là mãn nguyện rồi. Ba muốn tiến hành cử hôn nhân cho nó sớm trong cái năm 2020 này luôn. Trời ơi. Rồi. Ba có bằng lòng với cô con dâu tương lai này không? Ba rất bằng lòng. Cảm ơn bé. Dâu tương lai nói gì với ba chồng tương lai đi. Em hứa với toàn thế giới, toàn nhân loại, em sẽ báo hiếu thành công. Báo hiếu thành công. Rồi. Em nói câu gì đi. Con hứa bác là con sẽ cô con dâu tốt.
và biết quan tâm lắng nghe. Dạ. Ba cũng mong được ham có dâu lắm, ham có dâu lắm, mà có dâu được rồi rất là mừng. Đúng rồi, nếu mà hai con chấp thuận rồi thì cha với mẹ cũng tiến lễ hôn nhân cho nó lẹ làng, cho nó trong năm 2020 này luôn, trong còn cho có nó 2 tháng nữa. Ba thích có cháu nội không, nói luôn đi. Thích chứ, thích cháu nội lắm. Mà nếu vẫn có được cháu nội trai chắc đội đầu không. Nếu có cháu nội trai thành công. Rồi, rồi chú. Rồi. À, tuyệt vời ha. Tuyệt vời, tuyệt vời. Tuyệt vời đó. Mai trọn vẹn cả nhà là chứng kiến cái cảnh này là hạnh phúc rồi. Dạ, con hứa với nhà gái là con sẽ đón bạn gái về Đắk Lắk. Và con sẽ quan tâm, chia sẻ với bạn gái. Mong gia đình bên gái cho con thực hiện cái nghĩa vụ của chương trình. Đúng rồi, xin liền luôn vậy đó. Rồi, không đi. Xin trước luôn. Dễ thương đấy. Rồi, một cái bức tranh hạnh phúc trọn vẹn nha. Chúc các bạn mãi mãi như thế. Chúc cho tình yêu thăng hoa đủ lớn. Và chúc cho một ngày nào sớm nhất các bạn sẽ làm vui lòng cha mẹ, đặc biệt là thông báo cho chương trình là thành công. Thành công, đám cưới thành công. Ok. Em khá là năng động, vui vẻ. Và em thích đi chơi và thích ăn rất là nhiều món ăn. Nhưng mà điểm yếu của em là em không biết ăn cay. Một người mới khi mà gặp em á, thì phần lớn là sẽ được nhận xét rằng là em khó gần. Nhưng mà sau khi mà người ta giao tiếp với em xong một thời gian thì sẽ thấy rằng em rất là thoải mái, rất là dễ tính. Mời nhà trai. Xin mời nhà gái. Mời em trai. Bây giờ thì hai bên đã có mặt rồi. Xin mời em trai giới thiệu về mình. Đầu tiên cho em xin phép gửi lời chào đến MC Quỳnh Linh và MC Hùng Bân và cùng toàn thể các khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em xin tự giới thiệu là em tên là Nguyễn Trần Trí. Năm nay em 23 tuổi và em đến từ Đồng Nai. Hiện nay thì em đang công tác tại phòng trinh sát của Lữ đoàn 25, quân khu 7. Và đến tham gia chương trình với em ngày hôm nay thì có gia đình của em là có mẹ, có chị hai và một người bạn thân. À rồi, xin chào đón em đến bằng mối hẹn hò. Mời nhà gái. Rồi bây giờ tới mình nè. Xin chào cô Hồng Vân, chào chú Huyền Linh, chào các vị khán giả và chào bạn nam bên kia. Em tên là Đinh Thị Thương. Em năm nay 25 tuổi. Hiện em đang là nhân viên văn phòng và sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ mình nói về điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Về điểm mạnh của em thì em khá là năng động, vui vẻ và em thích đi chơi và thích ăn rất là nhiều món ăn. Nhưng mà điểm yếu của em là em không biết ăn cay. Và em hơi nóng tính. Và khi mà một người mới khi mà gặp em á, thì phần lớn là sẽ được nhận xét rằng là em khó gần. Nhưng mà sau khi mà người ta giao tiếp với em xong một thời gian thì sẽ thấy rằng em rất là thoải mái, rất là dễ tính. Cái đấy đến giờ em cũng không biết tại sao. Vậy hả? Rồi bạn ơi, bạn ơi. Vâng ạ. Nếu bạn nóng tính chỉ nhường bạn tí, chỉ thấy sao nè? Em được cái có ưu điểm là hay nằm kèo dưới lắm. Chấp nhận kèo dưới. Thì có những ưu điểm, khuyết điểm gì? Dạ thì em ưu điểm của em là thứ nhất là dễ gần, đặc biệt là em không hút thuốc. Còn khuyết điểm của em rất là ít nói. Còn tham gia đám đông thì chủ yếu là em hưởng ứng chứ ít khi em phát động. Cái đó là tối ngủ hay nghiến răng lắm. Nghiến răng? Vâng, tối ngủ mà ngủ ở nhà mà mẹ ở ngoài mà mẹ còn nghe trong phòng em nghiến răng. Không sao, cái đó cái tật từ từ có vợ hết nghiến à. Sợ không? Chồng ngủ mà nghiến răng sợ không? Dạ cũng sợ. Sợ. Nghiến dữ không vậy cưng? Dạ, em cũng không biết là có dữ hay không, nhưng mà nghe tối em ngủ em không biết gì, nhưng mà sáng ra bảo hôm qua là trực thăng đâu nó bay hay sao, trong nhà mình trực thăng đáp hay sao. Dữ vậy đó hả? Em cũng chả biết, nghe người ta kể lại là nghe cái mức độ nó phải cỡ đấy. Em có mấy mối tình rồi, báo cáo bên đàn gái người ta biết đi. Nếu mà tính về mối tình chính thức thì em có 2 mối tình. Một mối tình lớp 9 và một mối tình năm lớp 12. Mối tình đó kéo dài được 1 năm rưỡi, là đến khi em học được nửa năm nhất. Rồi xong rồi là được 5 rưỡi chia tay nhau. Dạ vâng. Rồi tới coi như mình vô quân ngủ là tới nay mình chưa yêu ai luôn. Dạ vâng, tính từ đó tới giờ thì vẫn chưa có. Là mấy năm rồi? Mấy dạ, năm rồi? 4 năm rồi. 4 năm rồi là phòng không gối chiếc đó đúng không? Dạ. Trong phòng em thì có cái gối ôm rồi. Nên là cũng đã tự thân phần nào. Để hỏi bên đây nha. Chuyện tình duyên của mình
Em thì chuyện tình không được bằng bạn kia. Em chưa có mối tình nào hết. Lý do xinh xắn như vậy tại sao lại chưa có mối tình nào? Thì cái ban đầu em chia sẻ là mọi người khi mà tiếp xúc với em thì đều nghĩ là em khó gần. Và phần lớn là mấy bạn ấy thường là không có tiếp tục chịu tiếp xúc với em. Hoặc là cái thời điểm mà mấy bạn ấy tới thì em chưa xác định rằng là em muốn tạo dựng một mối quan hệ. Như là khi mà em học thì em xác định rằng là em chú tâm vào việc học và em không có nghĩ đến chuyện tình cảm. Sau khi em ra trường xong em bắt đầu đi làm thì lúc đấy công việc của em chưa có ổn định. Thời gian của em dành cho công việc khá là nhiều, thời gian cho bản thân cũng ít nữa. Và đến giờ này thì ba mẹ em thì có hối. Và em thấy cái chương trình này thì em đăng ký tham gia và mong muốn rằng là có thể tìm được một nửa kia. Tức là em rất là an toàn đó. Dạ. Có nghĩa là giống như là em không muốn tự đi tìm hiểu mà em muốn là gửi gắm cái tình yêu của mình vào cái bạn muốn hẹn hò. Rồi hơn như vậy nữa là muốn gửi tình yêu mình vào một cái chiến sĩ quân nhân, đúng không? Cái độ an toàn là cực kỳ cao hơn nữa. Dạ đúng rồi. Đó, cô gái này cổ tính dữ lắm ạ. Đúng rồi. Ba còn trẻ quá, ba mẹ hối sớm quá vậy. 25. Tại ba mẹ con thấy đó giờ chưa có quen ai, cũng chưa có dắt ai về nên là sợ rằng là để thêm 1-2 năm nữa mà không hối thì sẽ ế lại. Trời ơi, ế, có nắm tay chàng trai nào chưa? Dạ chưa. Có ai đặt nụ hôn trên má lần nào chưa? Dạ cũng chưa luôn, không ai dám làm điều đó đâu. Chưa có nha. Ráng nha. Cái vấn đề này em giải quyết được. Giải quyết nha, triệt để nha, quyết liệt. Rồi. Bây giờ nào, hỏi hình mẫu bạn trai của em như thế nào? Thì em không có đặt nặng vào cái ngoại hình bên ngoài nhiều. Em chú trọng vào tính cách của người đó và cái cách ứng nhân xử thế đối với ba mẹ, đối với người thân, đối với người trên. Với cả em cũng chia sẻ ban đầu là tính cách của em nó không được ổn cho lắm, nó còn chút của nét trẻ con. Và mong rằng là bạn nam sau này thì sẽ nhường nhịn em. Tức là em kèo trên đúng không? Bạn kia thì bạn chấp nhận kèo dưới rồi. Dạ. Đúng không? Dạ. Đúng rồi, nãy nói chấp nhận kèo dưới không sao thì cả. Đó thì bởi thiệt buộc lòng bé này phải lên kèo trên thôi. Rồi, bây giờ em trai là thích những mẫu hình như thế nào? Dạ thì về người bạn gái của em thì em cũng không quá đặt nặng về vấn đề mà ngoại hình. Cơ bản là cao độ từ 1m53. Cao hơn rồi đó. Thì từ 1m53 trở lên là được rồi. Đừng có thấp quá nhưng cũng không cần phải cao quá. Không, vậy thì ổn đó. Không, đây cũng đẹp trai, đây cũng đẹp gái. Hai đứa thấy cũng hợp lý đó. Bây giờ mình hỏi người thân coi sao nào. Em gái đi với ai vậy? Dạ hôm nay ba mẹ em không có đến được. Lý do là vì ba mẹ em là sống ở quê, ở ngoài Bắc lận. Ngoài Bắc lận hả? À, ngoài Bắc hả? Dạ. Ở đâu? Dạ ở Hà Nam ạ. Hà Nam. Hà Nam. Dạ. Rồi. Đại diện đây. Yên tâm. Nhà gái đây. Bà mối rồi ha. Tôi đây. Bà tính sao? Chừng nào phải chừng nào cho đàn trai bước tới? Tôi thì tôi thấy như vậy. Cậu thanh niên bên đây là một người rất là có duyên ngầm. Đó là cái điều mà tôi nhận xét. Theo tôi nghĩ là trong công việc bạn đó cũng sẽ là một người rất là quyết đoán. Nhưng mà trong cuộc sống thì chắc có lẽ là như bạn ấy đã nói là bạn ấy sẽ nhường nhịn cái đối tượng mà bạn ấy yêu thương. Về phía nhà gái thì tôi thấy tôi đồng ý đó. Đồng ý, nhà trai đồng ý chắc chắn rồi. Tôi đồng ý bây đó. Giờ hỏi em đi với ai, với mẹ đúng không? Dạ, nên đi với rồi, mẹ. Cho gặp bác gái. À, mời mẹ. Xin chào MC Quỳnh Linh với chị Hồng Vân, với khán giả trong trường quay. Làm mẹ thì ai cũng muốn con mình có một gia đình hạnh phúc. Hôm nay cũng mong hai đứa có duyên với nhau để đến với nhau như mong muốn của gia đình. Nhưng mà mẹ thấy cái bạn này là có đúng trong cái suy nghĩ của mẹ về một con dâu tương lai không? Nói chung là nhìn thì ok rồi. Rồi, em có đi với thủ trưởng không vậy? Dạ có, thủ trưởng. Rồi, cho gặp thủ trưởng đi. Vâng, xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Thì hôm nay tôi đến đây với danh nghĩa là thủ trưởng của em Trí. Thì theo anh thấy rằng là bạn gái bên này rất thùy mị, rất tết na. Nếu mà cảm nhận đầu tiên thì cũng rất dễ thương. Và nếu như hai em mà xác định gắn bó với nhau thì đây cũng là một cặp đôi tương đối là hoàn hảo. Anh cũng chỉ biết là khuyên các em là hãy tìm đúng cái một nửa của mình và theo đúng cái con tim mình mách bảo. Xin cảm ơn. Cảm ơn thủ trưởng. Mở rào. Mở ra. Tặng chào anh, tặng anh món quà. Cảm ơn. Mở quà nói ý nghĩa cái món quà này như thế nào? Phép mở trước.
thì hôm nay món quà của em là kẹo. Từ đầu em đã nói là ưu điểm của em là em rất là thích ăn và em thích những viên kẹo. Em mong rằng là nếu mà sau này có cơ hội thì em mong bạn tình yêu của em với bạn trai của em cũng ngọt ngào như những viên kẹo. À rồi. Đến với chương trình hôm nay thì em có chuẩn bị cho bạn gái một món quà, đó là một cuốn sách với tựa đề là Tuổi Trẻ Hoang Dại. Em muốn gửi tâm tư của em vào cuốn sách này, muốn là bạn nữ là nếu có cơ hội có thể thì hãy thử tất cả mọi thứ ít nhất là một lần, nhưng mà nó vẫn phải trong cái khuôn khổ của nhất định là thử được làm những gì mình thích. Rồi. Mặt hai bạn về chỗ đi. Mình cảm nhận về người đầu tiên mới gặp, người lạ ơi, cảm nhận thế nào? Anh có cảm nhận gì về em không? Hôm nay bạn đẹp quá. Còn gì nữa khác không anh? Thì vừa mới nhìn vào bạn mình bên này, nãy giờ mình ngồi thấy mình tự tin hẳn lắm. Bảo mình tí quay mở rèm ra mình cũng bối rối, mà giờ nhìn những người phụ nữ đẹp mình run quá, quên mất lời này. Hôm nay thì mình có một bài thơ, không phải là do mình tự sáng tác, nhưng mà cũng là mình sưu tầm rồi mình cũng có cải biến lại. Yêu em anh để trong lòng, anh nào đâu dám tỏ tình với em, vì em cô gái ngọt ngào, còn anh là lính đâu nào dám mơ. Chiều buồn ngồi nghỉ vẩn vơ, thốt lên bốn chữ hỏi ai yêu mình, em ơi sao nỡ vô tình, bỏ anh bộ đội cô đơn một mình. Chưa gì kêu người ta bỏ cô đơn một mình rồi, bỏ rồi nào. Này rào trước đón sau. Bài thơ này như em chưa có làm gì hết mà anh bảo em bỏ anh. Thương đáp lại Thương. Dạ thì em cũng mang tới một câu thơ muốn tặng cho chương trình và cũng tặng cho người bạn trai tương lai của em. Thì trăm lối đi em chỉ mong một lối về, vạn người mến em chỉ mong một người thương. Thì mong rằng là nếu mà hôm nay chúng ta cho nhau cơ hội thì cái câu thơ này nó sẽ đúng với chúng ta sau này. Cảm ơn. Hẹn hò thế nào đó? Dạ. Tụi em ở đâu đó hỏi đi. Bạn có tuần gặp mấy lần? Do đặc thù công việc thì cái thời gian công tác của mình là gần như là cả tuần. Nếu mà mình và bạn tiến xa hơn thì có thể là tranh thủ vào cuối tuần. Ý của anh là Chủ nhật đúng không? Chủ nhật hoặc là buổi tối thứ bảy. Thì cái khung giờ đấy thì lúc chắc đó là bạn là cũng không có vướng công việc nhỉ? Dạ hiện tại thì em làm văn phòng nên là ngày chủ nhật em cũng rảnh. Trong lần hẹn đầu tiên thì bạn thích là mình sẽ đi ăn xem phim hay là mình muốn mình đi đâu đó chơi? Nếu mà anh cho em chọn đó thì em muốn đi ăn. Cái đấy là sở thích của em. Thì nãy mình có nghe bạn chia sẻ là bạn không thích ăn cay. Dạ em không biết ăn cay không luôn. Biết ăn cay đâu. Dạ. Bạn có điểm chung của mình. Dạ. Anh có giỏi nấu ăn không? Cái này thì chắc để học thêm, chứ về nấu ăn thì tại phần này em cũng không giỏi á. Thôi không sao, cái này về nên tự tập cho nhau cũng được, tự tìm hiểu rồi làm chung cùng nhau cũng được. Quan điểm về tình yêu hai đứa thế nào? Đối với lại bạn thì theo bạn là độ tuổi bao nhiêu là phù hợp để kết hôn? Thực ra độ tuổi phù hợp kết hôn thì cũng không có đặt nặng lắm. Em gặp được người phù hợp thì lúc đó kết hôn, đấy là cái điều kết quả là hiển nhiên nó sẽ xảy ra. Và cái sớm muộn thì cái này là do một phần là về công việc, một phần là về ba mẹ và một phần là do bản thân hai bên có thể quyết định được không. Thì cái này em không có đặt nặng là bao nhiêu lâu là có thể kết hôn. Thì cái này là em mong là bên nhà trai sẽ quyết cho em. Giả sử như sau này mà có mình có thể tiến xa hơn thì bạn có ngại cái việc ở nhà chồng không? Em thì không đặt nặng vấn đề là con dâu mẹ chồng hay là gì đấy. Thì ở chăm sóc ba mẹ đấy là điều đương nhiên, bổn phận của một người con dâu nên làm. Nên cái đấy là không phải vấn đề lớn đối với em. Nếu bạn suy nghĩ được như vậy thì quá tốt. Nhưng mà bạn nóng tính quá làm sao bạn... Ví dụ như bạn ở chung với mẹ chồng mà tánh nóng quá thì sao? Dạ thì bình thường tính cách của em rất là ổn định. Chỉ khi nào mà gặp vấn đề mà nó bức xúc lắm thì em mới nóng tính thôi. Còn thường là em không lên tiếng đâu. Thì vấn đề thì yên tâm rồi, mẹ của mình hiền lắm. Mẹ cũng ít nói lắm, mẹ cũng kiểu không có quát mắng gì nhiều. Nhưng mà mẹ nói câu nào là thấm câu đấy thôi. Nói là để suy nghĩ chứ không phải là nói mà để gay gắt. Em thấy mẹ em hay cái điểm đấy. Mẹ không có lớn tiếng. Vâng. Nhưng mà mẹ dạy bằng cách là những cái từ ngữ rất là sâu sắc nghe để mà thấm.
Đó cũng là một cách là bạn sẽ học được ở ở mẹ chồng nếu như sau này hai bạn mà có tiến đến hôn nhân. Bây giờ chúng ta có 30 giây, có nhiêu mình nói nhiêu hết với đối phương. Suy nghĩ sao mình nói vậy, xong là tiến hành bấm nút. Nói đi Chí. Thì mình cũng có một số điểm với bạn là mình trong công việc thì mình rất là nghiêm túc, là rất là nghiêm khắc. Nhưng mà về gia đình mình thuộc dạng là mình không có được cứng rắn lắm. Nhiều khi nó thật ra là mình người hơi nhạy cảm. Sau này lỡ như có cái vấn đề gì mà... Anh nói lớn lên xíu được không anh? Tâm sự đó. Sau này kiểu như là lỡ như mà hai đứa có cãi vã với nhau á, thì em hy vọng là hai đứa sẽ giải quyết, là thứ nhất là không có lớn tiếng trước mặt bố mẹ. Khi nào muốn giải quyết vấn đề gì thì hai đứa mình là sẽ ráo riêng với nhau, nhưng mà hạn chế là không để cho người nhà, người lớn người ta thấy cái điều đấy. Rồi, em có một chút rung động gì với đối phương không? Dạ thì em như em nói ban đầu thì nhìn là đã cũng tim đập thịt thịt. Tim đập thịt, có rung động, vâng. Có bối rối. Vâng. Rồi, như vậy là được rồi, hết thời gian. Hãy để tay vào nút bấm và quyết định đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không. Nếu quyết định bấm nút, chúng ta phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Chúng ta phải sống bằng trái tim của mình. Bấm nút khi trái tim rung động. Chuẩn bị. 1 2 3 Cuối cùng thì hai bạn được nắm bấm nút. Nào, hãy nắm tay nhau. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau. Nắm chặt tay nhau nào. Xin phép người lớn, xin phép thủ trưởng của mình cho tụi em hẹn hò với nhau. Và tụi em hứa điều gì đó trước mặt mọi người. Con xin phép các bác, các anh, các chị, các cô gì họ hàng bên nhà bạn nữ. Hôm nay nhân dịp có chương trình bạn muốn hẹn hò thì đã kết duyên cho con với bạn được gặp nhau, thì con cũng xin phép là mọi người, là gia đình, là cho con với bạn có thời gian để tìm hiểu, sau này có thể là tiến xa hơn nữa. Thì con cũng mong là các bác mọi người là ủng hộ cho tụi con. Con hứa là sẽ quan tâm, chăm sóc và bảo vệ cô gái của mình. Nhớ cổ tên gì không? Dạ tên Thương. Tên Thương đúng nhớ không? Rồi ạ. Thương còn điều gì muốn nói với mẹ với lại thủ trưởng không? Dạ thì hôm nay đến với chương trình thì con mong rằng bác và thủ trưởng sẽ ủng hộ cho hai bạn trẻ có thể nào đi đến một cái kết sau này nó tốt đẹp hơn. Con đến đây thì mong rằng là cả hai bên gia đình đều sẽ đồng ý cho con và bạn cùng tiến xa hơn. Dạ, con cảm ơn. Được rồi. Rồi, nào đặt nụ hôn đầu tiên nào. Ý, trời ơi. Đây, giữ quà lấy của bạn. Ơi, nhà trai. Rồi. Chào đón em trai đến chương trình. Rồi, xin mời nhà gái. Trời ơi, công bây chúa. Hai bên có mặt rồi nha. Bây giờ chúng ta nói to lên qua cái hàng rào để mình cảm nhận giọng nói của nhau để hồi mình gặp nhau nha. Mời em trai. Dạ, xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Ừ. Xin chào người xem đài. Em xin tự giới thiệu là em họ và tên là Nguyễn Nhật Tân. Nhà em thì ở ngay tại Quy Nhơn. Em đang sinh sống và làm việc ở ngay tại Bình Dương, Sài Gòn. Tân làm gì Tân? Dạ, hiện nay là em đang phụ quản gia đình và làm việc tự do. Bán gì Tân? Bán em mở hệ thống thịt dê. Và lẩu dê hả? Dạ, lẩu dê. Cách nào ship là phim trường cái lẩu được không? Rồi có một quán lẩu nướng ở ngay tại Bình Dương nữa. Trời, tuốt Bình Dương luôn hả Cân? Dạ. Nghe lẩu là thấy được rồi đó. Nhưng mà ở Bình Dương lận ta Linh ơi. Kệ. Ở thị xã Bến Cát. Mình nói coi mấy nhỏ nó có ship cái lẩu nào không. Thôi để coi bên đây ta có buôn bán gì không, ta nhờ bên đây ship. Rồi mình giới thiệu coi có buôn bán gì đồ ăn đồ không. Dạ em chào cô, chị Hồng Vân và em chào anh Nguyên Linh. Em tên là Võ Thị Thúy Tiên, sinh năm 92, quê ở Quảng Nam và hiện nay em đang ở Gò Vấp. Công việc của em là nhân viên xe bất động sản và em là một coser cosplay ở Hồ Chí Minh này. À, hèn gì hèn gì. Hôm nay coi như là chính thức lên đây là ngoài cái hẹn hò ra là cưới luôn đó. À, không có chờ đợi cũng không có gì hết trơn á, khẳng định luôn, đóng dấu luôn nè. Rồi, để hồi tôi qua tôi kiểm tra đàn gái thế nào. Ừ. Bây giờ đàn gái cho đàn trai biết một chút ưu điểm, khuyết điểm đi. Em rất hòa đồng, thân thiện, cá tính, thích nhảy, thích độc rác,
đọc rap hả? Dạ. Em chút xíu đọc rap thử nha. Dạ. Gặp mở rào cái là mình rap liền luôn nha. Dạ. Em biết làm nail, make up. Rồi, nói chung là những cái gì về làm đẹp, về thẩm mỹ. Em rất có năng khiếu đúng không? Dạ. Có điểm yếu gì không? Dạ có. Mau quên ạ. Mau quên. Dạ. Như vậy là mình có mấy mối tình rồi cưng? Dạ không nhớ nổi. Không nhớ nổi luôn. Trời đất ơi. Bây giờ nói cái nhớ cái mối tình gần đây nhất đi. Dạ em mới vừa ly hôn. À em ly hôn là được mấy năm rồi? Dạ được một năm. Được một năm. Em đã có em bé chưa? Dạ chưa. Chưa có hả? Lý em do ly hôn? Mấy năm mà ly dị em? Dạ lấy từ 2016. Tại vậy do là chồng đánh rồi. Em. Ồ. Cái kiểu như ở chung rồi dùng tiền bạc á. Ừ. Cá hay gây gỗ đánh nhau coi thường. Cái em không chịu nổi nữa. Trong 2 năm không chịu nổi nữa cái em đi hôn. Rồi coi như là không chịu được bạo hành đúng không? Dạ. Trời, thấy tội nghiệp không? Bạo hành, bạo lực gia đình cũng là một cái điều mà cần phải lên án ha. Rồi em trai, em có điểm mạnh điểm yếu gì nói cho bạn gái bên kia nghe. Dạ thưa mọi người thì điểm mạnh của em thì cũng không có gì, chỉ có là hòa đồng, hoạt bát, năng nổ với thích nghi được với môi trường. Em có thể hát được. Hát được luôn. Hát dở người ta nghe được hay không thì đó là bên khán giả. Em cũng biết nấu ăn, nhưng mà ăn được hay không cũng nhờ người ăn. Với nữa là em thích làm từ thiện. Có tật xấu gì không? Em thì hay bị stress, cho nên là cũng hay nóng tính. Nhưng mà nóng tính của em nó không phải là vũ lực. Em chỉ có cái là hay nóng tính rồi bỏ đi ra ngoài thôi. Nóng là bỏ, nóng lắm là bỏ ra ngoài đúng không? Dạ. Hoặc là... được, chứ không có bạo lực ha. Hoặc là đi ra ngoài biển ngồi khùng khùng điên điên mình thôi. Khùng khùng là sao? Tao biển làm gì vậy? Chào cưng. Dạ kiểu như là mình làm những cái hành động mà mình thấy tự mình thấy mình khùng đó. Giống như là mình gào lên đó. Mình gào lên hay là mình lấy đá mình chọi ra biển hay là mình lấy cát mình bung lên, ví dụ vậy đúng làm không? Làm vậy biển nó cười mất cỡ. Để mình xả được cái bực tức của mình đúng không? Dạ. Vậy đâu có gì đâu khùng điên. Trời em ơi, cái người đàn ông áo xanh ngồi kế bên em khùng gấp trăm lần. Trời ơi. Làm gì? Làm mà còn không xác định được hành động đó là gì. Mình còn xác định được là mình tung cát, mình này kia nọ, còn đây là không xác định được luôn. Làm nhiều khi anh mắc cỡ trước biển luôn đó. Thôi nói vậy thôi bỏ qua đi, khó quá bỏ qua đi. Bây giờ nè, em có mấy mối tình rồi? Có 5 mối tình chính thức. Trời ơi, bên kia không nhớ nổi, bên này có 5 mối tình chính thức. Ừ, thì người ta cũng đâu có phải vậy, ta mới ấy được, mới kinh nghiệm rồi mới tương đồng được chứ. Mối tình dài nhất là mấy năm? Dạ, mối tình dài nhất là 2 năm. Ngắn nhất là bao lâu? Ngắn nhất là 6 tháng. Em thấy mình thiếu sót những gì trong những mối tình như vậy? Thực tế là trong 5 mối tình thì em có tới 4 mối tình em bị cắm sừng rồi. Trời ơi, thấy thương không? Mối tình gần đây là mối tình thứ 5. Là em chỉ tình cờ em biết người ta cắm sừng em thôi. Có nghĩa rằng là người ta cũng thăm em, cũng đi tới thăm em, xong người ta đi Đà Nẵng. Người ta là giáo viên dạy múa. Đồng thời thì ngày hôm đó em lại rảnh, em lướt Facebook rồi em vào cái chỗ trang like cá nhân của người ta. Thì em thấy cái người đó, cái người bạn trai đó để hình nền. Và khi mà người ta để hình nền của hai bạn xong thì em nhắn tin. Em nhắn tin cho bạn đó thì bạn đó cũng không biết là bạn gái kia đã có bồ. Nên là em nhắn tin cho bạn gái, rồi bạn gái không trả lời. Thì thôi em cũng tự im lặng thôi. Coi như mình im lặng lặng mình chia tay. Kinh doanh sừng đó ha. Dạ. Thấy thương quá à. Công nhận em sừng nhiều. Em có ngại gì bạn gái bên kia đã có một lần lỡ chuyến đò không? Em thấy rằng là mình nên thương người ta hơn. Tại vì người ta đã bị tổn thương một lần rồi. Được, rộng lượng, tốt. Thôi, bỏ qua những chuyện đã qua. Bây giờ mình làm thì làm lại từ đầu. Làm lại từ đầu. Đúng. Thà là bôi hết, ta làm lại từ đầu. Đó. Rồi bây giờ cái từ đầu của em nè, em cho một cái mẫu hình cái người bạn gái mà em đang muốn tìm. Em thích người bạn gái của mình thì phải có cá tính, mạnh mẽ. Tại vì đôi lúc con trai cũng không thể nào mạnh mẽ được. Đôi lúc cũng cần cái sự chia sẻ. Đúng rồi, con trai đôi khi nó cũng yếu đuối lắm. Và tuyệt đối thì em cũng mong bạn nữ là đừng nói chuyện với người yêu mà giống như là võ sĩ nói chuyện bao cát. Mà em có thích những cô gái mà có một cái sở thích về cosplay không? Em thích mà. Tại vì những người đó em cũng coi nhiều mà. Vậy được. Rồi, để tôi qua tôi coi đàn gái sao mà
Trường Vân chỉ nói cái gì mà cá tính gì để coi. Đây giờ dạ thôi tôi mời anh đó rồi. Rồi. Nãy đi xe máy tới phim trường đây đó hả? Dạ. Trời ơi, hấp dẫn nha. Nhìn thấy ấn tượng đó. Em gái, em hay mặc cái bộ đồ thế này lắm à? Dạ đúng rồi, em hay mặc đi diễn mấy sự kiện văn hóa Việt Nhật. Sự kiện văn hóa này kia ha. Dạ. Sự kiện văn hóa Việt Nhật. Ừ. Có nào mặc đồ đi chơi không? Dạ cũng có. Cũng có luôn hả? Giờ lúc ví dụ như là em đi diễn xong á, ví dụ mấy bạn rủ đi ăn thì em cũng vẫn mặc bộ đồ như thế này đi. Bữa nào mặc đồ đi ăn lẩu dê ngon à? Đây là nhân vật Sakura trong Thủ lĩnh Thế Bài. À đó, hãy nhìn thấy ra nhân vật rồi. Bây giờ em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Kiểu đó là bạn nó không tính toán, không gia trưởng, bảo vệ được em được. Để có thể bảo vệ được em. Được, bạn này bảo vệ được, thấy tướng to lắm. Nói cái người thân rồi, cho trẻ gặp nhau đi. Em đi với hai bạn của em. Dạ, em là bạn của Thủy Tiên đây. Dạ, thì em nhận xét anh thì anh đặc điểm nói chung là chuẩn. Dạ, về Tiên thì em thấy cái gu anh là xác định là dính rồi đấy. Dạ. Còn em chỉ có một nhận xét thôi, anh có từng dùng những lời mực ngọt với những cô gái khác không? Em không phải là người ngôn tình anh. Dạ. Con người em thì có cái được là em nói được làm được, em thích thể hiện hành động nhiều hơn. Dạ, em xin hết. Rồi, em trai đi với ai? Dạ, hiện nay là em đi với anh hai em, với anh thầy em. Lời đầu tiên là em xin chào anh Quyền Linh Tốt Bụng. Và rồi, chị Hồng Vân, đối với em là chị Hồng Vân luôn luôn là một người rất là dễ mến và dễ thương trong lòng của em. Cảm ơn cưng. Tân biết anh không nói nhiều rồi. Đâm ra của Tân cứ nhắm cái nút vào đâu thì bấm mạnh và chắc cái nút đó cho anh là được. Chỉ đơn giản vậy thôi. Hay, ngắn gọn. Rồi, cứ nhắm cái nút mà bấm thôi. Được rồi, cảm ơn nhà trai nhà gái. Bấm là phải bắn cho trúng. Đúng rồi, mở rào. Hết hồn chưa? Cô dâu chim bồ câu á, Sakura đó. Rồi đứng lên nhận quà. Dạ. Anh có món quà tặng em. Dạ, cảm ơn. Em cũng có món quà. Em mở lên đi, mở lên đi coi biết. Mình nghe đầu tiên gặp mặt. Mà cái này mình mua hay là mình tự làm? Dạ, cái đây là đặt mua theo ý tưởng. Bánh rau câu á, lên này. Được á. Em cũng có món quà nhỏ cho anh. Tại cũng có nghĩ á, là liên quan tới cái code của life em. Ồ. Cái gì vậy cưng? Dạ móc khóa. À móc khóa, tại sao lại tặng người ta móc khóa vậy? Giống như là em giống như là đi liền với anh vậy đó. Nhưng mà móc khóa nào là giống như là anh đi xe thì lúc nào cũng có, giống như là em đi bên cạnh vậy đó. Lúc nào cũng móc em vô với người. Với lại em là cái này có hình code của life của em. Có liên quan tới đam mê của em nữa. Anh cảm ơn. Bạn gái biểu diễn đọc rap cho bạn trai nghe. Thôi nhìn nhau mà biểu diễn nha. Không gian này của hai bạn đó. Bắt đầu. Anh có yêu một người từ cái nhìn đầu tiên không? Anh có bao giờ thêm mạng thanh chùa cậu duyên không? Anh có mơ viết màu từ ông tiên không? Anh có bao giờ mừng tin nhắn mà đọc nó rung vậy trái? Sao rung vậy? Dấu hiệu á, dấu hiệu của sự tình cảm đó nghe. Em nói diễn nên khó nói. Bạn trai hát đi. Anh tặng em một bài hát. Bài hát này thì kiểu như là chắc cũng là thay lời anh muốn nói với em luôn. Anh muốn bay xuyên thời gian, xuyên không gian để tới bên em. Anh muốn bước đi cùng em trên đoạn đường đầy nắng. Hãy để cho anh được yêu em bằng tất cả những gì anh đang có và sắp có và sẽ có. Chẳng cần biết em có làm sao thì anh vẫn mãi yêu em. Dẫu ở bên cạnh em bao nhiêu chàng trai hơn anh, anh chẳng sợ gì đâu vì anh to bằng cả thế giới này. Nơi đó chỉ dành riêng cho em. Anh yêu em. Rồi, thôi trở về ghế đi. Rồi. Hai bên cũng đàn rối dữ lắm rồi. Câu cuối cùng là câu chốt hạ đó, anh yêu em đó, hiểu không? Lần đầu tiên anh gặp, anh chỉ coi cái đó ở trên YouTube thôi. Nhưng mà lần đầu tiên anh thấy bằng xương bằng thịt. Em có biết ý nghĩa của cái bánh anh tặng cho em là gì không? Tại vì cái đó là anh đặt làm cho nên là có ý nghĩa hết. Rồi. Ý nghĩa là gì ạ? Bánh anh làm thì không phải là gato. Chất liệu thì không phải gato cho nên là ăn sẽ không ngán.
Ngoài ra thì bánh thì nó sẽ rất là ngọt. Anh muốn rằng là cái tình chuyện tình cảm của mình đó, cho dù anh với em ở xa đi chăng nữa thì vẫn có thể tạo điều kiện dành cho nhau. Cái thứ hai nữa là anh muốn tình cảm của mình nó ngọt như thế. Hay đó, bạn gái cảm nhận thế nào khi bạn trai nói thế? Dạ, ý nghĩa hay và em thấy cũng rung động. Rung động khi nghe cái món quà anh nói vậy. Coi như là tự nhiên á, nãy tự tin lắm nha, bản lĩnh lắm nha. Mở rào ra một cái là đớ luôn đó, là đó. Nói thì thủ thỉ, nói không ai nghe được luôn. Anh về trong một nhà, em với mẹ anh á, có chút gây nhau á. Mà trong lúc đó là anh đứng chính giữa, thì anh sẽ làm thế như thế nào? Mẹ anh thì mỗi lần mà mẹ anh cấu gắt cái gì là mẹ anh la mắng anh giống như là rapper, đọc rap như em vậy đó. Thế, nhưng mà có một cái là mẹ vẫn thương con. Và mẹ anh cũng đã trải qua cái vấn đề như em nói rồi. Cho nên là mẹ anh sẽ không có áp dụng đó với em đâu. Anh hứa chắc chắn như vậy. Tại vì bây giờ mẹ anh đang còn con dâu rồi. Mẹ đang cần rồi đúng không? Đúng rồi. Anh của em là có gia đình chưa? Dạ anh chưa luôn ạ. Chưa luôn, thành ra là giờ mẹ đang rất cần con dâu rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi hẹn hò thế nào? Hai bạn bàn với nhau. Hiện giờ là anh cũng đang có một cái công việc là anh đang làm xuất nhập khẩu qua cảng và hiện giờ anh đang học việc để nắm được quy trình ở đó. Thì với lại rằng là anh cũng đang học bằng lái xe B2 nữa. Cho nên là cái khoảng thời gian mà anh dành cho em thì có thể rằng là nó sẽ không được thường xuyên. Em vẫn có thể rằng là em chắc anh cũng được, em chắc bằng video call. Hay là em có thể rằng là em gọi điện cho anh, hàng ngày vẫn gọi điện cho anh bình thường nha. Tại vì có khi anh sẽ không ở gần em được, thì anh cũng mong muốn là mình có một cái gì đó để làm cầu nối với nhau. Im lặng là coi như tan vỡ, anh không muốn điều đó. Em cứ kiểm tra anh hàng tuần cũng được, còn không thì anh nhắn tin báo cáo cho em. Còn em có đi chơi ở đâu á, hoặc là như thế nào đó thì nhắn tin cho anh cái, để anh đỡ lo thôi. Nhưng mà em không làm dâu được không? Em không làm dâu là mình khỏi cưới hả? Không phải là không về ở chung một nhà với mẹ thôi. Không về chung một nhà có nghĩa là mình ra ở riêng? Đúng. Được. Nếu mà hai đứa đã tự có nguồn kinh tế cá nhân rồi thì anh nói chuyện đó bình thường. Nếu như bây giờ về chung một nhà thì kinh tế ai quản lý? Thì là tiền bạc là vợ giữ là điều đúng đắn rồi. Nhưng mà vợ phải biết tiết kiệm. Chứ vợ mà tiêu xài hoang phí thì hai đứa ra ăn mày hết. Có là đem đi cốt thôi chứ không có sắm áo quần gì nhiều đâu. Đi cốt thôi. Cốt là hơn sắm đồ nữa đúng không? Dạ đúng rồi. Bộ mê, bộ ghiền hả? Bộ ghiền. Dạ. Đam mê hả? Dạ đam mê của em. Hai bạn cũng trao đổi nhiều rồi. Bây giờ mình tiến tới mình nói một câu nào đó tận đáy lòng của mình, suy nghĩ về người đối diện. Mình muốn nói gì nói. Nói từ trái tim của mình. Nhìn bạn gái nói. Anh tự nhận biết anh không phải là con người hoàn hảo, một người bạn trai lý tưởng đối với em. Nhưng mà anh sẽ có cách để khiến biến cuộc sống của em trở thành cuộc sống lý tưởng. Em là một người đam mê có, nên là cái dụ mà tiền bạc như vậy á, mà anh kêu em tiết kiệm cũng quá cũng không được. Và anh có chấp nhận được không? Đam mê của em thì em vẫn làm. Đam mê của em thì em cứ giữ. Miễn sao là em có thể là em nghĩ đến cái bước đường dài và tương lai sau này. Sau này nếu mà mình còn có gia đình này nọ nữa, rồi mình còn phải chăm sóc cho ba mẹ của mình nữa ha. Thì nếu mà em đã kiểu như là em cân bằng được tất cả mọi thứ đó rồi thì ai cản em làm gì đâu. Chúng ta hãy suy nghĩ thật kỹ, lắng lòng mình lại. Đây là câu chuyện không phải là đùa nữa, mà bấm nút là hẹn hò với nhau, là cho nhau một cơ hội. Nếu thật sự trái tim mình chưa rung động, mình chưa muốn, mình không cần bấm. Để nút bấm đó cho rất nhiều người đang theo dõi truyền hình họ bấm. Chúng ta quay mặt về phía trước và đưa đến quyết định cuối cùng. Sau 3 tiếng đếm, 1, 2, 3. Hết thời gian. Bạn gái không có bấm. Lý do tại sao em gái không bấm khi mà chàng trai đã thổ lộ hết tất cả mọi thứ, niềm đam mê em cứ giữ, tất cả những sở thích của mình cứ giữ. Quan trọng là chúng ta cùng nhau để tiến xa hơn trên đường hạnh phúc thôi. Thì em cũng chưa thấy rung động gì bạn ạ.
chưa thấy rung động. Đúng rồi. Em cũng kỹ mà bắt đầu từ bên tình bạn để tìm hiểu. Đúng rồi. Chưa thấy rung động thì không cần bấm đâu. Dạ. Ta tôn trọng những ý kiến đó. Vậy chúng ta chưa rung động, ta bấm á, ta vô tình để người khác hiểu lầm. Ha. Một chàng trai cũng rất là thông minh, rất là đồng và nói chuyện cũng rất là hay ha, bằng lĩnh đó. À, thôi thì chúng ta có duyên nhưng không có nợ. À, chúc hai đứa sẽ tìm được một nửa yêu thương của mình, một nửa bánh ghép của mình ở bất kỳ nơi nào. Có một điều ở bạn trai tôi cảm nhận là bạn rất là tế nhị. Mình hãy giữ tất cả những kỷ niệm này để nghĩ về nó. Nhớ đã một lần chúng ta gặp một người bạn rất thân quen ở trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Nhãn hàng máy lọc nước cao cấp Makano tặng bạn một voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm Makano tại các đại lý chính hãng trên toàn quốc. Máy lọc nước phong thủy Makano thiết kế độc đáo, lõi lọc ceramic siêu bền, màng lọc RO nhập khẩu từ Mỹ. Đặc biệt, máy lọc nước ion kềm dầu hydrogen đem đến nước sạch và tốt cho sức khỏe. Cảm ơn các bạn đã tham dự chương trình. Chúc các bạn hạnh phúc và sớm tìm một nửa yêu thương của mình nha. À, cảm ơn các bạn. Dạ, cảm ơn chương trình. Rồi. Dạ. Tình trường của con thì ngắn gọn lắm, là con chưa trải qua mối tình nào. Con cũng ngắn gọn hơn, cũng chưa từ bên ngoài. Người ta là nữ chính đi tìm nam chính, còn con là nữ hề đi tìm nam hề. Đó, bởi vì cô thích con là vậy đó. Lúc mà con nghe bạn nữ nói là em không thích trang điểm hay là không biết từ ngoài, là cái đó là lúc đó là con đổ luôn rồi. À, hy vọng rằng trên truyền hình thì rất là nhiều cô gái sẽ bấm nút cho chàng trai và rất nhiều chàng trai sẽ bấm nút cho cô gái. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Xin mời quý vị. Mời nhà trai. Mời anh trai ngồi. Xin mời nhà gái. Thôi, mời anh trai giới thiệu về mình đi. Dạ, chào chú Quyền Linh, Hồng Vân, bạn nữ bên kia và mọi người trong trường quay ạ. Con tên là Giang Thịnh. Bao nhiêu tuổi? 27 tuổi. Con đến từ Long An. Và công việc hiện tại con là nhân viên kế toán. Long An ở huyện nào Thịnh? Dạ. Thịnh. Con ở huyện Cần Đước ạ. Huyện Cần Đước. Rồi, dạ. Bây giờ mình giới thiệu về mình nào. Dạ, con chào cô Hồng Vân, con chào chú Quyền Linh, chào hai bên gia đình và chào anh bên kia. Con tên là Lê Hồ Thảo Trang, con sinh năm 96, hôm nay con 24 tuổi và con đến từ Vĩnh Long. Vĩnh Long, con đang làm cái gì? Dạ, tốt nghiệp Đại học Sư phạm Tiếng Anh và hiện tại con chỉ đang là gia sư tiếng Anh ở Cần Thơ thôi ạ. À, con là gia sư tiếng Anh, con đang làm việc ở Cần Thơ luôn. Dạ. Thôi, điểm mạnh, điểm yếu của Thịnh là gì? Dạ, điểm mạnh của con là luôn quan tâm và biết tôn trọng người xung quanh, không thích uống rượu hay là hút thuốc và thích làm từ thiện. Chủ yếu con là ăn mặc thì khá là lộn xộn, tại vì bình thường thì con chỉ cần thoải mái và sạch sẽ là con bận được hết, nên con không quan tâm bề ngoài cho lắm. Thôi đơn giản gì cũng được rồi. Vậy bên đây mình là điểm mạnh của con là gì? Dạ, điểm mạnh của con là con mọi người nhận xét con là hiền và ngoan, biết nghe lời, biết cách cư xử với người lớn. Còn điểm chưa mạnh? Điểm chưa mạnh của con là con không có một ngoại hình ưa nhìn. Đó, với con lại... dễ thương mà con nói gì ạ? Với lại... Nói là sai đó nha. Con nói câu đó là sai đó. Ngoại hình của con rất là ưa nhìn luôn. Con không đẹp nhưng mà con rất ưa nhìn đó. Với lại con không thích và con cũng không biết chăm chút cho ngoại hình của mình. Có nghĩa là dưỡng da hay là kem phấn hay gì đó thì con cũng không có. À, con chưa biết đúng không? Dạ, con cũng không thích luôn. Da con đang rất là đẹp, con không cần phải dưỡng gì hết. Ha. Vậy là hai bạn này cùng chung một cái, tức là không chăm sóc cho bản thân của mình. Có sao mặc vậy đơn giản, giống như chú thôi. Có gì mặc đó. Trời cho sao hưởng vậy đó. Ừ. Vậy đi. Mình đâu cần, nó quan trọng là tấm lòng, quan trọng là đạo đức của mình thôi. Còn quần áo không quan trọng. Ha. Con thấy như vậy cũng tiết kiệm. Bạn bên đây nói vậy là để như vậy là tiết kiệm. Tiết kiệm. Có nghĩa là tài chính của con bây giờ con làm tiền thì nó cũng không có nhiều lắm. Cho nên là con nghĩ là một người ta nói là một đồng tiết kiệm bằng một đồng kiếm được. Dạ. Chào chú Linh đi con. Con chào chú Linh. Thấy nó ưa nhìn ghê không? Ưa nhìn. Rất là ưa nhìn luôn. Đơn giản áo dài được rồi. Cần gì phải xe xuống chi. Rất là có duyên luôn á. Cái này mà chút son phấn lên nữa là ngon lành luôn. Trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, tình trường của con thì ngắn gọn lắm, là con chưa trải qua mối tình nào. Trời, ngắn gọn quá hả? Dạ. Ngắn gọn lắm, chưa có gì hết. Tại sao? Tại con không rung động trước ai hay sao? Dạ, chắc con nghĩ là có hai lý do để con chưa có mối tình nào á. Lý do thứ nhất là
con không phải là một người cá tính, với lại con cũng không có một hòa chăm chút cho vẻ ngoài nhiều, cho nên là khi xuất hiện thì không có gây ấn tượng được với bạn nam nào. Cái lý do thứ hai là con nghĩ là chắc kiếp trước con sống tốt lắm, con không có mắc nợ ai á, cho nên là kiếp này không có ai tới để đòi nợ con. Con không có duyên có nợ với ai cho nên con ế luôn. Trời ơi, nghĩ đơn giản thì... Con nghĩ là con thuộc, con tự nghĩ con là thuộc lý do thứ hai. À, con tự nghĩ con là lý do thứ hai. Con nghĩ là kiếp trước con sống tốt. Nhưng mà khi mà con đặt chân lên đây là con bị dính duyên, dính nợ rồi đó. Là bắt đầu có người đến đòi nợ con rồi đó. Con đừng có nghĩ là mình không có ấn tượng nhai đâu. Thật sự có những cái chàng trai cũng sẽ để ý đó. Tôi mà làm trai tôi để ý bé này rất đó. Có duyên nha, con có duyên lắm luôn á. Con tự ti vì mình như vậy thì nở người ta còn có chí phèo mà đâu phải tự ti. Bạn trai, dạ có mấy mối tình thì nói cho đàn gái coi. Con cũng ngắn gọn hơn rồi, cũng chưa từng yêu ai. Trời ơi, chưa luôn hả? Chưa luôn. Trời ơi, ngắn gọn hơn coi luôn. Coi chưa yêu ai luôn, chưa có mối tình nào luôn. Dạ rồi, bên đây người ta cũng chưa có luôn, hai đứa tự mày mò đó. Lý do là sao vậy Tịnh? Dạ, nói hoàn cảnh con cũng hơi bi đát chút. Ôi. Sao bi đát sao? Lúc mà con lên đại học á, cái ngành học của con thì nó cũng hơi thông tin. Cái môi trường đó thì cái khóa con là 600 học viên, là như là chừng 6 đến 10 nữ à. Chứ lại một chọi 60 con chọi không lại rồi. Chọi không lại đúng không? Ừ. Bi đát trời ơi, bi đát thiệt, một chọi 60. Con làm xong qua một mình tin xong thời gian thì con được đi nghĩa vụ nữa là không có con nữ luôn. Đó là tới giờ là con mới xuất ngũ, năm nay là con về làm gia đình. À dạ. Mới xuất ngũ luôn hả? Dạ. Trời ơi vậy đúng đó hả? Đúng là số phận nó bi đát vậy. Thiệt, nhưng mà nói nghe nè, hai đứa làm như là đúng là bữa nay lên đây là có duyên có nợ nha. Cái đó là cô thấy luôn đó. Tại vì con cũng là duyên ngầm nha, con cũng dí dỏm dữ lắm. Bạn bên đây cũng vậy nè, hai đứa đều ưa nhìn. Nhìn một cái là không có thấy đẹp liền, lồng lộn liền. Nhưng mà nói chuyện một hồi là cực kỳ có duyên đúng luôn rồi. Thực sự mà nói là như vậy, rất dễ thương. Bây giờ con nói cho cô Hồng Vân biết, bây giờ con muốn có một người yêu như thế nào nào? Dạ, cũng muốn có một người yêu nhỏ nhắn, dễ thương và dịu dàng là được. Có luôn. Có hết luôn. Ừ. Những gì con ước là có, bây giờ cô cho con ước thêm nữa. Có thêm nữa cô. Ừ, giờ muốn thêm gì nữa nè? Con không biết. Nó đơn giản lắm. Dạ. Cô vậy được rồi đó. Rồi. Được ha, rồi để hỏi bên đây. Hỏi con, bên kia muốn sao? Sao? Giờ con muốn cái người bạn trai của mình như thế nào? Dạ, về ngoại hình á thì con không có yêu cầu về ngoại hình, con chỉ cần là cao từ 1m60 đi 75 là được. Con mét nhiêu? Dạ con 1m72 ạ. Rồi đó. Còn gương mặt á thì con không cần đẹp trai, mà con chỉ cần là cái gương mặt nhìn vô mình thấy thích á, thấy hài hước á, giống như là người ta là nam chính, nữ chính đi tìm nam chính, còn con là nữ hề đi tìm nam hề. Nữ hề đi tìm nam hề đó, bởi vì cô thích con là vậy đó. Rồi bạn Thịnh ai đi với ai Thịnh? Dạ đi với đại gia đình đúng không ạ? Đại gia đình hả? Gồm ai với ai? Dạ bà, mợ, dì, chị gái. Con gái bà gì? Bà ngoại. Bà ngoại à. Rồi đây là đại diện đàn trai cậu. Chị gái hả? Trời chị gái đẹp quá vậy. Mời gia đình đại diện ai nói một chút cái cảm xúc cho ngày hôm nay. Kính chào chị. Để giờ, cô để micro sát sát chút. Anh Quyền Linh. Dạ kính chào bên nhà gái, kính chào quý khán giả. Dạ cháu Quốc Thịnh đó thì đạo đức rất tốt, tốt lắm. Cháu nói những gì là đúng sự thật hết. Yeah. Dạ. Thì còn cháu bên đây thì sao ạ? Cháu bên Thảo Trang thì số 1 ạ. Tốt quá. Quá có duyên. Quá có duyên, quá tốt. Dạ. Rất mừng, mình mừng dữ lắm luôn. Mừng quá luôn. Mừng quá. Rồi giờ bây giờ á, bà ngoại nhắn nhủ cái gì với Thịnh với hai bé này Quốc đi. Quốc Thịnh với Thảo Trang là có duyên. Bấm nút. Rồi. Rồi. Con đi với ai? Dạ con, hôm nay con đến đây với ba và mẹ của con. Trời ơi, ba mẹ luôn hả? Rồi cũng đại gia đình luôn. Mời ba hoặc mẹ. Chào chương trình, chào hai MC là anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Và chào là khán giả trong trường quay. Tôi là mẹ của là cháu là Thảo Trang. Thì đối với là Thảo Trang thì rất là hiền và rất là hiếu thảo. Mẹ thấy bạn trai bên đây thì hiền, thấy cũng dễ thương. Hay là đứa gặp nhau ở đây cũng là một cái duyên. Nên cho nhau cơ hội tìm hiểu nhau, nếu được hợp ý với nhau thì tiến xa hơn. Hy vọng con gái là tự tin lên. Cho ba nói vài câu nè. Ba cảm sao? Nhận về bạn Thịnh bên đây thì sao ba? Cha cũng cảm nhận bà Thịnh bên đây thấy cũng rất là dễ mến đó con. Cái nữa là cha thấy đã hoàn thành cái nghĩa vụ đối với thanh niên, đó là điều hết sức là tốt. Hết sức là tốt. Cha cũng xin trao quyền là con từ con rồi. Cảm ơn cha. Rồi, cảm ơn mẹ. Con trai con gái. Rồi bây giờ mở rào.
Bắt đầu đi Thịnh. Dạ mai anh xin em chậu tiền đá tự tay anh trồng. Dạ em cảm ơn ạ. Dạ. Em cũng có món quà. Nhưng mà sao anh lại tặng cái này cho em vậy hả? Tiền đá của anh thì nó có ý nghĩa là tượng trưng cho tình yêu bền vững. Anh hy vọng là tình yêu của mình cũng bền vững. Dạ em cảm ơn. Hôm nay em cũng có món quà tặng cho anh làm kỷ niệm, đó là một chiếc cà vạt. Nó cũng cùng màu với cái áo của anh đang mặc á. Dạ, đeo luôn. Dạ, cảm ơn. Đeo luôn con. Vừa con. Cố lên, cố lên. Trời ơi, đẹp quá. Cắt luôn rồi đó. Ơi, cùng màu luôn. Siết hết ga luôn. Dài quá. Quá hợp luôn á mọi người ơi, mọi người ơi. Con này là gì? Dạ, đây là một bài thơ của con tự làm mà con ghi lại. Tại con sợ con run quá con quên á. Rồi con đọc luôn đi. Con đọc tặng anh luôn đi. Anh ngồi xuống đi, em sẽ đọc cho anh nghe. Để quà đó đứng nghe bạn gái đọc. Em anh hai người xa lạ, gặp nhau là đã một cái duyên. Anh đi tìm vợ ngoan hiền, em tìm bến đỗ bình yên cho mình. Em không cần lời ngôn tình tiểu thuyết, em cũng chẳng cần những món quà đặc biệt từ anh. Chỉ cần một đôi tim chân thành, dìu dắt nhau đến bến bờ hạnh phúc. Dù sau này vinh quang, đắng cay hay tủi nhục, vẫn ở bên nhau trọn vẹn nghĩa tình này. Dù cuộc đời có trăm đắng nghìn cay, nguyện nắm tay vượt qua tất cả. Cảm ơn ekip chương trình với bao nhiêu vất vả đã tạo điều kiện cho chúng em được gặp mặt hôm nay. Cảm ơn ông Mối, bà Mai. Cảm ơn đội ngũ của đài HTV. Nếu như anh thấy không chê, anh ơi bấm nút cùng về với em. Trời ơi, cứng chưa? Cảm nhận bạn trai thế nào, nói cho bạn gái biết đi. Anh không biết nói sao nữa, nhưng mà em là phụ nữ, anh auto đổ rồi. Tự động mến luôn rồi, không còn biết cảm nhận gì nữa. Hát bài tặng bạn nữ đi. Em ơi sang nhà anh chơi, ba má anh đi rồi. Bao lâu ta không gặp nhau, anh thấy nhớ em điên đầu. Vậy thì hay qua nhà anh đi, mình chuyện trò đôi khi. Biết đâu sau này mình sẽ về với nhau. Em ơi đây chờ làm chi, chắc có lẽ anh đã yêu rồi. Sẽ chẳng bao giờ đôi thay, đây khiến em muôn phiền. Vậy thì hãy sang nhà anh chơi, thì trời gì em ơi. Biết đâu sau này mình sẽ về với nhau, về chung một nhà. Bây giờ chú mới hiểu tại sao con thua 60 thằng kia rồi đó. Con này ráng nha con nha, nó còn mình con chiến đấu đó, không có thua ai nữa đâu. Một trời một đó. Giờ một trời một đó. Bây giờ bạn gái hát tặng thằng trai, có cho nó tự tin lên coi nào. 24-25 năm qua thì em luôn chờ đợi cái người một nửa của em. Thì em xin hát tặng anh một cái điệp khúc của bài Hy vọng. Dù phải đến đâu ngàn năm cũng đành, dù là giấc mơ ngàn kiếp không thành, chỉ cần anh còn trên mặt đất này, em vẫn hy vọng, vẫn hy vọng. Thì em hy vọng là nếu như một nửa của em có tồn tại ở đâu đó trên trái đất này, thì em hy vọng một ngày nào đó em sẽ tìm được người đó. Trời ơi, nó hay quá trời hay luôn. Nhưng mà... rồi. Nhưng mà về đây ngồi. Bây giờ con nói đi, con đã tìm được chưa hay sao? Con lại nói là một ngày nào đó là sao? Mẹ con hy vọng là ngày hôm nay con sẽ tìm được. Bỏ nói với anh. Nhát quá trời đất đây nè. Về đưa thơ đi cho tôi thử nắm tay coi nè. Trời của ta nó lạnh như đá luôn ngồi ơi. Nè, có chuyện nước cống luôn đó. Nắm tay lần đầu tiên con gái đúng không? Nhìn thẳng vô mắt bạn ấy coi. Rồi em nói hy vọng đi. Sao nè, con nói đi. Nói đi. Em hy vọng là ngày hôm nay em sẽ tìm được người đó và em sẽ không cần hy vọng nữa. Tại vì đã có người đó ở đây rồi. Vui không? Vui không con? Dạ. Con nghe vậy con vui không? Muốn xỉu luôn rồi. Muốn xỉu luôn. Nhìn bạn gái con nói đi. Hiện nay tim con thế nào? Con cảm giác gì người cảm đối diện? Cảm xúc của con sao nè? Cảm xúc của con như thế nào? Lúc mà con nghe bạn nữ nói là em không thích trang điểm hay là không biết điều ngoài, là cái đó là lúc đó là con đổ luôn rồi. Đã đổ từ lúc đó rồi. Tại vì con cũng không thích người phụ nữ trang điểm lắm, con thích người tự nhiên. Dạ, con nghe là con khỏi nghe nữa, như đó rồi. Là như đó là được rồi đúng không? Là đổ luôn rồi. Dạ. Con hỏi đi, khoảng bao lâu thì em cho anh bước tới? Khoảng bao lâu thì em cho anh bước tới? Dạ, đối với em thì ít nhất là phải một năm. Rồi. Công việc của anh thì có rảnh thường không? Thật sự nói là anh bận là 24/7 luôn, không có nghỉ ngày chủ nhật luôn.
Nhưng mà tối thì chỉ cần em gọi là anh tới liền. Trời ơi. Trời buổi sáng. Coi như là con gọi cái là phi xe đi luôn đó. Không mà nếu có em thì anh có thể sắp xếp được. Bây giờ con thấy tim con sao nè? Chắc ngừng đập thôi. Ngừng đập hả? Con cảm giác người này có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không? Chắc vậy rồi. Chắc vậy hả? 100% luôn. 100% luôn hả? 100% luôn. Rồi vậy được rồi. Con nói với bạn gái một câu gì thôi. Hứa cho bạn gái một câu gì thôi. Để bạn gái có thể bấm nút thôi. Là để xong trở về bấm nút nha con. Ủa, ngắn hay dài? Muốn nói gì sao nói. Con muốn ngắn hay dài là tùy con hết á. Chờ tới sáng luôn, quan trọng con muốn nói cái gì con nói. Anh muốn nói em là anh không nhắm hứa là anh có thể là cho em cuộc sống giàu sang. Cái đó là tương lai thì không ai biết trước được. Nhưng mà cũng đều là anh nhắm chắc chắn anh hứa rằng á là anh sẽ luôn quan tâm em. Và khi em khó khăn nhất là luôn lúc nào luôn luôn phải có mặt anh. Và tình yêu của anh thì nó rất là bảo thủ. Bảo thủ ở đây là anh chỉ hy vọng là anh yêu chỉ một người còn trong đời thôi. Nên sẽ không bao giờ có chuyện của người thứ ba. Trời ơi đó. Để tay vào nút bấm. Đây. Bấm luôn rồi. Bấm luôn đi rồi xong. Bấm luôn hết rồi. Thôi khỏi đếm luôn. Đừng nói gì nữa. Bắt đầu chúng ta chính thức hẹn hò với nhau rồi đó. Nắm tay đi con. Hôm nay là có cả hai gia đình luôn đó. Rồi thôi bây giờ con xin phép ba má hôn bạn một cái ở má đi. Cái hôn đầu đời của tụi con luôn á. Dạ con xin phép cô chú cho con được hôn em ấy. Chú gật đầu. Người đàn đó. Ông nghiêm chỉnh, người đàn ông đó hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Trời ơi, làm giống cụm đầu rồi đó. Em là sản xuất âm nhạc với lại phòng thu. Wow. Em thích ca hát và em có thể hát bất cứ nơi đâu. Người hãy quên em đi và đừng yêu em nữa. Đã thế nay tình tôi đành thôi, không còn nhớ đến ai. Ấn tượng tiên của em thì hai bạn có chung sở thích rồi à. Em nghĩ là hai người match nhau cũng khoảng 70% rồi à. Mời nhà trai. Rồi, chào anh trai. Trời ơi, dạ, chào quá anh. Dạ, dạ. Mời em ngồi. À, xin mời nhà gái. Hôm nay hai bạn đã có mặt ở trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Cách cái hàng rào thôi. Mời em trai giới thiệu về mình. Cho em xin gửi lời chào tới anh Quỳnh Linh và chị Hồng Vân. Và tất cả quý vị khán giả có mặt trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò ngày hôm nay ạ. Xin giới thiệu, em tên là Phạm Văn Huy. Phạm Văn Huy. Dạ, quê ở Nam Định ạ. Bao nhiêu tuổi Huy? Dạ, em năm nay 30 tuổi ạ. 30 tuổi. Dạ. Huy làm nghề gì? Dạ, em là sản xuất âm nhạc với lại phòng thu. Wow, vậy mời đó bạn nữ. Rồi cưng, em giới thiệu đi. Dạ, em xin chào hai MC rất là dễ thương của chương trình, anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Chào cùng em. Toàn thể quý khán giả đã được có mặt ngày hôm nay. Dạ, em tên đầy đủ của em là Huỳnh Thị Diệu Mỹ. Năm nay em 29 tuổi. Hiện tại em đang là bảo mẫu tiểu học tại trường tiểu học Vinschool Central Park. À, chị rất là thích nghe cái chữ bảo mẫu. Tại vì con chị là nó nói về mấy cô bảo mẫu rất là đáng yêu. Mỹ là dạy ở quận mấy vậy? Dạ, ở Bình Thạnh. Bình Thạnh, Bình Thạnh. Hả? Dạ. Còn Huy là ở quận mấy? Em ở quận 12 ạ. Quận 12. Dạ. Bình Thạnh ở quận 12 thì cũng không nên nổi xa dạ, lắm ha. Em dạ. Nói luôn về cái điểm mạnh và điểm yếu của mình luôn đi. Dạ, điểm mạnh của em là em thích ca hát và em có thể hát bất cứ nơi đâu. Oh. Dạ, sẵn tiện. Em hát dạ. Bài nào cho nó xôm xôm nữa. Dạ được, dạ được. Để coi nhà sản xuất âm nhạc bên đây con sao nè. Dạ dạ, vậy sẵn đây em xin tặng bạn Huy và mọi người một ca khúc cũng khá là vui. Bài Người Hãy Quên Em Đi. Dạ em hát bài này không phải là muốn cái thằng bên kia quên em đâu nha. Ok. Dạ. Người hãy quên em đi. Dạ. Người hãy quên em đi và đừng yêu em nữa. Bên kia hát chồng nếu đi. Anh không bài còn này. Gì để vương dạ, vấn. Người hãy quên em đi, đừng chờ mong chi nữa. Tiếc thương gì cho lòng thêm xót xa. Vì tình yêu này sẽ chẳng lâu bền. Vậy coi như mình kết thúc êm đềm. Tình yêu như là gió thoáng qua thêm. Người hãy quên em đi. Yeah. Hay quá, hay quá. Hay quá. Được không? Nhà sản xuất âm nhạc. Dạ, hay dạ. Bạn Huy thấy sao bạn? Tôi trên đã cảm thấy là lung túng trong người khi nghe giọng hát. Mai qua phòng thu quảnh luôn. Dạ. Rồi bây giờ em hát đáp lại bên đàn gái coi nào. Em hát bài
bài của anh Ưng Hồng Phúc đi. Tôi không tin nha. Rồi. Tôi không tin đời tôi có em rồi phải xa em suốt đời. Nắng ấm nơi người xa thật xa, cớ sao lại cho mưa gió nơi này. Tôi không tin tình em dễ yêu rồi dễ quên nhau mất rồi. Đã thế nay tình tôi đành thôi, không còn nhớ đến ai. Hay quá. Được rồi. Bên kia hát 10 hãy quên em đi. Dạ. Bên đây hát bài anh không tin. Tôi không tin. Đó. Ủa, mà sao tôi coi như không tin quá. Là mình hãy quên nhau đi. Mà mình phải yêu nhau đi. Dạ, đúng rồi, đúng. Em trai. Dạ. Điểm yếu của em là gì? Điểm yếu của em là ngủ ngáy. Ngủ ngáy. Với lại hơi sợ ma một xíu. Trai mà sợ ma hả? Trời ơi, tôi tính là nói hai người mà có quen nhau rồi đến coi kịch ma bên tôi mà ông nói vậy thôi, sao tính mời được trời. Tại vì chắc một mình em thì em sợ, mà hai người không biết. Tôi bữa nào thử nó sao. Đi. Dạ. Mốt mời hai bạn đến sân khấu kịch Hồng Vân. Dạ. Phú Nhuận nha. Dạ dạ. Rồi bây giờ mình nói một chút đường tình duyên bên đàn gái cho đàn trai nghe đi. Đường tình duyên của em nó cũng khá là lận đận. Phận là con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai mà thấy sao sông rộng đường dài. Thì không? Chưa yêu ai hả? Dạ, thật ra thì đối với em lúc trước á, lúc mà em còn học, đi học trong ghế nhà trường thì em tính tình của em rất là đóng. Ừ. Tức là em hơi nội tâm á. Ừ. Em thích cái gì, em thích hát nhưng mà em rất là nhát. Rồi khi mà em ví dụ em có tình cảm, em thích một bạn nào đó thì em lại không có dám nói ra. Ừ. Thì sau khi mà em đi làm, em ra trường em đi làm thì tự nhiên em phát triển lên, em muốn thay đổi con người em tự tin lên. Thì tự nhiên là nó bị khập khiễng đó chị. Khập khiễng lúc trước là mình không thổ lộ. Quá khép kín, dạ, bây giờ là rồi. Mình lại open quá. Mình open quá xong là over luôn. Đi over đúng over không? Luôn. Em đi thể hiện tình cảm của mình cho những người mà em thích. Em có tình cảm hoặc là em nghĩ là người ta có tình cảm với em. Thế là em cứ thể hiện quá trời luôn. Và cuối cùng thì không có thành công được. Không thành công. Dạ, luôn. Đúng rồi. Mà nói tóm lại là cái bài đó cực kỳ hợp với em. Chưa một lần yêu ai. Dạ. Nhìn về tương lai. Tức là nhìn về tương lai đó mà. Chưa yêu ai đúng không? Chào em. Dạ chào chị. Trẻ măng trẻ mẳng vậy luôn á hả trời. U30 rồi chị. U30. U30 rồi. Dạ. Hả? Trẻ lắm em ơi. 30 tuổi mà trẻ em măng trẻ mẳng. Em có mối tình nói cho chị Vân nghe đi. Ừ. Em thì chính thức là có hai mối tình. Ừ. Một mối tình thì ngày xưa bố mẹ em ở ngoài quê á. Ừ. Về quê xong rồi nhà bác á có đám cưới. Thì đêm đó em tới đó em hát một bài xong rồi tự nhiên quen luôn nhưng mà cái tình yêu nó hơi bị xa, tại vì ít gặp lắm, một năm gặp khoảng mấy lần thôi, tại vì bạn nó đang ngoài Hà Nội mà em lại ở trong nói chung này. Là yêu xa đúng không? Dạ đúng rồi, yêu xa. Và mối tình thứ hai vậy cũng yêu xa. Cuối cùng là chia tay hết. Dạ, cả hai mối tình rồi. Là chỉ vì yêu xa đúng không? Dạ đúng rồi. Mối tình này gần nè. Bây giờ em muốn tìm một người yêu như thế nào? Dạ thì một cô bạn là tính tình hơi hiền chút. Hiền? Dạ, hiểu chuyện chút xíu rồi. Ai cũng hiểu chuyện. Bây giờ chị nói cho em nghe nè, cái người bạn gái bên đây. Dạ. Có những đặc điểm như sau. 29 tuổi mà chưa một lần yêu ai. Tinh khôi nghe. Dạ. Và có một cái nét gì đó của chị bóng hồi trẻ. À, có tuyệt vời đấy. Hơn như thế nữa thì em sẽ tự tìm hiểu. Dạ. Còn bây giờ tôi xin mời ông. Bóng hả? Bóng bằng bàn, lên ăn cơm vàng, cơm bạc người ta. Đó, chàng gái cũng có răng khểnh chút chứ. Thì y chang bóng hồi đó mà lại. Em không thích điều gì ở đàn ông? Dạ, em nói cái điều em thích ra nha. Em thích một người đàn ông, Người đàn ông, Phải bản lĩnh đàn ông, mình phải ga lăng. Dạ, đối nhân xử thế, em thích cái chỗ đó nhất. Mình đối nhân xử thế với mọi người xung quanh. Dạ, phải vui vẻ, em thích một người đàn ông vui vẻ nè, hài hước nè. Dạ, rồi không cần phải có tài lẻ gì nhiều đâu. Và cao đó anh, em thích cao. Cao. Cao hơn em. Bạn rồi không đó. Thích điều gì đàn ông? Em đến 55. Dạ, không sạch sẽ. Không sạch sẽ. Dạ, em thích một người phải nói là mình bề ngoài mình phải biết chỉnh chu, mình gọn gàng, mình sạch sẽ. Tại vì em ở nhà em là em hay làm việc nhà, là em nhà em nó không sạch sẽ chứ. Bây giờ cho người thân góp ý kiến đi rồi mở rào ra nha. Đúng rồi. Em gái đi với ai? Dạ em đi với chị bạn thân của em. Em xin chào anh Huyền Linh và chào chị Hồng Vân ạ. Chào em. Dạ em xin tự giới thiệu, em tên là Thanh ạ. Em là bạn của Mỹ ạ. Em thấy bạn trai này có hợp với Mỹ không?
ấn tượng tiên của em thì hai bạn có chung sở thích, rồi em nghĩ là hai người match nhau cũng khoảng 70% rồi ạ. 70% trở lên là ok rồi. Dạ Mỹ ơi, bạn này được đó. Rồi cảm ơn em. Dạ Huy đi với ai Huy? Dạ em đi cùng với người anh trai. Anh trai đồng nghiệp hả? Đồng nghiệp. Lần đầu tiên xin cho em gửi lời chào đến anh Quỳnh Linh với lại chị Hồng Vân ạ. Theo em thì bạn nữ này cũng khá xinh, nói chuyện rất là hoạt bát, và nhất là cũng có cái sở thích là ca hát chung với lại Huy, cho nên em nghĩ là hai người cũng khá là tương xứng với nhau. Rồi bây giờ thì mình mở rào cho hai bên gặp mặt để họ tự trao đổi với nhau nha. Mở rào. Hồi hộp Linh. Hồi hộp hả? Có gì đâu hồi hộp, coi như mình mời bạn gái vô phòng thu âm vậy thôi ha. Bắt đầu đi Huy. Ủa? Chào anh có cái bông hoa tặng cho em. Dạ. Anh tự làm. Dạ anh tự làm. Mở ra đi không? Cái gì vậy cưng? Tặng gì vậy? Cái bông hoa em tự làm. Nhưng mà ý nghĩa em nói ý nghĩa về món quà của mình đi. Dạ cái bông hoa này thì em tự đặt tên như là bông hoa tỏ tình. Bông hoa tỏ tình hả? Dạ tại vì em tự làm mà. Đó là đơn giản thôi chứ. Dạ. Hy vọng là em sẽ thích. Dạ em thích. Dạ em thích. Rồi em mở quà của bạn nữ đi cưng. Huy. Mở quà. Dạ từ từ nhanh Huy, cái chừng bất ngờ đó anh. Trời ơi, quả trứng. Dạ. Được nhanh rất gì ta. Dạ cho phép em đọc nha. Rồi rồi, đố anh luôn á, cái này là một tên một bài hát anh. Rất vui được gặp nhau à. Còn cái bài hát này là bài hát gì của ai ta? Dạ dạ. Em thuộc bài này không? Dạ em sẽ hát tặng anh luôn. Cảm ơn em. Ủa tại sao tặng trứng là rất vui gặp nhau là sao? Dạ đây là cái món ăn mà gần đây em rất là thường ăn. Và cái này là cái món ăn mà thường nhật giản dị. Thế nó à? Ít dầu mỡ và nó tốt vào sức khỏe. Dạ. Ý nghĩa đó là ngon, bổ, rẻ. Em cũng rất thích trứng luôn. Vậy anh có muốn nghe bài hát không? Có, em hát thử cho anh nghe khúc. Ta nhận ra nhau trước khi gặp nhau, tự như trong tiềm thức đã từng mơ như thế. Anh và em những gương mặt xa lạ, đến với nhau bằng tâm hồn thân quen. Hay quá quý vị ơi. Ánh mắt đó chạm nhau, bối rối cứ thật lâu, để khoảnh khắc này mãi đậm sâu. Rất vui được gặp nhau, dù ngày sau ai biết sẽ đi về đâu, chỉ cần ta khẽ nói với nhau một câu trước khi mọi thứ bắt đầu. Rất vui được gặp nhau. Yes. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Và chắc là tôi xin được tặng cho bạn một chút xíu âm nhạc được không ạ? Dạ được, dạ được. Bài này anh nghĩ là nó rất là ý nghĩa luôn. Tại vì khi mà anh đi tới chương trình này là anh đã chuẩn bị rất là kỹ. Anh trân trọng điều đó. Về bên nhau ta say mơ ước yêu nhau dài lâu, cố quên ưu phiền trọn đời ta sống cho tình thêm nồng, quên cuộc đời dối trá lòng người phôi pha, tình ta còn lâu bên mãi trong cơn mộng say. Về bên nhau ta say mơ ước yêu nhau dài lâu, nắm tay vui cười nguyện đời ta sống cho tình thêm nồng, sẽ không còn buồn chán ngát đường tình thanh thang, và ta sẽ yêu nồng cháy quên đi ngày mai giấc mơ một cuộc tình. Wow. Hai bạn này gặp nhau cứ hát mãi rồi yêu nhau thôi, khỏi cần nói gì cả. Âm nhạc nó sẽ kết nối hai trái tim lại với nhau. Rồi thôi mình ngồi ghế mình tâm sự đi. Mình cảm nhận về nhau đi. Anh có muốn hỏi em câu gì không? Muốn hỏi em là em khó tính không? Theo như mới gặp vậy thì anh có thấy em khó tính không? Mới gặp thì không khó. Cũng không dễ khó thương hả? Đúng rồi. Dạ. Cái ấn tượng đầu tiên anh nhìn là khi mà gặp anh á, em nở cái nụ cười mà chỉ làm cho mình nó bị sao xuyến luôn. Dạ. Thì đó thì nghĩa là em cũng theo anh là nhìn em là em khó tính. Còn em... còn em nhìn anh sao? Thôi trả lời câu hỏi của anh trước. Ừ. Dạ, em là một người rất là dễ tiếp cận. À. Rất dễ tiếp cận nhưng mà khó chinh phục nha. À, dạ. Vậy theo anh Huy thì quan điểm của anh về tình yêu là như thế nào?
quan điểm của anh về tình yêu thì chỉ là hai người có cảm thấy hai con tim cùng một nhịp đập. Hai con tim cùng nhịp đập ha. Nghĩa là hai người cùng cảm nhịp với nhau á, cùng cảm xúc với nhau. Dạ. Sẽ đi tiếp cái chặng đường của mình sắp tới. Dạ. Nghe có qua có vẻ nó hơi sến sến anh ha. Đúng nhưng rồi. Mà sến nhưng mà thiệt. Nhưng mà nó thật em thích cái gì đó sến mà thiệt á. Dạ. Các bạn đã có dự định là kết hôn chưa? Tại cái tuổi này là đã suy nghĩ chuyện lập gia đình chưa hay là chỉ là yêu thôi? Ba mẹ của em và các bác ngoài quê á. Tại vì gia đình em đã chuyển vô đây từ bé rồi. Nên vô đây thì em sống thì tới 30 tuổi vẫn chưa có. Nên các bác ở ngoài quê hơi bị hoang mang. Với lại bố mẹ cũng vậy, cứ hối xong em lấy vợ đi. Tại vì nhà có hai anh em á. Nên mẹ cứ kêu là xong lấy vợ đi, thằng em mày lấy trước. Dạ. Còn về cái quan niệm về hôn nhân thì có thể là... Mình chắc luôn đi, đừng có thể anh. Chắc hả? Hôn nhân thì trong khoảng 6 tháng đổ lại. Trong thời gian đó mình sẽ tìm hiểu nhau, sẽ ok hơn để hiểu với tính cách nhau. Sẽ... Dạ, tức mình là sẽ... anh chuẩn bị về điều kiện, cơ sở vật chất đồ đó là ok hết rồi ha? Ok, thì chắc chắn là bằng mọi giá phải có điều kiện để cưới em chứ. Mình tìm hiểu nhau khoảng 1 năm, 1 năm rưỡi thì có thể tiến đến hôn nhân là đẹp đó anh. Đúng rồi, anh nghĩ các bạn. Quan trọng là em có bấm nút không? Để tối nay em về em trả lời mail anh biết liền. Biết rồi bây giờ sao ta? Em hãy tiến tới và nói với bạn gái một câu gì đó, suy nghĩ điều gì trong lòng của mình để chúng ta có thể tiến hành bấm nút vậy thôi. Đôi khi anh vô tình anh được đứng trước mấy ngàn khán giả luôn, anh không run. Nhưng mà anh gặp em anh rất là run. Chắc là anh đã có cảm xúc thật sự với em. Và nên lát chúng ta, anh rất mong em bấm chuông để chúng ta có một những ngày tháng tìm hiểu ra. Vậy ha. Rất chân thành. Rồi. Mọi người chúng ta sẽ đưa ra quan điểm của mình bằng nút bấm. Nút đâu? Bên trái anh. Bên trái đây. Rối rồi, không tìm ra được cái thế để bấm rồi. Chúng ta hãy lắng lại 30 giây, cảm nhận xem đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không. Nếu phải, chúng ta bấm nút. Và khi bấm nút, chúng ta phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Nếu cảm nhận không phải, không cần bấm. Hãy đưa ra quyết định của mình, nhìn về phía trước. Nhìn phía trước anh. 1 2 2 Bấm trước luôn rồi. 3 Hết thời gian. Rồi, hãy nắm tay nhau đi. Cho anh nắm nhẹ. Rối trời trời ơi, ống rung thiệt kìa trời ạ. Ôi, tay sao lạnh như vậy trời. Này, tay... bạn gái là chủ động hết đấy. Rồi, bây giờ thì bạn trai có điều gì muốn nói với lại gia đình bạn gái hay không? Sau đó thì xin phép được hôn cái hôn đầu tiên ở má của bạn gái. Hôm nay chúng con đã bấm chuông rồi. Không có chuông, ở đây không phải lan và điệp. Nút mà bấm nút. Chúng con đã bấm nút rồi thì... trái tim của đám nổi đỏ rồi thì xin phép hai bác cho con hôn chán nhẹ của em cái cho hôn đúng không? Em là người sống tự lập từ bé đến 5 tuổi thì em đã sống xa gia đình. Em chỉ mới mức độ là thích đơn phương thôi, khi mà nói thì người ta đi lấy vợ nhanh hơn. Gần giống bạn, yêu đơn phương thì cũng có nhiều, nhưng mà nếu nói mối tình thì dừng lại ở mức tìm hiểu đó. Mẫu người của em á thì em mong muốn là bạn đó dạ phải biết uy tín nè. Dạ, tại vì em làm máy á, em hay phá máy lắm, nên là em cần một người về để sửa máy cho em. Ơi dầu thơm quá thơm quá trời ơi. Giờ Vân nôn quá, Vân muốn gặp ngay cặp đôi thứ nhì. Vậy thì chúng ta sẽ đến với cặp đôi tiếp theo. Mời nhà trai. Thôi, mời đi em trai. Rồi, xin mời nhà gái. Bây giờ thì bạn trai hãy giới thiệu về mình cho bạn gái cùng nghe luôn. Đầu tiên xin chào anh Quỳnh Linh, chị Hồng Vân. Chào bạn gái bên kia và gia đình bạn gái cùng toàn thể quý vị khán giả đang ngồi trong đường quay ngày hôm nay. Em tên là Trương Quốc Trình, em năm nay 33 tuổi, em đến từ Nghệ An ạ. Trình làm công việc gì? Dạ, công việc của em là kỹ sư thiết kế kỹ thuật đồ gỗ nội thất xuất khẩu ạ. Hiện em đang làm việc cho một văn phòng đại diện của Anh ở Bình Dương ạ. Nhà mình ở Bình Dương có chưa?
Không, em đang làm việc và sinh sống ở Bình Dương nhưng em chưa có nhà, nhưng mà em có mua đất ở dưới đây. Mua đất Bình Dương rồi. Dạ. Giờ có vợ là có đôi khi xây nhà rồi ha. Dạ. Thôi, mời nhà gái. Chúng mình giới thiệu đi nào. Dạ, em xin kính chào chị Hồng Vân, anh Quyền Linh. Chào em. Và chào toàn khán giả trong trường quay và bạn trai bên kia. Em tên là Lê Nguyễn Ngọc Châu, hiện em 34 tuổi và đang là giáo viên mầm non công tác ở quận 1 ạ. Bây giờ thì Trình nói cho Châu biết về một số cái ưu điểm, khuyết điểm của mình đi. Về tính cách của em thì em là một người khá là điềm tĩnh và hiền lành. Em thì hòa đồng và sống tình cảm, biết quan tâm và chia sẻ, lo lắng và suy nghĩ cho người khác, cho gia đình, người thân ạ. Tốt. Ưu điểm của em thì em là người sống tự lập từ bé. Thì đến 5 tuổi thì em đã sống xa gia đình rồi. Có khuyết điểm gì không Trình? Dạ, khuyết điểm thì em hay suy nghĩ một chút. Suy nghĩ. Với lại dễ tin người. Em có một cái nữa là có hút thuốc nhưng mà đang bỏ. Dạ. Bỏ bớt đi. Dạ. Thôi, mời nhà gái. Dạ, điểm mạnh, ưu điểm của em á là em rất là vui vẻ, hòa đồng, làm việc cũng chăm chỉ. Khuyết điểm của em á thì là em có tính là hay quên và nhiều khi cũng hay thích đi lòng vòng á, lái xe đi lòng vòng không biết làm gì á. Em có mấy mối tình rồi? Dạ, em chưa có mối tình nào hết ạ. Thiệt không? Dạ thiệt. Lý do tại sao? Dạ thì thứ nhất thì cũng là do công việc á, công việc môi trường của em thì tiếp xúc với lại con nít, chủ yếu là con nít là nhiều. Môi trường làm việc thì không có nam. Phải chăng là em cũng có khó tính chút, có kén chọn chút đúng không? Dạ, dạ cũng không khó lắm. Cũng có gặp nhiều nhưng mà em chỉ mới mức độ là thích đơn phương thôi. Vậy mình đó. Thích xong rồi cái người ta đi lấy vợ luôn. Ồ, không chịu nói ra đúng không? Cứ đơn phương âm thầm vậy đó. Thích dạ, ai có, lấy vợ hả? Dạ, có lúc lạ nói, có lúc nói, có lúc không, nhưng mà khi mà nói thì người ta đi lấy vợ nhanh hơn. Thôi rồi. Dạ. Thôi nguy hiểm nha. Chúc hôm nay em có thích em cũng đừng nói nha. Để anh nói giùm cho. Thôi mời Trình. Bên kia chưa có mối tình nào, còn Trình mấy mối tình? À, em chắc là cũng gần giống bạn, cũng yêu đơn phương thì cũng có nhiều, nhưng mà nếu nói mối tình thì dừng lại ở mức tìm hiểu thôi. Chào em, Trình. Dạ em chào chị. Coi như cũng chưa có mối tình nào đó. Thôi coi như trời cũng muốn cho tụi em hôm nay gặp nhau đó. Em muốn có một người yêu thế nào? Nói cho bà mối bà biết đi. Tôi coi, dạ. tôi xe duyên coi sao nào. Em thì không có tiêu chuẩn gì nhiều về người yêu. Chỉ cần dễ nhìn tí là được. Còn với lại tính cách thì phải biết quan tâm và chia sẻ, biết lo lắng cho gia đình. Em mong muốn cái ngoại hình của người con gái, người yêu của em sẽ như thế nào? Nói chung là dễ nhìn một tí, gương mặt phúc hậu. Cao bao nhiêu? Cao thì em cũng không đòi hỏi cao, bởi vì em cũng không có cao, nên chỉ cần 1m55. Vừa vừa được rồi. Dạ, ha. Vừa vừa. Rồi người mình dây hay là mình ống chỉ? Mình ống chỉ là sao? Thon gọn là được chị. Của Vân là hơi ống chỉ đó. À. Thân hình ống lưu có. Được rồi, để là mình qua xem. Em muốn tặng bạn gái một bài sáo được. Ok. Khoan, giống như là chương chi thổi sáo vậy đó. Nghe, để anh nghe, hỏi nghe. Bạn gái trước, sau đó rồi bạn gái nói chuyện đi rồi bắt đầu em thổi sáo coi bạn gái hình dung em như thế nào. Ôi, chào em gái. Dạ em chào anh Nguyên Linh. À, em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Dạ, mẫu người của em á thì em mong muốn là bạn đó không có gia trưởng. Và có việc làm ổn định và thông cảm được cho cái công việc của em. Gì nữa không? Dạ, phải biết vi tính nè. Biết vi tính hả? Dạ. Ủa chi vậy? Dạ, tại vì em làm máy á, em hay phá máy lắm. Nên là em cần một người về để sửa máy cho em. Em cũng làm việc văn phòng nên cũng làm thiết kế nhiều nên cũng biết một ít về cái sửa máy tính. Được. Ngoại hình á, em nghĩ là cái người bạn trai của em phải ngoại hình như thế nào? Dạ, về ngoại hình thì cao hơn em, không có hói là được. Rồi, có người buồn nữa. Cái chương trình này mình né chữ hói á. Hói là tiện đăng vui chật buồn liền. Thôi, thổi sao đi. Thôi nói sao. Giận mà thương á.
biết bài này không? Cái tiếng sáo nó ma mị quá. Em cảm nhận thế nào, em hình dung thế nào về chàng vừa mới thổi sáo? Bạn bên đó chắc là người thích lãng mạn. Hình dung thử cơ, người bạn ấy ra sao? Dạ chắc là ốm hơn em. Đúng rồi, thổi sáo riết với em. Thổi riết rồi nó ốm vậy đó. Mình hỏi ký người thân đi coi làm sao. Bạn gái đi với ai? Dạ em đi với lại em gái của em. Dạ con xin kính chào cô Hồng Vân và con chào chú Quyền Linh. Rồi, xin chào. Chào anh và chào quý khán giả có trong trường quay ngày hôm nay ạ. Chị gái của em là giáo viên mầm non cho nên là tính tình rất là dễ thương, rất là yêu thích con nít. Thì không biết là anh có thích con nít không ạ? Anh thì rất thích con nít ạ. Dạ. Và chị em cũng có một đam mê về thể thao nữa. Không biết là anh có chơi thể thao đánh cầu anh, không ạ? Anh có thể chơi được các môn thể thao như bóng đá, bóng bàn, cầu lông, anh đều chơi được. Dạ, nếu vậy thì quá tốt ạ. Tại vì chị em rất là đam mê về cầu lông. Thì em cũng rất là hy vọng rằng là hai anh chị cũng sẽ cho nhau cơ hội để mà có thể tiến tới tìm hiểu với nhau ạ. Ủa nó nghe nè con. Dạ. Tôi thấy con quen lắm á. Hình như là thì đó con có tham gia chương trình rồi nè. Dạ. Mới đây nè, rồi cái tình yêu tiến triển sao rồi? Dạ, dạ hiện tại thì tụi con vẫn đang là bạn với nhau ạ. Rồi. Dạ. Vậy là hôm con tham gia chương trình là chị con ngồi dưới nói chuyện đúng không? Dạ đúng ạ. Trời ơi, tôi làm mai nhiều quá, tôi nhớ quen lắm luôn mà không biết gặp ở đâu. Thế có duyên quý vị. Cảm ơn em. Em lên ngồi ghế đó chị góp ý. Bây giờ chị lên rồi tới em nữa. Rồi nhà còn ai vô đây hết luôn đi nha. À, dạ nhà có hai chị em thôi. Hàng xóm có ai cũng kéo là đây hết luôn đi nha. Ai chưa có gì là đây hết. Dạ. Thôi, đấy là duyên rồi ha. Em trai đi với ai? Dạ hôm nay em đi với gia đình nhà cô, nhà em với các em của em. Rồi mời gia đình có ý kiến ạ. Xin chào anh nha Quỳnh Linh. Xin chào chị Hồng Vân. Dạ. Xin chào cháu. Chào quý vị khán giả. Tôi là cô của cháu Trình. Cháu của cô là sống rất tình cảm và có trách nhiệm với gia đình. Mong lên được chương trình đấy rồi thì các cháu cũng là người trưởng thành. Thì cô cũng mong muốn là hai cháu cho nhau một cơ hội để tìm hiểu và tiến tới sâu hơn. Cháu gái bên này thì cô thấy cũng hiền, phúc hậu. Cháu là nuôi dạy trẻ thì là cô cũng rất vui, mong cháu là cho nhau một cơ hội để hai cháu tiến tới được xa. Cảm ơn cô. Có lẽ Trình đang rất là xúc động đúng không? Tại sao vậy Trình? Trình có thể chia sẻ một chút về cái những cái cảm xúc của Trình như vậy. Trình nè. Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào. Tại em hồi nhỏ thì tuổi thơ của em không có được gọi là được như các bạn khác. Thì em sống với ông bà chú mợ, mặc dù thì ông bà chú mợ thì cũng tốt thôi. Nhưng mà em cảm thấy thiếu đi hơi ấm của gia đình. Em nhắc đến gia đình em xúc động. Yên tâm là sau chương trình này nếu mà tụi em tìm hiểu và yêu nhau á, thì tụi em sẽ có một cái gia đình riêng của mình, gia đình nhỏ. Và lúc đó thì chắc chắn là em sẽ là cái người chồng tốt, một người cha tốt. Bởi vì em không bao giờ muốn vợ của mình cũng như là con của mình sẽ thiếu đi những tình cảm mà em chưa từng có. Dạ, chắc chắn rồi chị. Chắc chắn là như vậy em, cho nên chắc chắn là em sẽ làm. Rồi, chắc chắn mọi thứ sẽ trôi qua. Rồi gia đình hai tiếng thiêng liêng đó nó cũng sẽ đến với ta và nó ở với ta thôi. Đúng rồi. Quan trọng chúng ta bảo vệ, chăm sóc gia đình như thế nào. Mở rào cho hai bên gặp mặt đi ha. Thôi, mở rào. Bắt đầu đi Trình. Dạ. Xin lỗi em, anh hơi xúc động này. Dạ, không kể được mặt. Hôm nay đến với chương trình như đúng cũng là cái duyên. Dạ. Thì anh có món hoa, bó hoa tặng em thì phải có một món quà tặng em. Mong em sẽ luôn đẹp như bó hoa. Dạ, anh cảm ơn anh. Đến đây em cũng có món quà nhỏ tặng. Đây đây, đưa chị cầm hoa giùm. Rồi mở quà đi. Đây là cái mỹ phẩm này thì anh cũng không biết là có hợp với em không, nhưng mà anh thấy con gái thì ai cũng thích mỹ phẩm. Dạ anh cảm ơn. Rồi Trình anh mở cái đó ra xem hoa quà của em nhé. Dạ. À một quyển sách. Lúc đầu anh cũng có ý định tặng em một quyển sách, thật là trùng hợp thì em cũng
Dạ. Dạ còn một món nữa. Nhưng mà tí xíu anh hãy lấy ra. Rồi bây giờ mình xóa tan đi cái bầu không khí trầm lặng chút xíu. Trình hát tặng cho bạn gái một bài đi, đứng đó hát tặng cho bạn gái một bài cho nó. Hồi nãy em nói đó. Anh sẽ tặng em bài hát Ánh Nắng của anh. Từ bao lâu nay anh cứ mãi cô đơn bơ vơ, bao lâu rồi ai đâu hay. Ngày cứ thế trôi qua miên man, riêng anh một mình nơi đây. Những phút giây trôi qua tầm tay, chờ một ai đó đến bên anh lắng nghe những tâm tư này. Sẽ luôn thật gần bên em, sẽ luôn là vòng tay ấm em, sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời. Lắng nghe từng nhịp tim anh, lắng nghe từng lời anh muốn nói. Vì em luôn đẹp nhất khi em cười, vì em luôn là tia nắng trong anh không xa rời. Ca giống Đức Phúc quá ha. Trời ơi, sao hay, hát hay. Em không có giỏi hát cho lắm. Em chỉ giỏi nuôi ăn thôi à. Em nuôi rất là giỏi. Được rồi đó, vậy là em đó, em cái đó hay đó. Cố gắng nuôi bạn này sau bự lên chút ha. Nuôi cho anh tròn trong em là được. Nếu lúc nó về không biết là em tròn hơn anh nữa. Hẹn hò thế nào? Em thì hiện tại đang đi học thêm tiếng Anh vào 3 năm 7. Tranh các ngày đó ra thì các buổi tối là đều dành, có thể dành cho em được. Dạ, thì em cũng có cái lịch tập á. Em hay đi chơi thể thao á, em hay lịch tập là 3 năm 7 á. Thì những ngày còn lại thì em trống. Dạ. Thì lúc nào đó thì nếu mình em dành được dạ. Thì... Vậy là cùng được là rồi 3 năm 7 hả? Dạ. Dạ. Vậy là 2 thứ 6 là ba hai đứa đều rảnh đúng không? 2 thứ 6 chủ nhật. Là 2 thứ 6 chủ nhật nữa nghe. Còn chủ nhật nữa chị. Vậy em hỏi anh là anh sống nội tâm vậy, nhiều khi em á là chơi với nít quen rồi đó, đôi khi em cũng giống nít lắm, thì lúc thì vui, lúc thì buồn, lúc thì giận vậy á, về tưng tưng thôi tưng tưng cái gì không biết anh chịu nổi em. Ôi. Không anh không phải là tưng tưng nhưng anh cũng là người khá là hài hước đấy. Dạ em cũng hài lắm à. Thử em xem đây là một cậu bé lớp của em đi. Dạ. Em sẽ làm gì? Bé mới đến lớp thì em sẽ hướng dẫn bé cách rửa tay á. Vậy hả? À? Dạ. Hướng đi. Dạ thì trong đó còn một món quà nữa anh. Đúng hả? Dạ thực hành luôn. Thực hành luôn. Dạ. Đây hả? Có lấy là nước rửa tay, keo rửa tay khô anh. Bây giờ mình lấy một ít. Rồi. Dạy cho bé rửa tay hả? Dạ, em dạy cho bé rửa tay. Rồi bây giờ con làm theo cô nha. Con làm này không được cô ơi. Không, bây giờ con xoa như vậy cho đều nè. Rồi bây giờ mình sẽ chuốt viết chì nha. Tưởng tượng đây là viết chì nha. Rồi bây giờ mình chuốt nè. 1, 2, 3. Đến theo cô nè. 1, 2, 3. Mình xoay nhanh. 1, 2, 3. Rồi bây giờ mình đổi tay. Nó khó quá rồi. Chuốt gì xoay như vậy dễ mà. Rồi cái này chuyển qua cái này dễ hơn nè con. Bây giờ mình tưởng tượng đây là cầu tuột ha, mình tuột ha. Rồi tuột nè, 1, 2, 3. Đổi tay, 1, 2, 3. Bây giờ mình tuột ống nè, xe tóc bạc. Mình tuột nha, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Rồi, bây giờ mình sẽ chà tay nha. Con đan tay vào nhau. Rồi, bây giờ mình chà. Cái này giống như chồng cô biết đó coi. Đúng rồi, bây giờ mình bạn mới lên lớp là phải như vậy. Rồi bây giờ nè, trận cuối cùng là mình bắt nước cam nè. Bây giờ mình tưởng tượng nha, cái cam nè. Rồi bây giờ mình đổi cho lòng tay, bắt đi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Rồi xong, Dũng. Vậy hai chồng chơi này hoài vui này. Được đó. Vậy lúc nào mà hai đứa giận nhau chơi này vui nè. Bây giờ hai đứa tay sạch rồi, nắm tay nhau đi. Nào, Trình. Dạ. Nắm hai tay luôn. Trình nhìn thẳng vào mắt Châu, cảm nhận nãy giờ qua cuộc đối thoại, Trình trong lòng của mình thấy thế nào? Thì anh mong là chúng ta sẽ cho nhau cơ hội tìm hiểu. Tất nhiên là chúng ta tìm hiểu, còn về tương lai thế nào, có đến được với nhau hay không thì trong quá trình tìm hiểu thì chúng ta mới biết được những tính xấu và khuyết điểm của nhau.
Bởi vì không phải là ai cũng hoàn hảo cả. Lên ở đây chúng ta chỉ là cái duyên để đến gặp ở đây thôi. Còn trong cái quá trình mà mình tìm hiểu thì biết đâu đó em sẽ thấy anh những cái xấu nữa hơn nữa nó rời ra thì em lại không chấp nhận anh. Nhưng mà anh hy vọng chúng ta sẽ có cơ hội để tìm hiểu nhau thôi. Điều đấy là anh sẽ rất cảm ơn. Dạ. Rồi, cảm ơn em. Tôi bấm đi nè, đang ngồi để bấm nè. Sau 3 tiếng đếm, chúng ta sẽ quyết định điều đó. 1 2 3 Hết thời gian. Rồi, hai cái nhập cặp cùng lúc luôn rồi. Đấy, tay đã xen vào tay. Trời trò, hồi nãy cô kêu trò rửa tay rồi đó. Rồi bây giờ sạch cho nên cấp. Ừ, rồi bây giờ á, trò đóng mọc lên má của cô đi. Em cho anh hôn em. Hiện tại thì em cũng chưa có một mối tình chính thức nào hết rồi. Em nghĩ năm này sẽ cho trái tim của mình lên ngôi. Nếu như bạn đã sẵn sàng rồi thì hai người sẽ tự tìm hiểu nhau và cố gắng. Tại vì em đã sẵn sàng rất lâu rồi. Còn lại thì vẫn là tùy vào quyết định của bạn. Còn mình đã quyết định rồi. Xin mời nhà gái. Mời nhà trai. Mời nhà gái giới thiệu về mình. Dạ, em xin chào chị Hồng Vân, anh Quyền Linh và đấy, các anh chị khán giả trong trường quay có mặt trong ngày hôm nay. Và bạn nam bên kia. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Tố Nữ, năm nay em 27 tuổi. Em đến từ Quảng Nam. Hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Tố Nữ hả? Dạ, Tố Nữ. Làm gì Tố Nữ? Dạ, em làm về chuyên về mảng planning cho một công ty ngành hàng tiêu dùng nhanh ạ. Ở quận mấy? Dạ, ở quận 7 ạ. À, quận 7. Dạ. Trời, cái tên Tố Nữ nghe tự nhiên tôi thèm khát một mít, cái trái cây gì đó. Mít, mít Tố Nữ. Ừ, tranh Tố Nữ cũng đẹp mà mít Tố Nữ cũng ngon. Rồi, mời bạn trai. Em tên là Huỳnh Đình Lân, em năm nay 30 tuổi. Huỳnh gì? Huỳnh Đình Lân ạ. Tại thì em đang làm kế toán ở Sài Gòn, thì em làm ở quận 3. Còn nhà của em thì ở Đà Lạt. Bạn gái cho biết điểm mạnh, điểm yếu cho của mình đi. Dạ, điểm mạnh của em thì vui vẻ, hòa đồng, hoạt bát, sống hơi giản dị một chút. Ngoài những yếu tố đó ra thì nằm hết ở yếu tố còn lại ạ. Chị dạ. Ví dụ coi cái điểm dở nhất của mình là gì? Dạ, chắc là hơi thẳng tính một xíu ạ. Thẳng tính là tốt, đâu có gì đâu mà ấy. Điểm dạ. Nào nữa? Em hay dùng dầu gió mỗi khi mà gặp stress hay là về vấn đề gì thì sẽ hay dùng đến nó để mà giống như là thay vì các bạn nữ thì dùng nước hoa thì em nó giống như dầu là gió đúng không? Dạ đúng rồi. Nói cho em biết là chị không stress, chị cũng xài dầu gió. Cho nên cái đó cũng không phải là điểm yếu luôn. Dạ, vậy thì chắc là nằm hết ở ưu điểm rồi. Ờ, vậy là em không có điểm yếu đó. Nè nhà trai ơi, bên đây không có điểm yếu luôn. Dạ, vậy để em có điểm yếu bù vô chị. Rồi, mời nhà trai. Điểm mạnh của em là em có tinh thần lạc quan cực kỳ tốt. Tại vì công việc của em rất là stress. Nên tự bản thân mình phải gọi là refresh bản thân được. Còn về điểm yếu hiện tại đó là do cái tính chất công việc á. Nên cái khả năng của em là trong cái phần mà giao tiếp hay là tìm hiểu về các bạn nữ thì nó hơi có vấn đề một chút, gọi là hơi nhát một chút. Em có mấy mối tình rồi? Về mối tình thì chưa có cái nào gọi là chính thức cả. Chỉ có cái gần chính thức. Gần chính thức là ngồi bên kia đúng không? Dạ không, gần chính thức đây là mối này chắc chắn chính thức hả? Rồi còn bên mình thì sao nè? Dạ, hiện tại thì em cũng chưa có một mối tình chính thức nào hết rồi. Chắc chưa là... có luôn, trước dạ, đây cũng chưa có luôn. Chưa, do em sống hơi lý trí một xíu. Dạ. Thì hôm nay cũng nhân chương trình thì cũng có một cái cơ hội cho em. Cho nên thì em nghĩ năm này sẽ cho trái tim của mình lên ngôi. Dạ. Có nghĩa là em phân khúc ra từng dạ, cái gọi là giai đoạn trong cuộc đời của mình. Và bắt đầu từ hôm nay đổ đi em sẽ nhường cho con tim, đúng không nè? Dạ. Rồi, qua tôi coi dạ, trong coi mặt chàng chị trai Đà Lạt coi sao nè. Hello dạ. Chào cưng. Em tưởng tượng đi bạn Tố Nữ bên đây sao? Chắc là tranh Tố Nữ. Vừa là tranh Tố Nữ vừa là mít Tố Nữ luôn. Em muốn tìm một hình mẫu lý tưởng nào nói cho bà mối Hồng Vân biết đi. Em muốn bạn nào đó có giọng nói dễ thương. Dễ thương trong cả giọng nói và cách nói chuyện nữa. Em có thích con gái sống lý trí không? Dạ, nếu sống lý trí quá thì cái mặt tình cảm của bạn sẽ bị lấn át đi. Và sẽ có nhiều quyết định nó bị ảnh hưởng.
Nếu như bạn đã sẵn sàng rồi thì hai người sẽ tự tìm hiểu nhau và cố gắng. Thì em nghĩ là sẽ phù hợp thôi. Tại vì em đã sẵn sàng từ rất lâu rồi. Em đã rất là sẵn sàng rồi. Sẵn sàng rồi. Dạ, xin thưa với ông mối, xin mời ông có thể giao lưu với nhà gái. Em nhờ anh xíu. Cái này hả? Để có ông thì thầm cái gì đó. Cái gì đây? Hả? Gì vậy? Tài chính cá nhân một tháng. Giới thiệu đàn trai. À, rồi. Tài chính nhà trai. Thu nhập cố định hàng tháng 15 triệu. Rồi. Chi phí thuê nhà 2 triệu. Rồi, còn lại 13 triệu. Chi phí ăn uống 120.000 nhân cho 3 ngày. 30 ngày là 3.6 triệu. Rồi, vậy là mua sắm chỉ có 1 triệu thôi. Rồi. Di chuyển 400.000 tiền xăng một tháng. Rồi. Chi phí khác là lanh quanh cà phê này kia 1 triệu. Rồi. Tiết kiệm 5 triệu. Rồi. Dự phòng 2 triệu. Rồi. Đó là tài chính một tháng người cá nhân. Tài chính sau khi kết hôn là người ta đã có cái bảng. Rồi thì đọc đi, đọc đi. Chàng trai kế toán mà. Kế hoạch chi tiêu tài chính sau khi kết hôn. Thu nhập cố định hàng tháng cũng 15 triệu. Chưa lên đó. Lương ngoài 2 triệu, à có lên. Có lương ngoài nữa làm thêm 17 triệu. Chi phí thuê nhà 4 triệu. Có vợ rồi. À là nhân đôi hả? À, nhân đôi có vợ rồi phải cộng hơn chút xíu. Chi phí ăn uống hàng ngày 100.000 nhân cho 30 ngày là 3 triệu. Lên ha. Ủa sao kỳ vậy ta? Có một mình ơn ổng ăn 120 ngày. Mà bây giờ có vợ nữa là còn lại có 100 là. Ủa, sao? Ừ đúng ha. Giờ tại cái này có lúc đầu là 2 nồi cơm, giờ còn có 1 nồi cơm nó giảm. À giảm một nồi giảm, chi phí hai người nó giảm xuống. Mua sắm hai người cũng có 1 triệu thôi. Di chuyển 500 là lên được 100. Lên được 100 sao kỳ vậy? Để chở đôi, đi chở đôi thôi. Chi phí khác 1 triệu. Kẹo lại. Tiết kiệm 5.5 triệu. Dự phòng 2 triệu, trời ơi, chi phí trần. Tính hết trơn hết trời. Tính rồi. Tính hết rồi đó, cứ thế mà làm thôi. Em nói cho anh Quyền Linh biết cái cảm nhận của em về cái cách chi tiêu của gia đình bên đàn trai như thế nào. Nếu như mà cho em hỏi bạn nam bên kia một xíu, nếu bên như em. Mà nếu như mà em là một người khác với lại cái chi tiêu mà anh đã lập ra ấy, anh có sẵn lòng cùng em lập lại một cái bản kế hoạch mới được không ạ? Rất sẵn sàng luôn, em chỉ cần vạch kế hoạch rồi anh thực hiện. Dạ, vậy là em sẽ tự viết nên cái bản kế hoạch này đúng không anh? Đúng rồi em. Vậy vậy thì nhờ anh Quyền Linh cắt cái tờ giấy này vào trong túi được không ạ? Xé đi ạ. Thế hả? Dạ đúng rồi, tại vì anh kia đồng ý sẽ làm theo cái bản kế hoạch của em. Xé đi, xé. Tốt phép ha. Dạ dạ. Rồi em cảm ơn. Anh thấy bản này nó cũng hợp lý khi một mình thôi. Bây giờ em gái, em muốn một nửa yêu thương của mình như thế nào? Dạ, cái thứ nhất thì vì chiều cao của em không quá, có giới hạn, cho nên là em muốn một người bạn nam cao từ 1m68 trở lên. Cái thứ hai thì về ngoại hình thì ưa nhìn một xíu, đặc biệt là không được hút thuốc, cờ bạc. Có không? Dạ, không hút thuốc và không biết đánh bài. Có ý chí tiến thủ, chín chắn để quyết định, những lúc cần quyết định thì bạn sẽ là người ra quyết định. Ok. Anh thấy thích và gái rồi đó. Thôi bây giờ em trai em đi với ai? Dạ có chị họ với đồng nghiệp em. Rồi mời đại diện nhà trai. Dạ em xin chào anh Quỳnh Linh, chị Hồng Vân và tất cả khán giả ở đây, và hai bạn ở trên sân khấu. Em là chị của Lân. Thực ra cái bản chi tiêu lúc nãy á là một cách để mà thể hiện Lân là dân kế toán thôi, chứ thật ra Lân không có tính toán như vậy đâu. Nên bạn nữ yên tâm ha. Dạ. Và hôm nay tới đây á thì Lân cũng rất là chín chắn và thực sự là rất nghiêm túc để tìm một nửa kia của Lân. Còn bạn nữ bên này thì thật ra là chị rất là thích tính cách của em. Dạ. Rất là rõ ràng, tinh tế, chị rất là thích. Dạ, cảm ơn chị. Và chị nghĩ là Lân cũng rất là thích. Chị nghĩ là hai bạn có một cái sự matching với nhau đó. Rồi, cảm ơn chị. Em gái đi với ai? Dạ em đi với em ruột của em ạ. À em ruột hả? Con xin chào cô Hồng Vân và chú Quyền Linh và tất cả mọi người ở đây. Con tên là My và con là em gái của chị hai con. Chị hai con là một người rất là sống độc lập. Chị ấy luôn là một người mà đặt mục tiêu từng năm. Cho đến năm này thì ba mẹ con cũng hối rồi. Nên là chị của con thì cũng muốn mở lòng của mình ra. Trước giờ thì con cũng không có can thiệp quá nhiều vào cuộc sống riêng tư của chị con. Chị con nói gì thì con cũng đồng ý. Nên là con tin vào quyết định của chị con. Rồi con nói sơ sơ, nãy giờ con cảm nhận anh này như thế nào cho chị con nghe đi. Dạ thực sự thì con thấy anh là dân kế toán. Nên là anh rất là sống
rất là có kế hoạch. Và con nghĩ là chị con chắc là sẽ cũng cần một người giống như vậy. Ừ, rồi, tốt rồi. Con nay nhiêu rồi? Dạ. Con nay nhiêu rồi? Dạ, con 24 tuổi. 24 hả? Con nhiều chưa? Chưa. Khi nào cần lên đây gặp chú với cô Hồng Vân nha. Dạ, con cảm ơn cô. Ok, bây giờ mình đã nghe góp ý hai gia đình ha. Bây giờ thôi, để hai bạn gặp nhau đi. Mở rào. Dạ, em nữa. Dạ. Bạn đọc rồi kể lại cho mình cũng được. À, dạ, em cũng có món quà tặng anh. Thì đó là một cái combo, cái cuốn nốt. Thì nó sẽ làm anh sẽ ghi những cái dự định, những cái kế hoạch trong tương lai của mình. Thì bên cạnh đó thì sẽ luôn luôn có một cái chiếc đồng hồ để mà luôn luôn nhắc nhở cái việc mà đặt mục tiêu của mình nó sẽ hoàn thành đúng cái thời gian đặt ra. À, và cái tiếp theo đó là cái sở thích của cá nhân em thôi. Thì em nghĩ nó giúp em giải tỏa stress. Thì hy vọng nó cũng sẽ giúp anh giải tỏa những cái khó khăn hoặc là vướng mắc gì trong công việc cũng như là cuộc sống. Em làm đồng hồ của anh luôn được không? Dạ. Không cần có người nhắc. Cảm ơn em nhiều nha. Dạ dạ. Lúc nãy á, anh nghe nói là em là người rất là mạnh mẽ, có ý chí, có kế hoạch, mọi thứ được sắp xếp. Nhưng mà có những thứ không thể nào sắp xếp được, nhất là trong chuyện tình cảm nữa. Tại vì tình cảm nó không thể nào sử dụng lý trí được. Nên nếu như em nói em muốn mở lòng trong năm nay hoặc là năm sau gì đó, thì em đã có cái dự định gì cho việc mở lòng đó chưa? Có nghĩa là để một chút tình cảm nó lấn át lý trí của em chưa? Như em có chia sẻ đó, thì cũng như là em gái của em chia sẻ, thì ba mẹ em ở nhà cũng hối lắm rồi. Cho nên cái việc mà năm nay em quyết định cho trái tim của mình lên ngôi đó, là cũng một phần là em nghĩ là em đủ chín chắn và đủ cần một người để mà ở bên cạnh mình. San sẻ những cái khó khăn cũng như là cuộc sống vui tươi của mình trong cuộc sống ạ. Tại vì dạ, anh thấy em là người tự lập rất tốt. Dạ. Có thể tự giải quyết mọi khó khăn luôn. Dạ. Em có thể kể một chút cái nào mà em cảm thấy khó khăn hoặc là cần anh giúp được không? Chắc là việc chi tiêu trong gia đình. Thì cái đó gần như là em không giỏi cho lắm. Em lập ra cái mục tiêu cho cá nhân mình thôi. Còn cái việc mà chi tiêu á, thì em nghĩ chắc là chương trình tìm đúng người cho em hay sao á, sẽ giúp em chi tiêu, giảm bớt chi tiêu lại một xíu. Dạ. Anh nghĩ là chắc là các khoản chi tiêu trước đây của em chủ yếu là phục vụ cho bản thân mình hoặc là lo cho gia đình của mình. Thì anh nghĩ nó là cũng hợp lý thôi, không có vấn đề gì cả đâu. Nếu anh giúp em thì có một chuyện anh sẽ giúp em, đó là mình xây cái nhà. Mình xây cái nhà. Ừ. Dạ thì vậy cho em hỏi là anh có đất rồi hay sao vậy ạ? Không, anh không có đất, nhưng anh nhìn thấy em mới thấy đồng hồ, là thấy kế hoạch là anh thấy sắp rồi đó. Dạ sắp. Dạ rồi, anh có nghĩ 2 năm nữa thì anh sẽ là một người như thế nào? Anh chưa bao giờ nghĩ 2 năm nữa là người như thế nào. Anh chỉ nghĩ là trong cuộc sống này anh sẽ là người sống hạnh phúc nhất với chính bản thân mình, với những người thân xung quanh mình. Đó là điều anh mong muốn. Tại vì như em nói đó, em là người sống về lý trí, còn anh thì tình cảm nhiều hơn. Và thật sự anh rất là yếu đuối trong chuyện tình cảm. Vậy cho em hỏi là sao trong 30 năm về trước á, thì anh lại không tìm một cái người bạn nữ nào để cùng anh chia sẻ? Thì cái rào cản nào để mà anh tìm một bạn nữ sẽ phù hợp với anh? Thật ra nếu nói kỹ hơn là cuộc sống trước đây á, thì anh chưa bao giờ nghĩ tới chuyện là sẽ lập gia đình hay là có tình cảm bất kỳ ai cả. Cho tới khi là anh thấy là mình xảy ra biến cố rồi, và anh nhận ra là mình không thể nào sống một mình được. Tại vì bản thân mình, ngoài cái chuyện là chia sẻ tình cảm, chia sẻ với người thân, thì có một điều quan trọng hơn nữa, đó là hạnh phúc. Và hạnh phúc thì không thể nào một người có được hạnh phúc. Dạ. Anh có câu hỏi nào không? Không, nhìn em xinh quá anh hết muốn hỏi. Vậy vậy thì chắc là em hỏi rồi. Mình tiến đến mình nắm tay cô gái để trao cảm xúc với nhau. Thôi, mình hát tặng bạn gái một bài gì đó, bạn gái cũng vậy. Anh cũng muốn hát đó mà giờ anh sợ hát lên là bị bể dĩ liền à. Dạ hát hay không bằng hay hát. Thôi để em hát trước hả? Dạ rồi. Khi hai ta về một nhà, khép đôi mi chung một giường, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Khi hai ta chung một giường, ta vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi một dòng, sống chung nhau một đời. Em xin hết. Hay quá. Cảm ơn em nhiều. Cho anh nợ một bài nha. Dạ không sao ạ. Hiện nay trong trái tim của em đang như thế nào? Em có thể diễn tả và cảm nhận từ người đối diện như thế nào? Hãy nói rút ruột rút gan cho bạn gái nghe đi. Thực sự thì em nhận thấy đây sẽ là một người có thể giúp em tiến xa trong cuộc sống, cũng là người sẽ mang lại hạnh phúc cho em. Còn lại thì vẫn là tùy vào quyết định của bạn.
mà mình đã quyết định rồi. Trời ơi, cái câu đáng yêu lắm luôn á. Bây giờ hai bạn để tay vào nút bấm. Các bạn có thể đưa ra chứng kiến của mình, quyền quyết định là của mình, và bấm bằng trái tim của mình nha. Khi bấm, chúng ta phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Rồi, thẳng bây giờ sau 3 tiếng đếm thì chúng ta sẽ bấm hoặc không bấm nha. Dạ. 1, 2, 3. Hết thời gian. Cả hội trường mừng vui đó, cả hội trường mừng vui đó. Nắm tay, bây giờ là mình có quyền nắm tay nhau rồi. Coi như ba mẹ đang xem truyền hình. Bạn nói gì với ba mẹ của bạn gái đi. Rồi ba mẹ của mình nữa. Đứng ở đây con xin phép bên ba mẹ của bạn gái và cũng là ba mẹ của con luôn. Thì thật sự con không dám hứa chắc là sẽ đem lại niềm vui cho bạn gái này lúc nào cũng như vậy cả. Nhưng mà con chắc chắn bạn sẽ là người hạnh phúc nhất khi ở bên cạnh con. Nhân đây là mình xin hôn bạn. Ở đáng yêu vậy thôi chứ. Nhà hàng máy lọc nước cao cấp Makano tặng bạn voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm Makano tại các đại lý chính hãng toàn quốc. Máy lọc nước phong thủy Makano thiết kế độc đáo, lõi lọc ceramic siêu bền, màng lọc RO nhập khẩu từ Mỹ. Đặc biệt, máy lọc nước ion kềm dầu hydrogen đem đến nước sạch và tốt cho sức khỏe. Nếu hai bạn tính đến hôn nhân, Makano sẽ tặng máy lọc nước phong thủy ion kềm trị giá 13.800.000 đồng. Makano phong thủy ngũ hành vượng khí thăng hoa. Thương hiệu thời trang thiết kế The Maven gửi đến bạn voucher giảm giá 30% khi đến mua sắm trực tiếp tại các cửa hàng. Mong rằng những bộ cánh lung linh tại The Maven sẽ giúp buổi hẹn hò của bạn thêm phần lãng mạn và đầy yêu thương. Gửi tặng các bạn máy nước nóng Senton nhập khẩu Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu Thái Lan. Bảo hành 1 đổi 1 năm đầu với tổng giá trị 7 triệu đồng. Các bạn sẽ nhận thêm một bình nước nóng Atlantic thế hệ mới khi tiến đến hôn nhân. Chúc hai đứa hạnh phúc nha. Dạ, cảm ơn. Chứng kiến cặp đôi đầu tiên họ đồng ý hẹn hò, chúc cho hạnh phúc sẽ sớm đến với họ. Thương quá, tôi nôn quá à. Gặp liền cặp đôi thứ nhì đi Linh. Rồi, xin mời quý vị đến với cặp đôi thứ hai. Yeah. Mẫu bạn trai của em đơn giản lắm, chỉ cần biết quan tâm và cùng tần số với em là được rồi. Khi em gặp bạn thì em giỡn hơi ngay, với một phần là em cũng thích nấu ăn nhưng mà em lười rửa chén lắm. Ai rửa chén giùm em thì em thích lắm ạ. Không, cái này thì chắc mình có cùng sở thích, cùng tần số luôn, thích nấu nhưng mà ghét rửa. Dạ. Mời nhà trai. Vui vẻ à. Rồi, mời em trai. Rồi, xin mời nhà gái. Mời em trai giới thiệu về mình. Xin chào chú Quyền Linh, cô Hồng Vân và bạn nữ và quý vị khán giả đang ngồi có mặt ở trường quay. Em tên là Trần Hồng Linh Sơn, em 26 tuổi. Hiện đang là cán bộ của trực thuộc đội quản lý đô thị huyện Nhà Bè. Đội Sơn ở Nhà Bè luôn hả? Dạ, em ạ, con ở Nhà Bè. Rồi, bây giờ bên mình nè, con giới thiệu đi. Con chào cô Hồng Vân, con chào chú Quyền Linh và chào tất cả khán giả. Em tên là Vũ Thị Kiều Trang. Năm nay con 26 tuổi, con sinh ra và lớn lên ở Kiên Giang. Con đang sinh sống và làm việc tại Rạch Giá, Kiên Giang. Rồi á, con từ Kiên Giang lên đây lúc nào? Dạ, con đi 11 giờ đêm hôm qua. Đêm hôm qua, làm nay lên gặp chương trình luôn. Dạ, con lên tới đây 6 giờ sáng. Ừ, con làm gì? Dạ, con làm nhân viên kế toán tại công ty xuất nhập khẩu á. Ở dưới Kiên Giang. Đó, tên... Mạnh điểm yếu của Sơn là gì? Dạ, điểm mạnh của con là hòa đồng, vui vẻ, có thể biết nấu ăn, rất là dễ bắt chuyện với một người bạn mới. Còn điểm yếu là hơi tự ti về bản thân và rụt rè trước bạn nữ. Tại sao tự ti? Thì nhìn... Sao đó con? Dạ. Bên kia cũng giống giống vậy thôi, cũng lo gì đâu. Hả? Cơ địa mình vậy rồi, mình có khả năng mình tập thì nó sẽ xuống thôi chứ không có gì đâu ha. Dạ. Chú xưa chú bự hơn con đó, chú bự gấp gấp rưỡi luôn đó. Rồi, giờ con mà sao ta? Múp míp luôn, có cái đẹp cũng múp míp. Dạ, điểm mạnh dạ, của con là... Rồi. Con thích nấu ăn và con biết làm bánh. Con thích giúp đỡ người khác. Rồi điểm yếu của con? Điểm yếu của con là con hơi nóng tính. Nhưng một phần là con không kiềm chế được cảm xúc của mình. Khi con tức giận là con bộc lộ ra mặt lắm. Rồi con có sợ yêu xa không? Dạ không. Không hả? Dạ. Sơn ơi, Sơn đã xuống Kiên Giang bao giờ chưa?
Dạ con xuống dưới rồi cô. Rồi con có thấy con gái Kiên Giang đẹp không? Dạ cái này con không đánh giá được, tại vì con đi là có khi là đi công việc, còn không thì đi bưng quả giùm thôi. À vậy hả? Nữa vì quả có người bưng lại con, yên tâm đi. Mà con không nghe hả? Kiên Giang mình đẹp làm sao? Đâu cũng đẹp mà ai ai cũng đẹp. Mình có mấy mối tình rồi à Trang? À, dạ con chưa có trải qua mối tình nào chính thức hết trơn á. Con chỉ tìm hiểu và thấy không hợp rồi tiếp tục làm bạn thôi. Tìm hiểu trong bao lâu? Dạ lâu nhất là cũng 5 tháng rồi, nhanh nhất thì cũng 2 tháng rồi ạ. Tìm hiểu thôi chưa có gì sâu đậm hết trơn đúng không? Dạ đúng rồi. Bạn trai, có mấy mối tình rồi? Con thì trải qua một mối tình. Sao chia tay sớm? Lúc đó là trong thời gian thì con còn đi học nên là bạn nữ về nhu cầu kinh tế thì không có đáp ứng đủ cho bạn nữ, nên là chia tay không hợp nữa, chia tay. Sơn có tật xấu gì không? Tật xấu của con thì chắc là chỉ có vấn đề là ngủ. Tại vì tối con thức khuya, nên là sáng nếu không đi làm những ngày nghỉ là con có thể ngủ tới trưa luôn như vậy. Chào Sơn. Dạ chào cô. Con có một cái mẫu bạn gái như thế nào? Dạ cái mẫu bạn gái của con thì giống như bao bạn trai khác thôi, nhưng mà có một cái đặc điểm là cái mái tóc không quá ngắn. Mái tóc không quá ngắn, rồi đừng có ngắn giống như trai đúng không? Dạ đúng rồi, cô hiểu rồi. Còn về nữa? Tính cách thì vui vẻ hòa đồng, hơi trẻ con tí thì cũng được. Còn vấn đề mà nấu ăn hay chăm sóc gia đình thì cái đó thì có thể là hai bạn khi mà nếu mà sau này có tiến xa hơn thì cái đó thì hai bạn sẽ tự bù đắp cho nhau cái đó. Rồi cái mẫu đàn ông lý tưởng của con là như thế nào? Dạ thì cũng nấu ăn, cũng thích nấu ăn. Dạ cũng tròn tròn giống con để khỏi bị chơi giống số 10 di động. À tròn tròn giống con hả? Dạ. Ừ. Hôm nay con đi với ai ạ? Dạ con đi với chị họ của con và chị đồng nghiệp ạ. Em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân. Em tên là Tâm, em là chị họ của Trang. Trang ở nhà thì là một người cực kỳ vui tính, yêu thương động vật. Gia đình của Trang cũng rất là tốt. Còn về bạn trai bên đây thì nói chung là vừa bước lên là em cảm thấy em cực kỳ thích luôn. Tại vì hợp lắm. Mà kiểu tròn tròn như nhau á, cái ngoại hình là đã thấy thích rồi. Về tính tình thì bạn nói là bạn rụt rè, em càng thích hơn nữa tại vì hợp với lại Trang. Trang cũng rụt rè lắm à? Trang thì không rụt rè cho em nghĩ cái đó là nó có sẽ có thể bù đắp được. Nhưng mà với Trang á thì chị nghĩ là Sơn kiên trì một chút. Tại vì Trang nói chung là có những cái Trang tính tình rất là thẳng thắn, kiên trì một chút thì sẽ ok. Yeah. Còn chuyện hai bạn ở xa nhau thì cái đó thì chắc là nếu như mà đã có mối, ông tính thử ông qua ông coi bên nhà gái tôi cái coi nè. Cái chuyện xa là không có quan trọng ở đây. Để coi cái... Dạ con chào chú. Trời mặt dễ thương quá trời. Hai đứa nó cũng gọn gọn như nhau nè. Tại vì con bị sụt sữa trễ. Mình có thể luyện tập được. Con có chơi thể thao gì không? Dạ lúc trước thì con hay thi đấu kéo co. À dạ. Dạ. Hèn chi kéo quá nó xệ vậy đó hả? Nó sổ đó. Hai đứa đều có khuôn mặt rất là đáng yêu luôn. Ồ dễ thương. Mặt bên đây cũng dễ thương, bên đây cũng dễ thương á. Bây giờ con Sơn đi với ai nè Sơn? Dạ con đi với mẹ, bạn và bà ngoại. Ngoại Tư. Ôi chào bà ngoại, chào mẹ, chào cả nhà luôn ha. Mình là mẹ của Linh Sơn. Hồi giờ mẹ đến đây thì mẹ không biết nói gì. Và nếu mà con đồng ý thì mẹ đồng ý. Có lẽ cô đang khóc đúng không? Xúc động. Tại xúc động, đúng không? Dạ. Tại sao cô lại xúc động như vậy? Tại vì thấy hai đứa cùng tính cách, hai đứa tướng phù hợp với nhau, hai đứa rất là xứng. Cô có mong mà Sơn sớm đưa con dâu về không? Dạ rất mong. Nếu mà hai đứa không đến chương trình thì thôi, nếu mà đứng đến chương trình này rồi thì thôi, hai đứa cho nhau một cơ hội. Dạ. Bây giờ vậy cho hai trẻ trẻ gặp nhau đi nha. Khen chú, khen chú. Hồi nãy con nghe chú có đói bụng mà không chú? Tôi nói với con. Dạ con có gì con? Dạ bánh con làm, con mời chú với bạn em. Trời cảm ơn con. Trời nó tốt quá ta. Nói được à con? Dạ. Chú chấm ngay từ đầu luôn rồi đó. Trời ơi. Cảm ơn con nha. Dạ. Rồi xong cô ngồi đây là đưa chú hết nguyên hộp. Dạ đó, chút nữa được con tặng cô ghiên. Ghiên hả? Ghiên. Dạ. Ừ. Nhỏ này tôi cũng chấm nó từ đầu luôn á. Lấy lòng ông Mai ha. Cho ông cái nắp đi nha. Đây cho cái nắp đi. Ăn đây mất cỡ quá chứ. Bốn cái bánh này không đủ chú đâu. Chú ăn xong mở rồi. Rào đi. Mở rào cho hai trẻ chú nó gặp xong nhau. Để chú nhập vào hội Viên Sơn luôn. Vừa thôi, luôn. Mở rào đi bà con mở ơi. Rào. Thơm quá. Dạ cho bạn. Cái này là một ly trà sữa. Thì con gái mà ai cũng thích trà sữa hết nên là mình không có gì tặng bạn cái ly trà sữa. Mình cũng thích trà sữa. Thôi. Đây đây đưa cô cầm. Bớt uống trà sữa là đi con.
Mình thì sở thích là đi du lịch, cho nên là mình tặng quả địa cầu là hy vọng là mình có thể cùng bạn đi du lịch những nơi mà mình thích. Không, mình cùng sở thích á. Dạ. Cảm ơn bạn. Cho anh hỏi là cái cảm giác lần đầu khi mà gặp anh thì em có cảm giác như thế nào? Dạ. Có giống phù hợp với cái mẫu bạn trai của mình không? Dạ, em thì mẫu bạn trai của em đơn giản lắm. Chỉ cần biết quan tâm và cùng tần số với em là được rồi ạ. Vậy cho anh xin hỏi thêm là cái tần số của em là tần số mấy? Dạ là em khi em gặp bạn thì em giỡn hơi nhây. Với một phần là em cũng thích nấu ăn nhưng mà em lười rửa chén lắm. Ai rửa chén giùm em thì em thích lắm ạ. Mình có cùng sở thích, cùng tần số luôn. Thích nấu nhưng mà ghét rửa. Dạ. Vậy hai đứa mua chén nhựa về ăn đi. Gặp em lần đầu tiên anh có gì bất ngờ hay là anh có ý kiến gì không ạ? Cái này thì nói chung là không bất ngờ, tại vì mình không có quan trọng là cái ngoại hình. Dạ. Quan trọng là cái tính cách. Dạ. Mà khi mà nghe em nói về cái tính cách của em là hơi nhây á. Dạ. Thì nó lại kiểu là có thể là đúng tần số với nhau. Tại vì khi giỡn mà cũng rất là nhây. Dạ. Thì em cũng có nhiều tật xấu lắm. Em thì cũng hay nóng tính như rất thẳng, cho nên em sẽ cố gắng tiết chế lại. Thì nếu mà nhiều khi em nóng quá thì anh cũng thông cảm bỏ qua giùm em. Cái đó có thể bỏ qua được. Dạ. Còn về cái chuyện hẹn hò. Dạ. Thì nếu mà khi mà hai mình đã cho nhau một cái cơ hội yêu xa. Dạ. Có thể là một tháng chỉ xuống Kiên Giang một lần, thì em có cảm nghĩ gì? À, nếu mà anh xuống không được thì để em lên cũng được, không sao hết. Trời ơi. Thì cái này anh chịu, cái này anh chịu. Nếu mà hai đứa yêu nhau vậy thì bao lâu mình về chung một nhà, chứ để yêu xa hoài mệt mỏi lắm. À dạ, ba con ra điều kiện cho con là tháng 6 năm sau con phải lấy chồng. Sao nè, Sơn có ý kiến sao về cái điều kiện này nè? Nếu mà bác trai ở nhà mà đã nói tháng 6 á. Dạ. Thì có thể là sớm hơn dự định của anh. Dạ. Tại vì anh dự định là có thể tới cuối năm. Dạ. Nếu được thì có thể là cuối năm sau. Dạ. Làm luôn đi. Ra gì anh cưới em luôn. Em muốn sau này là trai hay là gái? Con gì cũng được, miễn sao là con của hai người là được rồi. Lại là một câu rất là trùng tần số với nhau. Dù trai hay gái, miễn là con của mình. Dạ. Rồi, tiền bạc, kinh tế ai quản lý? Kinh tế là chắc cho anh nói trước. Sau này là khi mà về chung rồi á, nếu mà được anh có thể đưa em nếu em cần. Nhưng anh chắc chắn anh sẽ không đưa hết số tiền mà anh kiếm ra. Dạ. Tại vì anh còn phải để phòng thân. Để anh nói trước nên dạ. Là cái này khỏi bỡ ngỡ. Dạ, em cũng biết mà, ai cũng có cái quỹ đen riêng hết. Đúng rồi, đúng rồi, đúng. Như vậy là kinh tế hai người tự chủ, tự quản. Rồi khi nào mà sẽ có một cái quỹ chung. Dạ đúng rồi. Đó, hai vợ chồng đó tháng bỏ vô cái quỹ chung đó bao nhiêu. Dạ. Để chi tiêu. Dạ. Thôi bây giờ nè. Dạ. Bà nam tiến tới nắm tay bằng nữ nào. Ai truyền nhau cảm xúc, nhìn thẳng vào mắt nhau nào. Đó. Trời, tay lạnh. Tay luôn Sơn. Đó, nhìn thẳng vào mắt bạn gái đi. Có bước nói gì với bạn gái hay hát tặng bạn gái, đứng gần gần nhau xíu, sao vậy, giống kéo co vậy. Hát hả? Anh xin hát tặng em một đoạn trong bài hát Tình Khúc Vàng. Dạ. Ngồi bên em cũng đàn hát lên tình khúc vàng, bao nhiêu âu lo đời vụt tan, ngày mai xa nhau rồi phút giây còn muốn lời. Em ơi bao nhiêu điều chưa nói, nhớ từng hàng cây, nhớ từng con phố, bước theo em băn khoăn hỡi tình say. Nhớ về dòng sông ấm lòng mùa đông, nụ hôn ta trải vời theo cơn sóng. Đó. Dạ. Thôi. Dạ. Mình đáp lại đi con, bên nhà gái mình đáp lại đi. Trên đường đi lễ xuân đầu năm, qua một năm rụt rối tơ tầm. Năm mới nhiều ước vọng chờ mong, mây nhiều rồi ít nhóng trông, vui cùng pháo đỏ rượu hồng. Em cũng hết thuộc rồi. Hay. Rồi, rồi, rồi. Ngồi. Về ghế ngồi đi nào. Dạ. Chúng ta đã nói chuyện với nhau rồi, có sự góp ý của hai gia đình rồi. Hãy hướng mặt về phía trước. Nhắm mắt lại, kiểm tra con tim mình một lần cuối cùng xem đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không. Nếu đúng, nếu trái tim mình thật sự rung động, chúng ta đừng ngại ngùng bấm nút. Còn nếu không, khỏi bấm. Sau 3 tiếng đếm chúng ta quyết định điều đó. Suy nghĩ thiệt kỹ nghe. Rồi cô đếm nè. 1 2 3 Hết thời gian. Nắm tay nhau nào. Nhắm mắt vô cái tôi mở ra trái tim nó đỏ tươi vậy đó. Đó. Bây giờ nè Sơn,
ba mẹ của bạn gái đang xem truyền hình ha. Dạ. Sơn nói gì đó, tức là xin phép gia đình cho tụi con hẹn hò với nhau. Hẹn hai bé một ngày không xa, con sẽ xuống Kiên Giang và xin thưa chuyện với hai bác. Ôi giời con. Dạ, con xin phép hai bác đang xem truyền hình ở nhà. Nay là ngày đầu tiên thì con cũng xin một nụ hôn gửi cho em, để khi em về Kiên Giang em sẽ nhớ cái nụ hôn của cha nhà bè. Lười nấu ăn, về cái phần dọn dẹp á cũng làm miếng luôn. Mình làm gì mình cũng gọn gàng sơ sơ đi rồi để ta tới người ta khỏi đánh giá. Chúng tôi thấy tình hình hơi căng đó quý vị, người hơi khó tính nha, hơi cẩn thận, một người hơi bê bối. Em đâu có bê bối đâu, em chỉ nói là hơi ít dọn thôi chứ không có dơ đâu. Cả nhà ơi, hôm nay là một ngày hẹn hò gì đấy mà giống bão bên ngoài đã nổi lên, nhưng mà yên tâm, ngồi ở trong một cái không gian ấm cúng và lãng mạn như thế này, em nghe tiếng mưa rơi không em trai? Dạ có chị. Bây giờ em cảm thấy trong người như thế nào? Em thấy nôn nao. Nôn nao phải không? Hên là mình đang ở trong nhà hàng, chứ còn mà ở ngoài đường là nãy giờ ướt nhem ướt nhẹp là không có tâm sự được đâu. May mắn chưa, không gian thật là tuyệt vời để hẹn hò nha. Cảm ơn chị. Mời em gái bước vô trong. Rồi. Rồi, mở mặt nạ ra được rồi đấy em trai. Bây giờ thì hai bạn sẽ tâm sự lớn lên nha, cho đối phương có thể nghe được, bởi vì chúng ta đang bị cách âm bởi một cái cửa trái tim như thế này. Dạ chào chị ạ. Em chào anh. Em tên Kim Thành, em sinh năm 89, sống ở Gò Vấp và đang làm ở Bình Thạnh. Làm về gì em? Em làm bên phòng kinh doanh bán tổng đài và điện thoại. Quê em ở Vũng Tàu. Em ở chỗ nào của Vũng Tàu em ơi? Em ở Xuyên Mộc. Anh ở Phước Lâm, Phước Hưng, cách 30 cây. Phước Lâm là ở Bà Rịa ha? Ở gần gần bến xe trên chợ mới Long Hải á. À. Ồ, biết chỗ đó không? Rồi không biết, từ từ tìm hiểu sẽ biết. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Em cảm thấy em là người có văn nghệ. Ở trong nhà thì em quen làm những công việc nhà, phụ giúp nhà, rửa chén, giặt đồ gì đó. Wow, em đang ở với ai? Dạ ở với lại ba má. Ba má giỏi dữ vậy. Con ở nhà có mấy anh chị em? Nhà em thì 5 người, kết hôn 2 còn 3. Sao mấy bạn gái không làm mà con trai làm? Con gái mà đi lập gia đình sớm rồi. Rồi một đứa em gái kế nữa thì cũng đang làm trên Sài Gòn đây. Hai thằng em trai thì thằng út thì cũng lập gia đình rồi. Em với thằng áp út đang ở với ba má. Lâu lâu đến kia vậy. Rồi, mấy bạn thấy sao mấy bạn? Bây giờ là hai bạn trẻ này là cùng quê Vũng Tàu luôn ha. Ai cũng trẻ trung xinh đẹp hết. Rồi chị hỏi tiếp em nè, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Em nói điểm yếu trước. Rồi, điểm yếu. Hơi lười nấu ăn. Lười nấu ăn, rồi anh này anh nấu cho ăn. Em biết nấu nhưng mà không thích nấu, ít nấu lắm. Biết nấu mà ít nấu lắm, miễn lắm, ăn không à. Nhưng mà mai mốt có người thương tự động về nấu cho người ta ăn hả, yên tâm đi, kinh nghiệm của chị mà. Về cái phần dọn dẹp á, cũng... Làm miếng luôn. Vậy chứ em đang ở với ai? Em ở với bạn. Có ai dọn? Không phải lười nhưng mà kiểu nó không được thường xuyên thôi. Trời ơi, chắc cái phòng cũng sạch sẽ lắm đây. Sạch. Sạch. Ví dụ như cuối tuần có dành thời gian để vệ sinh không em? Có chứ. Ô thế thì được rồi. Ê, thường á đàn ông mới một tuần dọn lần, còn phụ nữ là mỗi ngày mỗi dọn. Nhưng mà cô này là phụ nữ nhưng mà một tuần mới dọn lần luôn. Mai mốt là quen em là một tuần rủ em qua dọn phụ nữa. Không cần thiết phải dọn mỗi ngày. Có gì đâu dọn hoài. Đúng rồi, cái phòng nhỏ xíu à. Ừ. Được không? Đúng rồi, phòng thì nhỏ xíu à. Em từng làm sinh viên em biết mà. Nhưng mà ý nói chuyện là ví dụ như nhà cửa, mặc dù nó không dọn thường xuyên thái quá, nhưng mà mình làm cái gì mình cũng gọn gàng sơ sơ đi, rồi cuối tuần mình dọn một lần cho nó sạch sẽ, để người ta tới người ta khỏi đánh giá là à, nhà này. Có chút tranh cãi nhỏ nhỏ không sao, chỉ mới là sự khởi đầu thôi. Rồi về tình trường thì sao nè? Em thì có một mối tình rồi, khá lâu rồi, mấy năm rồi em không có đếm. Mà quen mối tình đó bao lâu, lý do sao chia tay? Quen bạn đó hơn một năm, nhà bạn ở Sài Gòn. Qua nhà bạn chơi xong rồi gia đình phản đối là chênh lệch chiều cao nhiều quá, nên gia đình bên bạn cấm không cho quen. À, là bên nhà trai chê em là chê em luôn hơn bạn trai, vậy thôi không cho quen. Rồi chia tay luôn. Thì bạn em không có hướng giải quyết thì dừng lại. Còn em mấy mối tình rồi? Dạ em thì một mối. Cũng một luôn, sống trùng khớp dữ vậy quý vị. Quen cũng được 5 năm, chia tay cũng được gần 2 năm rồi. Quen 5 năm mà sao không cưới nhau được vậy? Quen được 1 năm á, gần 1 năm á, thì là cô ấy có điều kiện đi du học. Xong rồi bọn em vẫn tìm hiểu với lại nuôi dưỡng tình yêu qua Facebook với lại Zalo á. Cũng 4 năm trời. Nhưng mà cuối nhưng mà cùng trong 4 năm đó có gặp gì, có về thăm, có gặp không? Dạ không. 4 năm biền biệt luôn. Dạ.
chỉ là nhắn tin điện thoại với lại Zalo hỏi thăm. Sau đó thì chắc có nhiều cái nó không đủ để chờ đợi nhau. Khi chia tay là cô cũng còn ở nước ngoài luôn? Vâng, cô đang ở bên đấy. Tính ra là chỉ ở bên nhau có một năm thôi mà yêu xa tới 4 năm. Trời ơi, lâu dữ vậy. Yêu xa được cũng được chừng nửa năm, năm gì ha. Đâu mình tới 4 năm trời, vậy là bạn này cũng hay đó. Thế em có tật xấu gì không? Tật xấu là em hay thể hiện cái quan điểm của em về cái vấn đề như là gọn gàng ngăn nắp gì đó. Em cảm thấy không chịu đựng được nữa thì em hay phản ứng ra. Có nghĩa là em nói ra dạ. Em là sạch sẽ gọn gàng. Dạ, em đi hay là em làm cái gì đó nó gọn gàng sạch sẽ mà ai mà làm sau em mà bê bối là không được. Là em nhịn nhiều lắm. Em không nói. Nhưng mà cái kiểu mà bị lợi dụng với lại bị ấy ra, xong rồi em phải ức chế lên. Ức chế là mà em bắt đầu em phải thể hiện ra mặt luôn. Ví dụ như em quậu gọ hay là em có những cái hành động nó hơi dứt khoát hay như thế nào, nó hơi bất bình thường một tí. Hả, bất bình thường luôn hả? Không, ý là nó không như bình thường. Ví dụ mọi lần em để nó nhẹ nhàng nhưng mà em để nó hơi mạnh tay hay như thế nào đó. Giống như dằn mặt. Dằn mặt đó. Nhưng mà bây giờ nãy tôi hỏi là bây giờ có dọn phụ bạn gái không? Ví dụ từng có ra nhà qua nhà bạn có dọn phụ không? Dạ, nếu mà yêu nhau á mà không biết là em có bên Công giáo không? À, em có anh. Nếu mà Công giáo thì cùng nhìn về một hướng thì dễ kiểm soát nhau lắm. Luôn luôn tha thứ, với lại luôn luôn không được lạm dụng cái sự tha thứ đó. Không, bây giờ trời ơi xa vời quá, tôi hỏi giờ có dọn phòng phụ không thôi. Có vậy được rồi. Trời ơi, em có tật xấu gì không? Xấu nhất mà khó nói với người khác. Hồi nãy có nói rồi đó. Là cái bề đó đó hả? À, dạ. Chết. Nhưng rồi. Mà cũng không hẳn là lười. Cái đó là cái mức bình thường thôi. Bình thường chứ không thôi. Hẳn là cần bạn phải qua dọn. Tại vì em tự túc được chuyện đó. Chứ sợ cái đoạn về ở chung nhà, hai chồng ở chung đó, ai dọn mới là quan trọng. Dạ. À, nói chứ thiên chức của người làm vợ, người làm mẹ, khi nào mà vô đó là ta sẽ tự thay đổi. Bây giờ ta ở mình ta tự do, ta muốn làm gì ta làm. Tôi nói vậy thôi cho tôi thấy tình hình hơi căng á. Quý vị thấy sao? Quý vị có ý kiến gì không? Hỗ trợ cho bạn ấy với người hơi khó tính nha, hơi cẩn thận, một người hơi bê bối. Chết rồi, bà Mai hôm nay tiêu rồi. Bây giờ em muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào? Trắng, tóc cỡ ở đây, ngang vai, khuôn mặt vui tươi, cao 1m58 tới 1m60. Không tới, hồi nãy nghe tao nói không? Chia tay là tại vì nhà bạn trai không có chịu, tại bạn này hơi lùn đó. Thì nó còn yếu tố khác nữa bù đắp vô. Còn về cái cách sống bên trong á, là biết kính trên nhường dưới, chung thủy, vun vén cho gia đình, chăm lo cho gia đình, giáo dục con cái. Cái đó thì chắc là được. Thế em, mẫu người lý tưởng của em như thế nào? Thật ra là em không có mẫu. Hợp là được, nhưng mà do hồi lúc trước cũng một phần bị chia tay là do là không có cùng đạo, cùng tôn giáo. Thì bây giờ em cũng muốn quen bạn là cùng tôn giáo. Bây giờ cùng tôn giáo rồi đó là thấy nhẹ nhàng rồi đó. Thấy không? Điều gì em ghét nhất ở người bạn trai em? Hút thuốc là em không thích. Có hút thuốc không? Có chút, nhưng mà có thể bỏ. Tôi thấy vậy. Ví dụ như bây giờ bạn trai này sẽ bỏ hút thuốc, bạn gái này gọn gàng lên chút xíu. Đó, vì tình yêu hai bạn mỗi người tự điều chỉnh mình chút xíu, đẹp đôi luôn. Đồng ý không? Em đâu có bê bối đâu, em chỉ nói là hơi ít dọn thôi chứ không có dơ đâu. Ai biểu em nói quá, người ta tưởng đâu là em không có dọn luôn. Bây giờ nhưng mà chị thấy hai bạn bù trừ cho nhau vậy là được rồi, hợp lý rồi đó. Quan trọng là cùng về nhìn về một hướng. Thôi bây giờ vậy, cho mình đoán nhau đi nha. Ồ, nè, lựa đi. Hai anh đó em chọn anh nào chị gả cho? Chọn đi, cô nào trong năm cô đó. Em đông quá, bên đó ta có hai người à? Đông quá. Đông quá, cho hơi choáng. Cho ảnh cái gợi ý đi, 2, 4, 6 người lận. Em là người như thế nào? Chị em nghĩ đây nè. Sao em đoán ngay đó? Em cảm giác thế. Nhưng mà em phải có cái gì đó em nhìn tại sao? Tại vì nói về bị từ chối về vấn đề chiều cao á. Em chọn chưa? Em chọn rồi. Đâu? Thử cái cảm giác của mình ngay lần đầu tiên rồi có cảm giác không? Cảm giác anh này. Rồi, bắt đầu nha. 1 2 3 Chào em. Dạ chào anh. Dạ, quá nè. Có món quà dạ, tặng em nhé. Sorry anh, là em không có đủ thời gian để chuẩn bị quà. Không thành vấn đề, anh hy vọng là em. Nhưng bây giờ em cái món quà này ý nghĩa, một cái đồng hồ cát á. Ý nghĩa gì ở cái đồng hồ cát? Sau này ví dụ có những cái chuyện gì đó, cái đồng hồ cát đấy nó làm cho mình nhớ những cái lúc mà gặp lần đầu gặp nhau, có cái kỷ niệm. Thời gian rồi. Là sự tha thứ chờ đợi. Hay quá. Bạn trai này rất xuất sắc. Một tấm hình 6 người nhìn vô chỉ ngay trúng bóc em luôn. Mà em có 2 người mà em
Giờ phạt cổ gì vậy em? Cũng bình thường thôi chị. Cái đó cái tâm lý mà ai cũng thích đẹp trai. Ủa vậy hả? Ủa? Anh kia đẹp trai hả? Chọn anh kia phải không? Chọn anh kia. Đừng nói tôi bị phạt chứ. Ây da, trời. Đây nè, chọn anh này nè. Đúng rồi, thằng bạn em đó. Bạn em thì đúng rồi, đấy. Chụp hình chung với em thì thằng bạn em là đúng rồi. Hèn gì, nó có vợ rồi. Có vợ, trời ơi, ác ghê, có vợ rồi. Bây giờ tôi sẽ mời hai bạn thưởng thức một món ăn rất là ngon của nhà hàng Drop Cut BBQ. Xin mời món ăn lên ạ. Bây giờ các tường xin mời hai bạn thưởng thức món cá hồi nướng của nhà hàng The Drop Top BBQ nha. Rất là thơm ngon luôn. Nhưng mà nhớ vừa ăn vừa trò chuyện với nhau, cởi mở thân mật nha. Ít phút nữa chị Tường sẽ quay lại. Dạ, có lần, mời hai bạn tự nhiên. Dạ, em mời anh ạ. Mời. Em lên trên này làm lâu chưa? Từ hồi lúc mà sinh viên tới bây giờ lên cũng được 10 năm rồi ạ. Còn anh là anh làm ở Vũng Tàu hay là làm ở đây? Làm ở gần nhà. Anh đang làm việc gì ạ? Nhân viên resort. Nhân viên resort là làm gì trong đó? Công việc chính là hỗ trợ thông tin với lại hành lý cho khách lên nhận phòng. Giống như lễ tân vậy. Nhưng mà vòng ngoài. Dạ. Khách tới thì mình tiếp xúc khách, rồi khách về thì mình cũng là người sau cùng để chào đón khách. Hoặc là có những cái vấn đề gì đó mình hỗ trợ cho khách. Cũng bình thường thôi, không có hơn gì ai hết. Người ta nói là hay có cái cảm tình đầu tiên á. Thì em thấy anh là người như thế nào? Em thấy anh... anh có gia trưởng không? Thế nào gọi là gia trưởng? Hay nắm quyền kiểm soát á? Không, anh nghĩ anh không hay control người khác. Anh nghĩ anh không phải là người như thế. Anh chỉ là người là dựa theo cái gì đó đúng để nhắc nhở hoặc là thể hiện thôi. Nếu mà không được thì dùng cách khác hay là có thể là buông. Như hồi nãy em giới thiệu á, em nói cái tính xấu của em á. Thật ra em là người sạch sẽ gọn gàng lắm, anh yên tâm. Nói chứ là em nói trước để cho mình câu chuyện về sau thôi, chứ thật ra anh phản đối lại nó hơi mạnh á. Không thì đúng thật này, nghe thì giống như tưởng như là bê bối lắm, nhưng mà anh hiểu mà, tại vì anh cảm nhận được. Còn ví dụ giống như là anh nói chuyện với chị Tường hoặc em á, có thể là em hoặc chị Tường cảm nhận anh là người quá gia trưởng hay là khó tính, nhưng không phải. Cái đó là cái vấn đề nhân bản, nhưng cái sạch sẽ cần phải có chứ. Anh cũng hiểu mà, anh đi làm nhiều anh biết. Có nhiều người cái tính khác nhau, nhưng mà mình thì mình hay thẳng tính nên là bị nhiều người kiểu không có ưa mấy hả? Ví dụ mình về nhà bảo thằng Thành nó sạch sẽ với lại nó khó, nhưng mà không phải. Tại đi làm nó như vậy, về nhà nó phải như vậy, nó sạch sẽ, nó tốt cho mình. Mà anh nghĩ là sao mà tới bây giờ anh vẫn chưa tìm được người để quen? Anh không biết nữa. Còn em nghĩ sao? Chắc là do em lỡ, giống như là mấy bạn mà cùng tôn giáo muốn quen bạn cùng tôn giáo với mình luôn á, thì hay sinh hoạt mấy cái hội nhóm á. Thì do hồi lúc trước còn sinh viên em lại không có tham gia mấy hoạt động đó nhiều, nên là em nghĩ là bị lỡ. Đi làm với lại đi công tác này nọ các kiểu thì gặp toàn là mấy bạn không có đạo không à. Em thì tư tưởng là không nhất thiết là phải quen người cùng đạo lắm, có thể là khác đạo nhưng mà mình có thể nhìn về cùng một hướng. Nhưng mà thì gặp trường hợp như em vừa nói mới nãy á, bị sốc á. Anh nghĩ cái vấn đề đó nó không có quan trọng quá đâu. Em cũng quan trọng, bây giờ em không nói không sao mà giờ em dẫn về rồi. Thí dụ giờ ba mẹ của cổ y chang trường hợp kia giờ không chịu, nói là không, bé này nó thấp quá. Anh xin lỗi, em cao 1m bao nhiêu? 1m1. Cái gì? 1m1. Không, nói chuyện nghiêm túc để dễ hiểu chứ đùa giỡn thì tới sáng mai vẫn chưa hết câu chuyện. Sao đây chứ em hơn 1m4 à? Ô, thế thì chiều cao trung bình của phụ nữ rồi. Thí dụ nhưng mà em chịu mà giờ gia đình em không chịu rồi em tính sao? Em hy vọng là em đủ để thuyết phục gia đình. Bây giờ quay lại vấn đề hồi nãy, tôi ở ngoài tôi ngồi tôi vô Facebook tôi kiểm tra Facebook hai bạn, sao tôi thấy Facebook của bạn toàn là đưa Facebook coi nè, hình của ảnh nè đó. Facebook sao toàn hình con nít không vậy? Có con hả? Không, thằng cháu trai. Cháu con trai. Của thằng Út thì bên công giáo em đỡ đầu cho nó, cưng nó lắm. Cháu thiệt đúng không? Chứ em phải có giấy chứng nhận độc thân em mới vào ngồi vào ai đây. Ai biết, nhiều khi độc thân nhưng mà có con rơi con rớt sao? Tôi tò mò quá, tôi tò mò thiệt. Bây giờ sẽ có một số trò chơi, một số những câu hỏi như thế này. Chị Tường sẽ đọc những câu hỏi trong này, các bạn sẽ trả lời nhanh, thử coi hai bạn có trùng khớp ý với nhau hay không nha. Rồi, để chị đọc cho. Bạn có bao nhiêu em gái mưa? Không. Không. Ngược lại, có anh trai mưa không? Anh trai mưa không có, nhưng mà bạn mưa thì có. Bạn mưa là sao? Bạn mưa là bạn sao? Là bạn đi với mưa, tắm mưa chung hả hay sao? Chị nói vậy cũng đúng một phần á. Giống như là em có một vài đứa bạn mà chơi thân từ hồi mẫu giáo tới bây giờ luôn. Không biết cái thời buổi này em hiểu cái từ em gái mưa không? Cái tiếng lóng á. Anh giải thích giùm em. Mưa tức là quá thân mật luôn mà không có phải là vợ chồng. Bạn mưa của em là bạn trai hay bạn gái?
Không, con trai. À, có nghĩa là chơi từ nhưng nhỏ. Nhưng mà chơi từ hồi nhỏ tới bây giờ. Nếu mà mình nghĩ quá thân mật thì em không phải. Cô này cô còn ngây ngô lắm. Mặt cổ nói chỉ mưa mà cô không hiểu gì trơn. Cô tưởng tắm mưa thiệt. Rồi, em bóc một câu nữa đi. Vừa đói vừa buồn ngủ, bạn sẽ làm cái gì trước tiên? Vừa đói vừa ngủ thì em đi tắm trước. Trách quốc vậy? Em vừa đói vừa bà ngủ. Sạch vậy? Tại sao vừa đói vừa ngủ mà tự nhiên rồi đói vừa ngủ? Có nghĩa là gì? Em đi tắm thì em sẽ tỉnh, em không buồn ngủ nữa. Và lúc đó em ăn ngon hơn. Lạ thiệt luôn, ta đói gì ngon ăn, em rồi, sao? Vừa đói vừa ngủ em làm gì nếu trước? Nếu buồn ngủ quá này em ngủ á, em ngủ chút xíu xong em dậy em ăn. Nghe là ngủ bụng đói phải không? Tôi đang suy nghĩ là không biết vừa đói vừa buồn ngủ chọn cái nào trước, chắc cũng phải ngủ. Tại vì cơn buồn ngủ nó ập đến là nó ngủ liền chút ngủ xíu sướng phải không? Ngủ sướng lắm. Rồi câu thứ hai. Nếu người yêu bạn đề nghị sống thử, bạn trả lời thế nào? Không đồng ý. Em cũng không. Lý do? Em không hơn ai nhưng em cố gắng em làm đúng. Cái cuộc sống sau hôn nhân đáng để chờ đợi. Sau khi kết hôn thì mình chờ đợi nó. Hãy tạo dáng cute phô mai que dễ thương. Hết nấc đi nào, hai bạn làm luôn. Đứng lên tạo dáng coi. Em đứng đắn lắm, em không có biết mấy cái dáng gì hết. Thì kệ em làm sao miễn thấy dễ thương thôi, em làm trước đi. Em là chỉ có như vậy thôi. Đó, còn anh? Thế rồi. Bắt trước. Để tôi coi còn câu nào chưa hỏi nữa không. Câu này là tôi trả lời chung luôn nè. Hai ba trả lời nhanh nha. Ai trả lời trước người đó thắng, ai trả lời thua bị phạt. Thục dầu 5 cái. Nếu ở nhà một mình đi toilet, bạn có đóng cửa không? Có. Dạ có. Mà đứng một vòng lên cho người ta coi cái tội chậm chạp. Lúc nào tôi đã nói rồi còn chậm chạp. Đó. Chị nói giỡn đó. Không, chị đứng lên cho em coi đó. Em ngon lành, không có gì đâu. Bây giờ rồi, cảm ơn em, về chỗ đây không có phạt em đâu. Ai nỡ phạt phụ nữ đẹp. Nói chung chị thấy là như vậy nè, quan trọng là cảm xúc, tình yêu. Cái chuyện có một vài cái quan điểm bất đồng hoặc là cái chiều cao. Bây giờ ăn uống dinh dưỡng lắm, con cái nó sẽ cải thiện được cái chiều cao. Thì hai bạn hãy tự nói lên cảm nghĩ của mình ngay lúc này đi. Em cảm nhận về anh ấy như thế nào? Em thấy thì anh mới trò chuyện có một thời gian ngắn ở đây thôi, nhưng mà anh có vẻ là bảo vệ chính kiến của mình nó hơi mạnh á. Thì thật ra em cũng là thích người có bản lĩnh, thích người có chính kiến của mình, nhưng mà không cần thiết phải mạnh quá như vậy. Mình có thể là điềm đạm và giải quyết sau, từ từ nói cho bạn mình hoặc là cho người ta hiểu sau cũng được. Cảm ơn em. Anh cũng nhận được nhiều cái sự góp ý như thế. Anh thấy cũng đúng phần nào. Anh sẽ cố gắng. Thật ra thẳng tính thì em cũng thẳng lắm, nhưng mà mình điềm đạm. Và anh cũng thấy có một số cái là chắc có lẽ là chưa đủ để hẹn hò với em. Anh cũng cảm ơn em về cái cuộc hẹn hò này. Cái này rất là một bài học rất là quý giá với thú vị. Em cũng xin lỗi. Đâu có gì đâu xin lỗi, đây là cái cá tính của mỗi người. Em cũng đang ngồi gặp gỡ cô gái này thì nãy giờ thì em có cảm nhận nào gì như thế nào về cô gái ấy? Xinh đẹp. Em cảm ơn. Có nét đẹp riêng. Dạ. Rồi cũng mạnh mẽ. Em có chút rung động nào với cổ không? Không nhiều lắm. Hai bạn đều rất thẳng tính với nhau. Và tôi nghĩ như vậy nè, hai bạn này có một số những cái điểm chung, nhưng mà nó đang còn cái guồng á, giống như nó đang còn bị trật, chưa có vô. Chúng ta đừng vội vàng nói không quá. Ở đây nè, bạn phải hiểu tâm lý nè. Mất bình tĩnh trước máy quay, có hơi rung khớp. Đôi lúc bình thường không phải là như vậy, nhưng mà đến đây tự nhiên cái lúc đó nó lại như vậy. Hai bạn hãy bình tâm lại, bỏ qua hết tất cả những cái gì hồi nãy giờ chúng ta suy nghĩ về những cái không được. Bây giờ thử chúng ta nghĩ đến những cái được của đối phương xem. Và trước khi làm điều đó thì bây giờ bạn trai nè, hát tặng cô ấy một bài hát đi, kỷ niệm ngày hôm nay. Tìm một con đường, tìm một lối đi, ngày qua ngày, đời nhiều vấn nghi, lạc loài niềm tin, sống không ngày mai, sống quen không ai cần ai, cứ vui cho trọn đêm nay, rồi cuộc vui tàn, mọi người bước đi, một mình tôi về, nhiều lần ướt mi, chờ tình yêu đến trong ánh nắng mai, xóa tan màn đêm u tối, cho tôi biến đổi tâm hồn thành một người mới, và con tim đã vui trở lại. Tình yêu đến cho tôi ngày mai, tình yêu chiếu ánh sáng vào đời, tôi hy vọng
được ơn cứu rỗi. Xin cảm ơn. À, sao cảm nhận giọng hát của anh như thế nào? Dạ, anh hát hay. Hay quá. Bây giờ mọi người thấy là cặp đôi này như thế nào, có cái cơ hội, có cái cơ may nào có thể là hiểu được nhau và có thể đi với nhau một quãng đường nó dài hơn hay không? 30 giây các bạn hãy nhìn thẳng vào mắt nhau, hoặc các bạn có thể nói với nhau một điều gì đó cuối cùng trước khi chúng ta đặt tay vào nút bấm. Em hy vọng là dù có bấm nút hay không thì mình cũng có cái duyên để gặp, thì cũng có thể kết bạn được. Anh cũng đồng suy nghĩ với em, về sau làm bạn biết đâu nó có một cái gì đó nó, dạ, nó đổi mới hay là như thế nào đó, dạ, tốt đẹp, okay, hơn. Rồi đặt tay vào nút bấm nha hai bạn. Bấm nút là trao cái duyên cho nhau các bạn nhé. Nếu chúng ta cảm thấy không rung động thì không bấm nút. Không bấm nút về lịch sự, không bấm nút về bất cứ một lý do gì. Một, hai, hãy suy nghĩ thật kỹ những giây phút cuối cùng. Ba, hết thời gian. Tường tiếc lắm, không biết quý vị khán giả có tiếc hay không, nhưng mà thật sự thì thời gian trên này là không có đủ. Có thể là cái điện của mình hôm nay chưa đủ, nhưng cũng là một cái duyên gặp mặt nha. Rồi cảm ơn hai bạn. Dạ.